Chương 551 Mục Trần lơ lửng giữa không trung, vung tay lên thu lại uy áp linh lực mạnh mẽ. Thoáng nhìn lại ba đồng đội, hắn rất hài lòng. Cả ba cũng đều đã vượt qua linh lực nan, thực lực tăng cường không ít. Ba người nhìn hắn cảm kích tươi cười. Từ khi tham gia đại tái, chỉ vài tháng ngắn ngủi mà thực lực của họ đại tăng, tiến bộ thần tốc cũng nhờ có Mục Trần. Bọn họ biết rõ chính nhờ có Mục Trần và Lạc Ly gánh vác đi trước, nếu không thì chi đội của họ đã bị người ta đá văng đến chỗ nào không biết, đâu còn có thể đến được như lúc này, duệt một luồng kiếm quang sắc bén lạnh lẽo đột nhiên xé nước bắn lên, thậm chí cả vách núi cũng bị cắt thành một vết kiếm sâu hoáy. Cô gái xinh đẹp bay ra, xuất hiện bên cạnh mục trần, mái tóc rực rỡ phất phơ bay bay trong gió. Người vượt qua linh lực nan rồi. Lạc Ly vui sướng nhìn mục trần. Mục trần cười gật đầu. Hắn quét mắt đánh giá người con gái trước mặt, lúc này càng kinh ngạc hơn. Linh lực trong cơ thể Lạc Ly ngưng tụ nhiều hơn, ổn định hơn rất nhiều, nếu cảm ứng qua loa không chừng còn nghĩ là nàng bế quan xong thì thực lực lại giảm đi, mà chuyện đó dĩ nhiên không thể nào có, như vậy thì chỉ còn lại một khả năng, thực lực lạc ly lại tăng lên. Trước đó thực lực của nàng đã là linh lực nan, bây giờ lại đột phá, chẳng phải đã đến nhất trọng thần phách nan. Nàng vượt qua nhất trọng thần phách nan. Mục Trần nhịn không được lên tiếng hỏi. Ba người kia cũng kinh hỉ nhìn qua. Bọn họ đã biết rõ chiến lực của nàng, khi chỉ là cao thủ linh lực nan đã có thể đánh bại cao thủ nhất trọng thần phách nan, vậy thì bây giờ cao thủ nhị trọng thần phách nan đâu thể uy hiếp được nàng chiến lực của nàng nhất định là hàng đầu đại tái. Lạc Ly không trả lời, chỉ mỉm cười. Thật là đáng hận mà. Mục Trần thở dài ngao ngán. Tốc độ tu luyện của hắn thật rất nhanh, nhưng luôn kém Lạc Ly một chút. Tuy cũng không nhất thiết phải mạnh hơn Lạc Ly, nhưng Nam Nhi thì luôn có cái gọi là sỉ diện Nam Nhi. Lạc Ly cười khúc khích nắm tay hắn an ủi. Đại tái linh viện bây giờ có lẽ đã rất kịch liệt. Mười ngày qua bế quan tu luyện, nhưng nàng vẫn có dự cảm. Mục Trần gật đầu, ánh mắt sắc bén cũng hướng ra xa, vẻ nóng cháy bừng lên. Muốn tỏa sáng giữa rừng người mạnh mẽ, đủ tư cách lọt vào top 8 thì không đơn giản chút nào. Nhưng bất kể đối thủ có là ai, Mục Trần sẽ không sợ hãi, mà ngược lại còn rất mong chờ được chân chính giao đấu với những chi đội mạnh nhất. Chỉ có huyết chiến chân chính mới có thể khiến hắn tiếp tục tiến lên. Con đường cường giả không có chỗ cho kẻ khiếp nhược. Đi thôi, chúng ta cũng nên khởi hành. Đại tái linh viện đã rất náo nhiệt, làm sao có thể thiếu được chúng ta. Mục Trần cười lớn, tất cả mạnh mẽ gật đầu chiến ý cũng bùng phát đi mục trần lắc mình hóa thành tia sáng bắn đi bốn người cũng không chậm cấp tốc theo sát cùng lúc đó ở một hoang cốc xa xăm rầm rầm đột nhiên vài tiếng động lớn vang lên khe nứt lan ra tới cốc khẩu rồi hình thành một cái thang chỉnh tề từ lòng đất đi lên cộp cộp những tiếng bước chân vang vọng từ trong bóng tối lát sau vài người xuất hiện dưới ánh mặt trời hai gã đầu lĩnh khá anh tuấn mày kiếm sắc nhọn thân hình cao lớn sau lưng họ là một cô gái xinh đẹp vấn tóc lộ ra chiếc cổ ngọc ngà trắng nõn, toát ra vẻ dịu dàng thanh nhã. Cuối cùng là hai người khác vẫn theo sát họ. Lên mặt đất, họ lặng lẽ thở phò nhìn lại khe nứt đang dần khép lại sau lưng, cảm giác như vừa sống sót trở về từ địa ngục. Năm người này đều là những gương mặt quen thuộc, chính là Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyên, Hạc Yêu. Cuối cùng cũng ra được. Nhìn lên ánh mặt trời chói lóa trên cao, Trầm Thương Sinh khẽ cười sung sướng, Bên cạnh, Lý Huyền Thông lấy ra viện bài, lướt mắt nhìn lại danh sách top 16, nhíu mày, xem ra bây giờ đại tái linh viện cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Điểm đã cao đến mức này rồi. Hạng nhất vẫn là chi đội cơ huyền, điểm số đã đến 13.000. Lý Huyền Thông nhìn con số đó cũng kinh hãi. Cơ huyền kia có vẻ rất lợi hại. Trầm thương sinh cũng trầm ngâm, hơn nữa dường như có ân oán với mục trần, có lẽ là thế, chẳng biết Mục Trần bây giờ như thế nào rồi, tóc 16 không có tên của hắn, ta nghĩ với năng lực của họ cũng không kém đến thế chứ. Tô Huyên dịu dàng mỉm cười. Chi đội của hắn còn có lạc ly, tuyệt đối không tầm thường. Lý Huyền Thông nói, ha ha, tiểu tử kia mới là khó đối phó, ta thấy không lâu nữa sẽ lại gặp hắn thôi. Mà cho dù hắn thất thủ, thì chẳng phải vẫn còn chúng ta hay sao? Vừa đúng dịp này ta có thể đòi lại vị trí đệ nhất Bắc Thương Linh Viện đó, dù ngươi nhận được đại cơ duyên trong hoang tông kia, nhưng muốn đòi lại món nợ với mục trần e rằng không đơn giản đâu nha. Tô Huyên mỉm cười, tạt cho hắn một gáo nước lạnh. Trầm thương sinh nghe thấy cũng không phiền lòng, hắn càng cười lớn. Biết rõ năng lực mục trần vốn là một tên yêu nghiệt, hiện tại thực lực bản thân đại tăng, chẳng lẽ tên kia lại có thể kém sao chứ? Cứ mặc hắn đã, chúng ta nên đi thôi, nhanh chóng đánh đông dẹp tây cướp lấy điểm số, nhất định phải vào top 16 trước mục trần. Trầm thương sinh vung tay phóng lên cao. Đi thôi lý huyền thông cũng tán thành linh lực bốc lên trấn cự thạch xung quanh tan thành phấn nhanh như quỷ mỹ lướt đi mất ba người còn lại cũng lập tức theo sát linh lực quanh thân cũng dũng mãnh không kém xem ra họ đã mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm mới tham gia đại tái có vẻ như cơ duyên nhận được không nhỏ chút nào đoàn người mục trần rời khỏi nơi bế quan hướng thẳng về vùng trung tâm của đại lục di tích dọc đường bay mục trần bắt gặp không ít đội ngũ mục tiêu của họ cũng giống như hắn nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha Thực lực mấy chi đội đó khiến cho Mục Trần cũng kinh hãi, bọn họ cũng mạnh đến mức mỗi hy đội đều có ít nhất 3 vị cao thủ linh lực nan. Xem ra tổng thể thực lực những chi đội tham gia đại tái đều tăng lên rất nhiều, lúc mới tham gia thì thân thể nan đã được xem là cao thủ, nhưng lúc này thực lực cỡ đó chắc chắn sẽ bị loại bỏ không thương tiếc. Dù trên đường gặp không ít chi đội mạnh mẽ, nhưng hắn biết rõ đám người kia căn bản không dám sấn tới gây hấn với họ, dĩ nhiên nhận ra được đội ngũ của hắn còn khó nhằn hơn hết. Mục Trần chỉ biết lắc đầu tiếc rẻ, hắn lại mong bọn người kia tự dẫn xác đến, đem điểm số của họ dâng tới tận cửa cho hắn. Nhưng đã không có ai tìm phiền phức, thì hắn cũng nên tranh thủ thời gian đến vùng trung tâm, vì nơi đó mơ chân chính là cái kho điểm để hắn tranh đoạt. Nghĩ thế, tốc độ của Mục Trần lại được đẩy cao lên. Ba ngày sau, khi hắn đến gần khu vực trung tâm, một tin tức rung động đến tai Mục Trần khiến cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Chính là, chi đội của ôn thanh tuyển lâm vào hiểm cảnh, chương 552 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đã từng hợp tác với ôn thanh tuyền, Mục Trần biết rõ đội ngũ đó mạnh mẽ ra sao. Dù cũng chưa thấy bọn họ dốc hết sức chiến đấu thì kinh khủng cỡ nào, nhưng hắn phải thừa nhận, nếu đánh nghiêm túc bản thân hắn cũng không thể nắm được phần thắng nào cả. Con phượng hoàng kiêu ngạo của vạn hoàng linh viện đâu chỉ có dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Thiên phú của nàng thừa đủ để cho bao tên nam nhi mày dâu phải xấu hổ cúi đầu dù cho cường giả xuất hiện trùng trùng điệp điệp, nhưng có thể chống cự được ôn thanh tuyển e rằng không quá một bàn tay, huống gì có thể khiến nàng ta gặp phiền toái, mục trần thật sự không thể nghĩ ra kẻ nào lại có được năng lực đó. Ôm tâm tình nghi hoặc, bọn họ liền nhanh chóng phân ra thăm dò tin tức, rồi một cái tên xa lạ lọt vào tai. Tiêu Hoàng! Tiêu Hoàng! Kẻ này là ai? Từ hoang nghi hoặc, cái tên này từ khi bước chân vào đại tái chưa bao giờ nghe thấy. Gã đại thủ lĩnh thần bí của chúng viện minh chính là Tiêu Hoàng. Lạc Ly giải đáp, chúng viện minh từ hoang biến sắc giữa họ và chúng viện minh rất rõ ràng chỉ có là kẻ địch nhưng di tích mộc thần điện ba gã thủ lĩnh bị mục trần đánh te tôi bỏ chạy tứ tán không ngờ vẫn còn nhân vật lợi hại đến thế nhưng tiêu hoàng có lợi hại cũng khó có thể khiến cho ôn thanh tuyền gặp phiền toái lớn mới phải thực lực nàng ta chỉ có thể tìm ra kẻ chống cự được vài trăm hiệp chứ nào có ai đủ sức vây khốn mục trần nhíu mày ta nghe nói bị vây hãm không chỉ một mình ôn thanh tuyền mà cả tần nhi nhạc nhi và hai chi đội còn lại của vạn hoàng linh viện lạc ly chợt im lặng khẽ liếc mục trần nói tiếp hơn nữa gã tiêu hoàng kia cũng là linh trận sư thành tựu cũng rất khá ô mục trần hít mắt lại thật là ngoài dự đoán xem ra lúc trước ở tảng linh viện cái thứ có thể ngăn tác dụng của cấm linh trận mà bọn mặc ngư dùng hẳn là tác phẩm của gã này Ánh mắt Mục Trần lóe lên kỳ lạ, linh trận được khắc trong đĩa ngọc kia rất ảo diệu, người chế tạo ra nó cũng không phải tay mơ. Tiêu Hoàng này năng lực rất lớn. Căn cứ vào thông tin truyền đi, Ôn Thanh Tuyển bị Tiêu Hoàng bày ra một linh trận rất khó đối phó nên không thoát thân được. Lạc Ly nói, chỉ cần thành tựu của hắn chưa đạt tới linh trận đại sư, tuyệt đối không vây được Ôn Thanh Tuyển. Nhưng mà bên cạnh Ôn Thanh Tuyển còn có người khác, tất khó mà dẫn họ cùng thoát đi được. Mục Trần trầm ngâm, với tính cách của ôn thanh tuyền dĩ nhiên sẽ không bỏ đồng bạn một mình thoát thân tiêu hoàng này thủ đoạn thật gian xảo mục trần thản nhiên nói lạc ly gật đầu dù sao thân bị vây trong linh trận người đông không chiếm được ưu thế mà đôi khi còn là sự trói buộc chỉ cần ôn thanh tuyền trong lòng còn không nhẫn tâm thì chắc chắn sẽ cố gắng đến cuối cùng và đó chính là điểm tiêu hoàng muốn thấy nghe nói ôn thanh tuyền đã bị vây ba ngày nhưng tiêu hoàng kia rất lạ là chỉ vây không đánh lạc ly nghi hoặc nhẹ giọng nói Mục Trần nhăn mày trầm tư, ta nghĩ, mục tiêu của hắn không chỉ có Ôn Thanh Tuyền. Từ Hoang ngẩn ra, lẩm bẩm, không chỉ Ôn Thanh Tuyền. Chẳng lẽ, ân oán của họ và chúng viện minh rất rõ ràng, mấy chuyện tốt trong Mộc Thần Điện của bọn kia đều bị họ phá rối tung lên, ba vị thủ lĩnh đến cuối cùng còn bị Mục Trần đánh thê thảm bỏ chạy trối chết. Thu oán cỡ đó không nhỏ tí nào, có lẽ đại thủ lĩnh chúng viện minh cũng khó nuốt trôi. Do đó, mục tiêu không chỉ Ôn Thanh Tuyền vậy thì mũi nhọn chắc chắn chỉ còn lại chính họ mà thôi. Tiêu Hoàng đối phó ôn thanh tuyền, chỉ vây mà không công, một phần do thực lực ôn thanh tuyền, nhưng phần nhiều chính là muốn dụ chúng ta tiến vào. Ha ha, Tiêu Hoàng này há mồm cũng to thật. Mục Trần cười lạnh lạnh. Chúng ta làm gì đây? Từ hoang sốt sáng hỏi. Mục Trần suy nghĩ, giọng vẫn bình tĩnh, người ta đã chờ chúng ta ở cửa, dĩ nhiên không nên làm họ thất vọng. Vừa đúng lúc chúng ta đang rất cần số điểm cực lớn, có lẽ đám chúng viện minh này đủ cho chúng ta ăn no vỡ bụng chết mới thôi chuyện thế này dĩ nhiên mục trần không tránh né hắn còn nợ ôn thanh tuyền lời hứa đưa nàng trở về vị trí đệ nhất kẻ địch đã bày trận khiêu chiến hắn cũng không cách nào tránh né e rằng với danh tiếng ôn thanh tuyền và tiêu hoàng chuyện này đã trở nên hấp dẫn cực kỳ giao phong của họ phải khiến vô số người chú ý được cả ba người đều phấn khích tán thành bọn họ cũng biết chúng viện minh chắc hẳn phải có long đầm hổ huyệt mớ khiến ôn thanh tuyền bị vây khốn nhưng mấy tháng nay có mục trần dẫn dắt hiểm cảnh nào còn chưa xông qua hơn nữa họ cũng không cho rằng mục trần lại thua cái tên đại thủ lĩnh chúng viện minh kia lạc ly cũng gật nàng và ôn thanh tuyền nói gì thì cũng có do tình nay bạn hữu gặp khốn cảnh dĩ nhiên phải bỏ sức giúp đỡ đi không ai phản đối mục trần lập tức dẫn đầu lao đi cả ngày sau đó bọn họ không hề dừng lại thúc giục tốc độ lên đến tận cùng nhanh chóng hướng về giải đất trung tâm càng tiếp cận vùng trung tâm bao nhiêu họ càng nhìn thấy rõ sự hỗn loạn diễn ra khắp nơi số lượng các đội ngũ dồn về đây càng lúc càng đông thực lực ai nấy đều không tầm thường, tất cả đều tham lam mà cảnh giác, như một thùng thuốc nổ chỉ trực chờ có mồi lửa là bùng phát. Vì thế, chỉ cần va chạm xích mích nhau thậm chí với những lý do không đâu, tiếp theo sẽ là đại chiến kịch liệt. Muốn đi tiếp, phải đánh bại đối thủ, chỉ có kẻ chiến thắng mới đủ tư cách bước tới một bước. Khôn sống dại chết, câu nói đó thể hiện rất đầy đủ ở đây. Trong sự hỗn loạn này, chi đội của Mục Trần cũng gặp phiền phức, vài đội ngũ tự thấy thực lực không kém liền chú ý đến họ, tham lam sông lên khiêu khích. Mục Trần thì chẳng chút khách khí, bất kể đội ngũ nào dám giáp mặt hắn đều bị nghiền nát áp đảo, rồi phải dâng phân nửa số điểm trong viện bài cho hắn. Đám dê béo tự dâng lên tận miệng, không tội gì lại không sơi, chỉ một buổi chiều mà hắn đã tăng thêm hơn 3000 điểm, thu hoạch cực kỳ phong phú. Thế nhưng số điểm đó so với top 16 cũng chưa thấm vào đâu, thậm chí hạng 16 lúc này cũng đã hơn 5000 điểm. Và số điểm của hắn tăng chóng vánh như thế cũng chỉ được một buổi, sau khi đám người tự cảm thấy mạnh mẽ, thực lực không kém kia nhận ra chênh lệch quá lớn giữa bọn họ và đám quái thai mục trần, thì đã biết chi đội quái vật này cực khó giải quyết. Do vậy, không còn ai mù quáng xông lên khiêu chiến nữa, mọi cái nhìn tham lam đều cất hết đi. Không còn cản trở, hành trình của mục trần càng nhanh hơn. Đến ngày thứ hai, hắn đã đặt chân đến vùng đất trung ương rộng rãi mênh mông. Lúc này nơi đây chính là tiêu điểm chú ý của mọi người trong đại tái linh viện. Đúng lúc đó, Mục Trần lại nhận được một tin tức nữa, chúng viện minh vẫn còn vây khốn ôn thanh tuyền và cũng không công kích, nhưng bọn họ lại công khai phát chiến thư, mục tiêu chính là mục trần. Mục trần, tiêu hoàng cung kính đợi người đến phá trận cứu người. Tuyên bố ngắn gọn được chúng viện minh truyền ra, khiến cho mọi người ở vùng này sôi nổi ồn ào. Dù sao thì chi đội do tiêu hoàng thống lĩnh đang xếp ở vị trí thứ 9, lại còn đang vây khốn đệ tam ôn thanh tuyền, danh tiếng của hắn cực kỳ vang dội. Còn mục trần là kẻ nào? Cái tên này phần lớn mọi người nghe rất lạ tai dù sao thì thời điểm Mục Trần vào top 16 cũng đã qua rồi, mà hắn cũng không có thứ hạng quá cao khi đó, thậm chí hiện tại cũng chưa thấy leo lên top 16 trở lại. Nhưng lạ thì lạ, bị đại thủ lĩnh chúng viện minh chỉ đích danh khiêu chiến chắc chắn không phải kẻ tầm thường, ai nấy tỏ ra hứng thú kéo đến vùng này để quan sát. Nghe được lời khiêu chiến, hắn cười nhạt, chỉ vung tay lên nói với đồng đội. Đi nào, chúng ta đến phá trận cứu người. Chương 553 Trung tâm Đại lục Di tích, khu Tây Bắc. Một giải núi xanh gì trùng điệp, sức sống giặt rào. Bình thường những nơi thế này cực kỳ quạnh quẽ cô tịch, nhưng hôm nay lại cực kỳ huyên náo ồn ào. Những tiếng xé gió vang lên rồn rập, vô số người cấp tốc bay đến, xuất hiện trên không trung hoặc dưới rừng rậm, khiến cho vùng này trở nên huyên náo hơn. Cường đội khắp nơi tụ tập lại đây, không hẹn mà cùng hướng mắt về một ngọn núi trong vùng. Ngọn núi nguy nga trắng lệ, đỉnh núi có ánh sáng rực rỡ tràn ngập. Tiêu Hoàng thật đúng là lợi hại, lại có thể bố trí được linh trận kinh khủng như thế, dao động linh lực thế này e rằng cao thủ nhất trọng thần phách nan cũng khó mà xâm nhập được. Nếu linh trận không mạnh thì làm sao Tiêu Hoàng có thể vây khốn Ôn Thanh Tuyền? Mà tên Tiêu Hoàng kia gan cũng to thật, dám ra tay với Ôn Thanh Tuyền. Lần này các nàng đã gặp phiền toái lớn rồi. Hừ, Tiêu Hoàng thủ đoạn thật sự rất ti tiện, hắn bắt giữ được một chi đội khác của Vạn Hoàng Linh Viện, rồi dùng họ làm mồi nhử Ôn Thanh Tuyền chui vào linh trận đã bố trí sẵn, nhờ thế mới vây khốn được. Chứ nói muốn ra tay, tất nhiên không thể nào là đối thủ của ôn thanh tuyền danh tiếng ôn thanh tuyền rất lớn dung nhan tuyệt sắc của nàng khiến không ít người ái mộ dù rằng họ biết chẳng đời nào con phượng hoàng cao quý kia để ý đến họ nhưng khi nhìn thấy thủ đoạn đối phó của tiêu hoàng như thế trong lòng họ cũng rất khó chịu lời nói của kẻ kia cũng khiến nhiều người gật gù đồng ý ai cũng rõ dù linh trận này rất mạnh nhưng muốn vây khốn ôn thanh tuyền cũng không phải hoàn toàn có khả năng sở dĩ mấy ngày nay nàng chưa thoát ra được chính là vì lo lắng cho an nguy của đội viên khác Quy tắc đại tái linh viện là khôn sống dại chết, ai quản các ngươi dùng thủ đoạn gì chiến thắng đối thủ. Các ngươi chỉ biết lấy cớ bao biện cho thất bại của mình mà thôi. Vài kẻ lại có ý kiến khác, phản bác lại, thế là lại dẫn đến cải vả, rồi bắt đầu nhiều kẻ nóng mắt lên. Ngọn núi gần đó, vài người đang yên lặng nhìn qua đỉnh núi rực rỡ bên kia. Tiêu hoàng thật đúng là đê tiện. Cô gái áo đỏ võ doanh doanh gương mặt đầy khinh thường cất tiếng, tuy rằng nàng và ôn thanh tuyển cũng chẳng có quan hệ gì nhưng khi nhìn thấy chúng viện minh hao tổn tâm cơ đối phó một nữ nhi như mình trong lòng tự nhiên sẽ bênh vực ha ha tiêu hoàng cũng không phải kẻ lương thiện mà phía trước võ doanh doanh một người kia khẽ cười gã này khá cao thân hình vạm vỡ uy mãnh khí phách vận một bộ trường bào đen tuyền dáng vẻ thanh tú như nữ tử gương mặt hắn có nhiều nét giống võ doanh doanh nhìn qua lại hơi ẻo lả thế nhưng bất cứ một đệ tử võ linh viện nào cũng biết rõ gã kia có thiên phú đáng sợ ra sao. Hắn cũng vừa kết thúc thân phận tân sinh ở võ linh viện, nhưng chỉ một năm qua, hiện tại hắn đã đứng ở vị trí đỉnh bảng cường giả võ linh viện. Những lão sinh kinh tài tuyệt diễm cũng chỉ biết thở dài tuyệt vọng. Hắn là võ linh, đệ tử mạnh nhất của võ linh viện, cũng chính là huynh trưởng của võ doanh doanh. Ôn Thanh Tuyền dễ đối phó vậy sao? Nếu không phải nàng lo lắng cho mấy chi đội vạn hoàng linh viện khác thì Tiêu Hoàng có chuẩn bị đầy đủ tới đâu cũng thể nào vây khốn nàng được võ doanh doanh bĩu môi phản bác võ linh chỉ mỉm cười hắn biết võ doanh doanh nói không sai ôn thanh tuyền chẳng phải hạng nữ lưu tầm thường ngay cả hắn cũng cực kỳ e ngại chắc chắn khi chính diện giao phong tiêu hoàng nắm chắc phần bại trận thê thảm trước ôn thanh tuyền nhưng linh trận sư đáng sợ ở chỗ một khi để hắn dốc sức chuẩn bị chú đáo thế chủ động sẽ là của hắn tình hình hiện tại chính là như vậy đám ôn thanh tuyền rơi vào linh trận thân bị vây hãm cực kỳ bị động lần này tiêu hoàng tranh đấu với ôn thanh tuyền kẻ thắng cuối cùng là ai cũng thật khó nói mục tiêu của tiêu hoàng lần này hiển nhiên cũng không phải ôn thanh tuyền hắn chỉ muốn dùng ôn thanh tuyền làm mồi dụ mục trần ló mặt ra thôi võ linh mỉm cười ánh mắt lóe lên kỳ lạ cái tên này với hắn không lạ chút nào trước kia trong linh lộ từng giao đấu vài lần có thắng có bại đối thủ này hắn cũng rất hứng thú chỉ tiếc lại xảy ra chuyện động trời khiến tên kia nửa đường bị trục xuất nhưng may mà hiện tại hắn lại được nghe thấy cái tên đó lần nữa hắn kiếm chuyện đối phó mục trần làm gì tên kia có bao nhiêu điểm chứ, đánh bại hắn thì được lợi lộc gì võ doanh doanh co mày khó hiểu ai biết được có lẽ mục trần có thứ gì đó mà tiêu hoàng quan tâm võ linh chép miệng tiêu hoàng chuẩn bị chu toàn uy lực linh trận kinh người hơn nữa còn huyền ảo khó lường mục trần kia nếu dám đến thì cũng khó mà có lợi thế gì võ doanh doanh dịu dàng nói thanh âm có vẻ hơi lo lắng ha ha, chẳng phải ngươi hận hắn đến chết sao sao bây giờ lại tỏ ra lo lắng cho hắn a à? võ linh mỉm cười châm chọc ai lo cho hắn ta chỉ hận không thể trực tiếp đánh hắn chết tươi võ doanh doanh đỏ mặt trừng mắt hung hăng võ linh nhún vai không ý kiến xung quanh có đến cả ngàn người bị thu hút đến chuyện này đã truyền khắp ngõ ngách vùng trung tâm này mọi người đều biết được tiêu hoàng lập kế với khốn ôn thanh tuyền ép mục trần hiện thân và chuyện này cũng rất có lợi cho họ trận giao tranh sắp tới chắc chắn rất kịch liệt không chừng họ lại có cơ hội ngư ông đắc lợi rất nhiều đội ngũ mạnh mẽ đều tập trung chú ý nơi này bất kể mục trần xuất hiện hay ôn thanh tuyền phá trận thoát ra hiển nhiên sẽ dẫn đến trận giao tranh ác liệt bây giờ cứ từ từ chờ nhân vật chính lên sân khấu thôi trên đỉnh núi rực rỡ ánh sáng mơ hồ người ta có thể thấy được những đường nét phức tạp nhưng được khắc vào không gian hư vô mang đến cảm giác không thể chạm đến trong phạm vi bao phủ của linh trận không có ai dám đến gần vì lỡ đâu bị kéo vào linh trận thì thật là xui xẻo chính lúc đó trong linh trận có một người đang yên tĩnh xếp bằng trên tảng đó phía sau là Mạc Ngư, Tần Phong, Lưu Hùng đang cúi đầu đứng chờ, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Đại thủ lĩnh, Mục Trần thật sự sẽ đến sao? Hắn chắc phải biết nơi đây đã bố trí thành Long Đầm Hổ Huyệt. Mạc Ngư khẽ dò hỏi, "Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi, viết liền không giấu nhé." Gã thanh niên tóc đen dài phía trước, dáng vẻ khá bình thường, nhưng đôi mắt như hồ sâu không đáy khiến người ta khó lòng dò xét được, Nghe Mạc Ngư hỏi, hắn chỉ thản nhiên dương mắt nhìn lên, tin tức đã truyền ra, ngay cả Ôn Thanh Tuyền cũng biết. Nàng ta là người cầu toàn, đối với bằng hữu cũng như vậy. Nếu Mục Trần không đến, dù cho nàng có thông cảm thì trong lòng sẽ có khúc mắc, quan hệ của hai bên sẽ xấu đi, sau này cũng không còn khả năng hợp tác nữa. Còn nếu Mục Trần mà tới thì quá hợp ý ta. Bảo vật trong tàng linh viện ta đã chú ý, hắn phải trả lại, nếu không ta sẽ cho hắn biết cho dù là người ngũ đại viện cũng không đủ tư cách ngang ngược ở đây, do vậy bất kể mục trần có tới hay không ta đều có thu hoạch mặc ngư nghe vậy càng thêm hưng phấn hắn háo hức muốn nhìn thấy cảnh tượng bại trận thê thảm của mục trần tên khốn kia ở di tích mục thần điện đã khiến bọn họ tay không bỏ chạy tán loạn bây giờ chỉ cần chờ mà thôi tiêu hoàng cười nhạt hai mắt chậm rãi nhắm lại nhưng ngay lúc đó chân mày của hắn run lên hai mắt lại bật mở ra hờ hững nhìn ra phương trời xa xa khóe môi nhếch lên cười lành lạnh không ngờ tới nhanh như vậy thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn chương 554 núi non xanh dờn, không khí ồn ào trở nên tĩnh lặng hơn, mọi ánh mắt nhìn về phương trời xa, nơi những tiếng xé gió rồn dập vọng lại, vài bóng người lóe lên rồi xuất hiện trong vùng núi này. Hào quang tan đi, hiện rõ gương mặt của năm người vừa đến, đi đầu chính là Mục Trần. Bên cạnh chính là Lạc Ly Duyên dáng yêu kiều, dung nhan tuyệt mỹ. Mọi người nhìn lên viện huy đeo trên ngực áo bọn họ, lập tức nhận ra thân phận. Đợi mấy ngày nay, cuối cùng diễn viên chính đã xuất hiện bọn họ chính là chi đội Bắc Thương Linh viện kia đó sao? Đầu lĩnh chính là đội trưởng Mục Trần. Thực lực của hắn như thế nào mới chỉ linh lực nan? Thực lực này mà cũng dám đến, gan thật đúng là không nhỏ. Chớ coi thường hắn, Mục Trần không chút đơn giản. Nghe nói thời điểm mấy ngày trước ở di tích Mộc Thần Điện đã khiến đội ngũ chúng viện minh phải tay không mà quay về. Hơn nữa, hắn cũng một vị linh trận sư thành tựu ưu tú. Hả? Hắn cũng là linh trận sư à? Vậy thì thật là hứng thú, linh trận sư với linh trận sư, trận đấu loại này hiếm thấy cực kỳ ha 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 chẳng biết mục trần có phá được trận của tiêu hoàng đã bày ra hay không mọi người bàn tán xôn xao ánh mắt tập trung nhìn vào mục trần đánh giá mục trần đứng giữa không trung ánh mắt quét xung quanh xem xét có đến cả ngàn đội ngũ tề tựu chỗ này ánh mắt hắn hiện rõ vẻ kinh ngạc mấy chi đội đến được chỗ này hầu như đều có thực lực cao cường ánh mắt dò xét đột nhiên dừng lại trên một đỉnh núi phía bên đó hắn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc võ linh Mục Trần nghiêm mặt, thần sắc trịnh trọng. Trong linh lộ cũng không nhiều kẻ khiến hắn phải kiêng dè. Ngoại trừ Cơ Huyền thì có lẽ Võ Linh là đáng ngại nhất. Cũng may ngày xưa hắn và Võ Linh cũng chẳng có ân oán gì lớn, quan hệ cũng khá bình thường. Ánh mắt của hắn dĩ nhiên không qua khỏi cái nhìn của Võ Linh, gương mặt thanh tú như nữ nhi của gã khẽ mỉm cười, gật đầu xem như chào hỏi. Mục Trần cũng gật đầu đáp lại, rồi nhìn về hướng đối diện. Đỉnh núi rực rỡ linh quang bên kia, gương mặt tỏ ra nhợt nhạt đi, những quang văn phức tạp tràn ngập kia có lẽ kẻ khác xem khó hiểu, nhưng hắn là linh trận sư thì dễ dàng nhìn ra nó lợi hại và phức tạp đến mức độ nào. Linh trận thật đáng gờm. Lạc ly cũng tấm tắt. Nàng không phải linh trận sư, nhưng do động linh lực nguy hiểm từ linh trận kia tỏa ra nàng cũng cảm nhận rất rõ. Mục trần gật đầu, hẳn cũng là một tổ hợp linh trận cấp 5, hơn nữa. Có vẻ không bình thường. Mục trần khi đối phó huyết thiên độ. Vương Trung lần trước sử dụng tiểu thiên kiếm trận cũng là một tổ hợp linh trận cấp 5, bằng cái linh trận đó hắn có thể trực tiếp phá hủy ba con mộc thần vệ, lại còn đánh bại hết kẻ địch, cho thấy uy lực tổ hợp linh trận cực kỳ khó lường. Cũng đúng như Mục Trần dự đoán, muốn vây khốn ôn thanh tuyền, thì linh trận tầm thường khó có khả năng. Ha <laughs> ha, Mục Trần, cuối cùng ngươi cũng tới. Một giọng cười vang từ linh trận kia truyền ra, hắn đưa mắt nhìn lại, bên đó có vài người đang đứng, kẻ nói chuyện là một tên thanh niên tóc đen nói vậy các hạ chính là đại thủ lĩnh chúng viện minh, Tiêu Hoàng. Thoáng nhìn qua đám mặc ngư phía sau gã kia, hắn liền biết ngay tên thanh niên tóc đen này là ai. Tiêu Hoàng mỉm cười xác nhận, đã nghe đại danh đỉnh đỉnh của mục đội trưởng, ta ở đây đợi đã lâu. Thật là vinh hạnh cho ta. Mục Trần cười đều, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hoàng, liếc sang đám người đông đảo xung quanh đang quan sát cục diện, không biết Tiêu đội trưởng gọi ta đến định làm gì. Chẳng lẽ muốn lấy lại mặt mũi cho đám đàn em mặc ngư hay sao? Mặc Ngư nghe thấy Mục Trần châm chọc, giận đến xanh mắt, hung hăng căm phẫn. "Ha Mục đội trưởng nói đùa rồi, bọn họ bị ngươi dạy dỗ, chỉ do tài không bằng người, chuyện bình thường thôi. Chỉ là di tích Mộc Thần Điện có mấy thứ ta rất cần, lại bị Mục đội trưởng đoạt đi, do đó chẳng hay Mục đội trưởng có thể bỏ ra hay không?" "Thứ gì vậy?" Mục Trần giả ngây ngô. "Dĩ nhiên chính là những thứ ngươi lấy được trong tàng linh viện." Tiêu Hoàng đáp lời. Mục Trần nhíu mày, ánh mắt kinh dị, thứ hắn đoạt được ở tàng linh viện chính là nhạn phẩm tụ linh oản trọng bảo của mục thần điện bên trong nó phong ấn bao nhiêu là trí tôn linh dịch chuyện hắn lấy được chỉ có hắn lạc ly ôn thanh tuyển biết làm sao tiêu hoàng này cũng có thể biết không biết mục đội trưởng thấy đề nghị của ta ra sao tiêu hoàng vẫn bình tĩnh như không nhưng ánh mắt lại sắc như dao nhọn dĩ nhiên tính cách của hắn cũng không ôn hòa như vẻ ngoài như thế đối mặt với câu hỏi của tiêu hoàng Mục Trần thản nhiên cười nói, việc này quá nửa phải khiến tiêu đội trưởng thất vọng rồi, ta nghĩ ngươi nên mau mau thu hồi linh trận, bằng không để cho người bên trong nổi cơn thịnh nộ, e rằng ngươi nửa bước khó đi tiếp. Nghe Mục Trần nói thế, không ít kẻ cười mỉa. Tiêu hoàng vây khốn ôn thanh tuyển đương nhiên phải hao tổn tâm tư cực lớn, nếu như thu hồi linh trận, lúc đó ôn thanh tuyển bừng bừng lửa giận xông ra, Tiêu hoàng mới là thê thảm. Xem ra ngươi không muốn giải quyết hòa bình. Tiêu hoàng ra vẻ tiếc nuối thở dài, ánh mắt lại sắc lẹm, mục trần mỉm cười nhún vai nhưng ai cũng thấy nụ cười của hắn đầy lạnh lùng rượu mời không uống vậy thì chúng ta đập cho hắn lăn lê bò càng rồi bắt lại một tiếng cười lành lạnh khác đột nhiên cất lên thu hút chú ý của mọi người một gã trai trẻ tóc ngắn ngồi xếp bằng bên cạnh tiêu hoàng gương mặt có nhiều nét tương đồng với tiêu hoàng vẻ mặt lạnh lẽo từ nãy đến giờ hắn luôn yên lặng khiến không nhiều người chú ý nhưng lúc này mở miệng khiến cho người ta nhận ra được ánh mắt sắc như dao cạo nguy hiểm đến mức người ta phải dùng mình có lẽ cũng là người không đơn giản tên kia là huynh đệ của Tiêu Hoàng, Tiêu Vương. Hắn không am hiểu linh trận, nhưng cách đây mấy ngày, một vị cao thủ nhất trọng thần phách nan cũng bại dưới tay hắn, không coi thường được đâu. Mục Trần nghe thấy xung quanh bàn tán về người mới lên tiếng, sắc mặt vẫn rừng rưng như cũ. E rằng ngươi không có tư cách nói lời đó. Giọng nói lạnh lẽo và trong trẻo vang lên, lạc ly tay siết chặt lạc thần kiếm, khẽ tiến lên một chút, kiếm ngân vang rền, kiếm y sắc bén khiến nhiều người đổi sắc. Tiêu Hoàng và Tiêu Vương cũng hơi trợn mắt, cảm nhận nguy hiểm toát ra từ kiếm y kia, có vẻ như cô gái này còn khó đối phó hơn Mục Trần. Chi đội Bắc Thương Linh viện kia đúng là có năng lực. Tiêu Hoàng nheo mắt, chợt cười nói, "Mục đội trưởng, nghe nói ngươi cũng là linh trận sư, không biết có hứng thú đánh cược với ta?" Nói nghe xem. Giao đấu tầm thường thì thật thô lỗ. Ôn Thanh Tuyển đã bị vây trong Phược Thiên trận của ta, chỉ cần ngươi phá được trận thì xem như ngươi thắng. Khi đó không chỉ thả các nàng ta ra, mà còn đền bù 20.000 điểm. Tiêu Hoàng ra vẻ trầm tư tính toán, dĩ nhiên, nếu ngươi thua, thì món đồ kia ngươi phải nộp cho ta. Thế nào? Có dám tiếp không? Tiêu Hoàng tính toán thật khôn khéo, cái linh trận này ngay cả ôn thanh tuyền còn vây được, nếu mục trần xông vào chẳng phải kết cục cũng như thế sao? Thân đã vào trong trận, nhào hay nặn chẳng phải do một tay Tiêu Hoàng định đoạt. Nhưng hắn lại dám đưa ra đề nghị 20.000 điểm thì quả là đại gia, chừng đó thừa sức lọt vào top 6, mà có lẽ không chừng đó là phần lớn số điểm của chúng viện minh mất rồi. Ai nấy nhìn qua chú ý mục trần, chẳng biết đối với đề nghị của Tiêu Hoàng, Mục Trần sẽ đồng ý ứng chiến hay không. Mục Trần chỉ nhếch miệng cười, cũng ra vẻ tính toán một chút, rồi chậm rãi gật gù. Được, ta cược. Chương 555 lời nói ra, khiến nhiều người thần tình hưng phấn, thần sắc phức tạp nhìn Mục Trần. Hắn đáp ứng đánh cược, xem ra lần này tranh đấu thật sự lôi cuốn. Những chi đội có mặt nơi đây đều trải qua vô số tranh đấu, dĩ nhiên tâm cơ không tầm thường, Tiêu hoàng đã bày sẵn thiên la địa võng buộc mục trần phải vượt ải, chỉ cần không quá ngu ngốc đều có thể biết nó hung hiểm ra sao. Thế nhưng mục trần vẫn đồng ý ứng chiến, vậy thì chỉ có một trong hai nguyên nhân, hoặc là hắn quá ngu ngốc cuồng vọng, hoặc là hắn còn có sát chiêu nắm vững cục diện. Lý do thứ nhất dĩ nhiên có thể loại trừ. Mục trần là đội trưởng chi đội bắc thương linh viện, khó có khả năng là một tên ngu xuẩn cuồng ngạo, lãnh đạo linh viện hẳn cũng không ngốc đến mức giao vị trí đội trưởng cho một tên như thế do vậy việc hắn dám ứng chiến cho thấy hắn không hề ngán tiêu hoàng ngu xuẩn ngọn núi xa xa võ doanh doanh thấy hắn không do dự ứng chiến bột miệng phun ra một câu chửi mắng tình hình hiện tại chỉ cần tiến vào linh trận sẽ bị tiêu hoàng khống chế thậm chí ngay cả ôn thanh tuyền còn bị nhốt mục trần có năng lực hơn hay sao đừng nói sớm như thế ta đã từng giao đấu với hắn bất kể hắn làm cái gì đã ra tay tức là trong lòng hắn có tính toán dù cho tiêu hoàng chuẩn bị chu đáo nhưng muốn dễ dàng ăn được mục trần e rằng không đơn giản Võ Linh trầm tư lên tiếng, "Có lợi hại thế không?" Võ Doanh Doanh chu miệng nghi ngờ, "Nàng biết nhãn lực của đại ca cao thế nào, người có thể khiến đại ca của nàng chú ý không nhiều." "Ha ha, Mục Trần ra sao thực ra trong lòng ngươi biết rõ, bất quá lại không muốn thừa nhận thôi. Nhưng sao oán khí của ngươi đối với hắn lại lớn như thế, hay là hắn đã làm cái gì đó với ngươi?" Võ Linh cười lớn, chợt nheo mắt nghi hoặc hỏi Võ Doanh Doanh, "Võ Doanh Doanh đỏ mặt, hơi chuột dạ, "Gì chứ, ngươi nói bừa cái gì đó?" Võ Linh nhún vai, tuy ta đánh giá hắn rất cao, nhưng nếu hắn dám khi dễ muội muội ta, thì chắc chắn sẽ giải quyết hắn đến nơi đến chốn. Ai cần ngươi xen vào? Võ Doanh Doanh buông một câu hậm hực, không tiếp tục chủ đề ấy nữa, nhìn qua Mục Trần bên kia, hơi nghiến răng. Bên này, Tiêu Hoàng thấy Mục Trần đáp ứng, gương mặt mỉm cười vui sướng, cười lớn tán thưởng, Mục đội trưởng thật là quyết đoán, Tiêu Hoàng bội phục. Mục Trần chỉ khẽ cười, Tiêu đội trưởng đã dâng đại lễ như thế, ta sao lại từ chối? vậy còn phải xem bản lĩnh của mục đội trưởng ra sao đã chỉ biết khua môi múa mép e rằng không phá được trận của ta tiêu hoàng cười nói hai người có vẻ hữu hảo nói năng hòa nhã nhưng ý tứ đối đầu cực kỳ rõ ràng mục trần gật gù quay sang nhìn lạc ly nháy mắt nàng gật đầu nhắc nhở ngươi cẩn thận mục trần cười lắc mình xuyên qua biển rừng hướng thẳng đến linh trận khổng lồ trên núi tiếp cận đỉnh núi mục trần càng cảm nhận rõ dao động linh lực tràn ngập trong linh trận hai mắt khẽ nheo lại linh trận trước mặt đây có vẻ như còn mạnh hơn tiểu thiên kiếm trận của hắn chẳng biết trận đồ này tiêu hoàng lấy đâu ra nữa hắn suy nghĩ nhưng không do dự dừng lại trong sự chú ý của mọi người nhanh chóng lọt vào trong trận ngay khi lọt vào linh trận tầm mắt trước mặt mục trần liền trở nên mông lung không gian bị bao phủ bởi sương mù hình thành từ linh lực căn bản không thể quét tan ảnh hưởng nghiêm trọng đến các giác quan khiến hắn không phân biệt được phương hướng vào trận mục trần lập tức ngừng lại không lỗ mãng xông sáo bản thân là linh trận sư hắn biết việc cần làm nhất chính là bình tĩnh mới có thể tìm ra cơ hội phá trận linh trận này không có tính công kích mà thuộc loại vây trận vây trận chủ yếu dùng để vây khốn nhưng nó cũng không dễ đối phó hơn công trận ngược lại linh trận loại này khiến người ta còn đau đầu hơn muốn thoát ra phải tiêu hao linh lực cực lớn nếu không thể cố chịu nổi đến khi linh lực cạn kiệt vẫn cưa phá được trận thì sau đó chỉ còn là cá nằm trên thớt mặc cho người ta làm thịt phía bên ngoài mọi người nhìn thấy hắn khựng lại trong trận không di chuyển cũng nghi hoặc không ít nhưng khác với mọi người tiêu hoàng hơi nhíu mày quan sát mục trần quả nhiên cũng có thành tựu không thấp về mặt linh trận nhưng không hề gì kinh nghiệm linh trận bản thân rất siêu việt tiêu hoàng không cho rằng mục trần có thể cao hơn ha <laughs> ha mục đội trưởng trận này của ta tên gọi phược thiên trận không giống linh trận tầm thường khác chỉ biết tăng sức mạnh công kích trận của ta nếu kẻ khác lọt vào sẽ giống như rơi xuống bùn càng dãy dụ chống cự sẽ càng lún sâu xuống vĩnh viễn không thoát ra được đến khi linh trận tiêu hao hết thảy mới thôi nếu mục đội trưởng cảm thấy không thể phá trận cứ la lớn một tiếng nộp đồ ra thì ta sẽ giải phóng hết thảy các ngươi tiêu hoàng thản nhiên cười nói lời nói vang trong thiên địa lan đến tai mục trần ở bên trong mục trần chẳng để ý chỉ nhìn chằm chằm vào linh trận sáng rực sau khi tiến vào đây, cảm nhận cơ thể năng nề hơn, như có cả ngọn núi đè lên vai, mà linh lực trong cơ thể cũng đang cấp tốc hao mòn. "Phược Thiên trận ư? Khẩu khí lớn vậy sao?" Mục Trần thì thào lẩm bẩm, chợt hắn cất bước tiến tới. Bên ngoài, hầu như mọi người đều chú ý từng bước chân của hắn. Tiêu Hoàng cười nhạt, càng xông vào sâu trong trận, ảnh hưởng càng mạnh, linh lực càng bị bào mòn nhanh chóng hơn. Vả lại, linh trận mà hắn bố trí nào có đơn giản như thế. "Muốn phá trận, e rằng ngươi ngây thơ quá rồi." Tiêu Hoàng thì thào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bước chân của Mục Trần, nụ cười càng lúc càng thêm đắc ý. Mục Trần bước đi vài trăm bộ rồi dừng lại, hắn nhìn quanh những quang văn phức tạp, hai mắt hơi mơ hồ, cảm ứng đối với những trận văn xung quanh đây dường như có chút khác biệt. Tiêu Hoàng luôn chăm chú nhìn Mục Trần, tên kia đột nhiên ngừng lại khiến hắn cũng chừng mắt ngưng trọng. Nhìn bốn phía lóe lên hào quang, Mục Trần nheo mắt rồi thình lình ngồi xuống, mắt nhắm lại, tâm thần trở nên yên tĩnh, cách biệt với bên ngoài. Một con mắt thần bí chậm rãi mở ra trong nội tâm đó là tâm nhãn tâm nhãn mở ra mục trần nhắm mắt vẫn có thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh mà thậm chí còn rõ ràng hơn nữa cấu trúc trận văn phức tạp kia cũng bị thu hết vào trong não rồi trạng thái tâm nhãn phân tích từng chút một mục trần nhanh chóng phát hiện ra những điểm đáng nghi thì ra đằng trước hắn còn ẩn hai tòa linh trận công kích tuy không mạnh và cao cấp như phược thiên trận nhưng bất ngờ không kịp đề phòng sẽ dễ dàng bị nó công kích trọng thương tiêu hoàng đúng là gian xảo trong linh trận còn giấu linh trận trận trong trận ư ừ. Mục Trần cười khẩy khinh miệt, rồi hai mắt mở ra, hắn đứng dậy lập tức tiến tới trước. Vốn Mục Trần dừng lại khiến Tiêu Hoàng hơi lo lắng, nhưng sau đó tên kia lại tiếp tục bước lên, sắc mặt hắn liền tỏ ra vui mừng mà độc ác. Ầm. Uhm. Trong linh trận có ánh sáng lóe lên, trong màn sương linh lực, hai tòa linh trận thình lình xuất hiện. Linh trận giấu trong sương linh lực, bản thân người đi trong trận không nhìn thấy được, nhưng người bên ngoài lại có thể thấy rõ mồn một, một, ai nấy biến sắc, lúc này mới biết tâm cơ tên Tiêu Hoàng cực kỳ xảo quyệt tàn nhẫn muốn bố trí được cạm bẫy trận trong trận thế kia lực khống chế cũng phải cực mạnh thành tựu linh trận của tiêu hoàng khiến nhiều người kinh hãi ầm dao động linh lực của hai linh trận kia ngừng tụ lại rồi công kích đáng sợ thừa sức trọng thương mục trần sôi lên chuẩn bị bắn ra véo thình lình ngay trước khi hai linh trận kia phát công hai tia công kích nhanh như chớp lóe bắn vào chúng vị trí tấn công cực kỳ chính xác đánh vào nơi yếu nhất của hai linh trận Uinh công kích khiến cho hai linh trận lập tức ngừng lại rồi những vết nứt lan khắp trận văn chúng nhanh chóng nổ tan tành dư lực trấn cho màn xương tan đi không ít qua bên ngoài mọi người kinh ngạc hô lên tiêu hoàng đang cười toe toét cũng sợ mặt lại trong trận mục trần đang giữ thế song chỉ hào quang lập lòe nơi đầu ngón tay dĩ nhiên công kích vừa rồi là do hắn đánh ra thật là lợi hại lại có thể nhìn thấu ý đồ của tiêu hoàng vô số người cực kỳ chấn động cạm bẫy của Tiêu Hoàng xảo quyệt vô cùng, nếu bản thân lâm vào cục diện đó, chính bọn họ tuyệt đối không tránh né được. Thế nhưng Mục Trần lại ra tay cực kỳ chuẩn xác, nháy mắt đánh tan linh trận, đoạt tiên cơ. Bản lĩnh của hắn khiến mọi người cực kỳ kinh tâm động phách. Mục Trần và Tiêu Hoàng đấu trí với nhau, phần thắng tạm nghiêng về Mục Trần. Mục Trần chậm rãi ngẩng lên, ngưng thần hướng về phía Tiêu Hoàng bên ngoài trận, nhếch mép mỉm cười. Trận trong trận của ngươi hỏa hầu vẫn còn kém. Tiêu Hoàng nghe thấy được, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, chương 556 câu nói mỉa mai của mục trần vang lên khiến ánh mắt tiêu hoàng càng thêm âm u lạnh lẽo. Hắn khẽ cười đáp lại, người đắc ý vẫn còn sớm quá đó, khi nào có thể phá được phược thiên trận của ta hãng nói. Mục trần chẳng tiếp tục đấu võ mồm. Hắn cũng biết hai tòa linh trận công kích kia cũng chỉ là sát chiêu tiêu hoàng mới thêm vào, nhưng phiền phức vẫn là phược thiên trận này. Không thể phá được trận này, hắn vẫn chưa thoát khỏi cạm bẫy, đến khi linh lực tiêu hao hết, thì cũng là cá trên thớt, mặc tình cho tiêu hoàng đùa giỡn, Mục Trần nhìn chăm chú vào linh trận khổng lồ, trận văn lấp lánh phức tạp đến hắn cũng thấy hoa mắt. Quỹ đạo của nó hoàn toàn không thể nắm bắt nổi, Phược thiên trận thật ảo diệu. Vị trí trọng yếu nhất của linh trận chính là trung tâm, nhưng khi nãy hắn dùng đến tâm nhãn dò xét, cũng không thể tìm ra ngay được vị trí chính xác. Linh trận cấp độ này, nếu không thể phá hỏng trung tâm, chỉ cậy sức mà phá trận, thì e rằng cả Ôn Thanh Tuyền cũng trả giá không ít. Mục Trần mắt lóe lên, rồi hào quang sáng người ngưng tụ lại, đôi mắt đen sáng chói đầy tinh quang dường như có thể nhìn xuyên qua cả làn xương linh lực tâm nhãn tiêu hoàng nhìn thấy cảnh tượng đó trong lòng chấn động sắc mặt kinh ngạc khó chịu lúc này hắn đã hiểu vì sao mục trần có thể phát hiện chính xác linh trận ẩn giấu như thế thì ra kẻ kia đã lĩnh ngộ được trạng thái tâm nhãn thân là linh trận sư tiêu hoàng biết rõ trạng thái tâm nhãn lợi hại thế nào trạng thái này hắn cũng từng một lần chạm tới nhưng đến nay vẫn chưa nắm vững được hiện tại lại nhìn thấy mục trần sử dụng tự nhiên sắc mặt càng thêm đố kỵ muốn lục lọi trung tâm linh trận để phá hoại ư tiêu hoàng lạnh mặt cười khẩy ấn pháp thay đổi doẹt doẹt linh trận đột nhiên sáng bừng lên linh lực bên trong trận dường như đặc sệt lại gào thét cuồn cuộn cuốn tới như lốc xoáy cuốn lấy mục trần linh lực xoay càng lúc càng nhanh quất nhiễu mục trần sử dụng tâm nhãn để dò xét mà chính hắn còn kinh ngạc hơn khi phát hiện linh lực trong cơ thể cũng cộng hưởng có dấu hiệu tản mát khắp nơi tiêu hoàng lúc này đã hoàn toàn vận hành phược thiên trận ngươi đã muốn đấu trận với ta thì hôm nay ta chiều tới cùng Tiêu Hoàng lạnh giọng cất tiếng. Rầm rầm, linh trận khổng lồ càng lúc càng sáng, trận văn phức tạp như rắn uốn lượng đan vào nhau với những quỹ đạo khó lường huyền ảo, dao động đáng sợ tỏa ra khiến cao thủ cường giả bên ngoài cũng biến sắc. Mục Trần hít một hơi thật sâu, tinh quang trong mắt cũng sáng hơn, thâm thúy hơn, trận văn phức tạp dọi vào trong mắt mang theo những tia khó lường. Mặc cho năng lượng kia khiến linh lực trong cơ thể bị cộng hưởng, hút ra khỏi cơ thể rồi hòa vào lượng linh lực đặc sệt quấn quanh người hắn. Đồng đội nhìn thấy tình cảnh Mục Trần, ánh mắt hiện rõ lo lắng linh lực của mục trần bị hút đi quá nhanh nếu không thể làm gì khác thì e rằng hắn không thể kiên trì nổi thoáng liếc sang lạc ly nhưng cô gái xinh đẹp kia vẫn bình tĩnh nhưng khẽ nhìn xuống bàn tay nắm chặt lạc thần kiếm họ cũng hiểu trong lòng nàng cực kỳ lo lắng tiêu hoàng này hoàn toàn khác hẳn những đối thủ đã từng chạm trán khi trước năng lực tuyệt đối bất phàm bên trong mục trần vẫn không nhúc nhích tay thả xuống giấu vào trong tay áo ánh mắt quét xung quanh như đèn pha cảm ứng cho thấy trong linh trận này có hai vị trí dao động linh lực đậm đặc nhất một là chỗ này của hắn hai là một chỗ nào đó sâu bên trong linh trận thậm chí xương linh lực bên đó dày đặc đến nỗi che khuất luôn tầm nhìn của mọi người bên ngoài hẳn chính là nơi vây khốn ôn thanh tuyền và đồng đội cố tình ẩn giấu trung tâm linh trận à mục trần dò xét vẫn không có hiệu quả gì lớn hắn nhíu mày khó chịu tiêu hoàng quả thật kinh nghiệm lão luyện còn dùng thủ đoạn đặc biệt ẩn giấu trung tâm linh trận cho dù gặp đối thủ linh trận sư có trạng thái tâm nhãn như hắn cũng khó mà tìm ra nhanh được Mục Trần mắt lóe lên, bàn tay giấu trong áo đột nhiên vươn ra, búng tay tạo thành vô số linh ấn, nhanh chóng dung hòa vào không gian, dao động bồng bềnh, rồi một quang trận to chừng 10 trượng hiện ra, không gian xung quanh hắn đột nhiên trở nên mờ ảo, thân hình của hắn nhanh chóng biến mất. Hự. Tiêu Hoàng trừng mắt kinh ngạc, Mục Trần đang bị vây trong trận của hắn mà cũng có thể bố trí ra được một linh trận, cũng may linh trận kia cấp bậc không cao, uy lực cũng không mạnh, chỉ là có tác dụng phòng ngự đặc biệt, không chỉ che khuất tầm mắt, mà còn khiến tốc độ hấp thụ linh lực trong người hắn của Phược Thiên trận bị yếu đi không ít. Nghĩ rằng như thế có thể kéo dài thời gian sao? Nằm mơ. Phược Thiên trận của ta chính là một quyển tổ hợp linh trận cấp năm đó. Tiêu Hoàng cười khẩy châm chọc, linh trận khổng lồ càng nổi sóng gió, linh lực điên cuồng hội tụ, hóa thành những con rắn lớn lượn xung quanh vị trí mục trần bố trí linh trận phòng ngự, rồi há miệng thật lớn, như máy bơm hút linh lực trong đó ra. Cự mãng điên cuồng hút lấy, mọi người liền thấy linh trận che giấu mục trần nhanh chóng mất ổn định sắp tan vỡ. Hiển nhiên, linh trận kia do mục trần bố trí căn bản không cầm cự được bao lâu trong phược thiên trận. Những ánh mắt gắt cao quan sát động tĩnh, đồng đội của mục trần mặt mày căng thẳng, võ doanh doanh bên kia cũng có chút lo lắng ra mặt. Đùng, đùng, linh trận phòng ngự ngày càng yếu, đã sắp đến cực hạn tiêu hoàng nhếch mép cười gương mặt càng lúc càng lạnh kết thúc ở đây tiêu hoàng cười nhạt tay nắm chặt lại đùng linh trận phòng ngự kia bị hất thu hết sạch không còn linh lực duy trì linh trận nổ tung bóng dáng mục trần lại lần nữa xuất hiện trong mắt mọi người hắn vẫn yên lặng đứng đó gương mặt bình tĩnh đôi mắt thần bí xem ngươi bây giờ còn cố được mấy hồi tiêu hoàng cười lớn châm chọc mục trần nhẹ nhàng nhìn sang tiêu hoàng khóe miệng nhếch lên quỷ dị vẻ mặt hắn như thế, trong lòng tiêu hoàng bất giác cảm thấy không an tâm. người đã muốn xem, thì ta sẽ dùng linh trận phá trận của ngươi. mục trần mỉm cười, bất ngờ vung tay lên, ánh sáng từ trong tay áo bắn ra, linh ấn như đàn bươm bướm được tự do ảo ảo bay ra, số lượng nhiều đến hoa mắt, mọi người bên ngoài há mồm kinh ngạc. linh ấn như đàn bướm nhanh chóng biến mất trong không gian xung quanh mục trần, sau đó do động linh lực cường hãn đáng sợ quét ra, khiến cho đám mãng xà của phật thiên trận cũng bị đẩy lùi. Ánh sáng bừng lên tràn ngập, mọi người trong Đó là yêu liên đồ trận, một linh trận cấp 5 cũng chưa tới mà đòi phá trận của ta. Tiêu Hoàng nhìn vào Hắc Liên, cảm nhận cấp độ linh trận rồi cười khẩy. Một không đủ, vậy thì thêm nữa. Mục Trần cười mỉa, dứt lời lại gọi ra một đóa Hắc Liên thứ hai giống y hệt xuất hiện bên phải hắn. Thời gian ngắn như thế mà hắn có thể bố trí đến hai linh trận. Ai đó kinh ngạc hô lên thất thanh. Mọi người ở đây đều rõ ràng linh trận sư cần phải có thời gian bày bố mới có thể sử dụng được linh trận, thế nhưng chỉ chốc lát mà Mục Trần lại có thể gọi ra hai linh trận, tốc độ thật kinh khủng. Tiêu Hoàng cũng sững sờ. Mục Trần mỉm cười, lại nói tiếp, này còn hết đâu. Tay chỉ ra điểm vào không trung, phía sau hắn ánh sáng hội tụ, lại một đóa hắc liên nữa xuất hiện. Tam liên yêu trận. Nhìn thấy bông hắc liên thứ ba, sắc mặt Tiêu Hoàng rốt cuộc trở nên méo mó khó nhìn, Chương 557 Hắc ám lượn lờ xung quanh ba đóa hắc liên, dao động xung quanh Mục Trần, cường lực khoách tán khiến cho xương linh lực tan đi nhiều. Mục Trần lúc này như vừa mở ra một không gian riêng của hắn ngay bên trong Phược Thiên trận. Mọi người kinh nghi hào hứng khi thấy diễn biến bất ngờ này. Mục Trần lại có thể bố trí ra ba linh trận uy lực khá mạnh trong thời gian cực ngắn. Tiêu Hoàng cũng hơi run run nhìn đối phương, lát sau cố trấn tĩnh nói, người nghĩ rằng bố trí ra ba tòa linh trận thì có thể chống lại Phược Thiên trận của ta ư? sao ngươi ngu dốt đến mức không hiểu cấp bậc của linh trận không thể nào dùng số lượng để bổ khuyết. Tuy trò này của Mục Trần khiến Tiêu Hoàng bất ngờ, nhưng cũng không đến mức kinh hoàng. Dù sao thì cảm ứng của hắn cho thấy uy lực của ba đóa hắc liên kia vẫn còn chưa đạt đến phạm trù linh trận cấp 5, nếu chỉ như vậy mà đòi phá tổ hợp linh trận cấp 5 thì quả thật là khờ dại. Chưa thử thì sao biết được? Mục Trần chỉ mỉm cười, ánh mắt cực kỳ lợi hại. Thế sao? Tiêu Hoàng lếc nhìn Mục Trần, ấn pháp biến đổi, linh trận khổng lồ lại tràn ngập ánh sáng, từng con mãng xà ngưng tụ từ linh lực bên trong linh trận hiện ra, số lượng nhanh chóng tăng lên. Linh xà vừa xuất hiện, liền há miệng hút lấy linh lực bên trong ba đóa hắc liên. Hắn đang muốn dùng lại cách cũ, hút hết linh lực trong linh trận của Mục Trần, khiến cho nó tự động tan nát. Mục Trần nhẹ nhàng chỉ vào không trung, ba đóa hắc liên cùng lúc vận hành, dao động linh lực mạnh mẽ truyền ra. "Đi!" Tiếng quát khẽ vang lên ba đóa hắc liên như hóa thành bóng đen hắc ám, bắn ra ba phía khác nhau. Ba vị trí đó tuy có ánh sáng rực rỡ, nhưng bằng tầm nhãn, Mục Trần có thể thấy được nó chỉ là giả tạo. Chắc chắn ẩn phía sau nó là thứ gì đó mà Tiêu Hoàng cố ý che giấu. Nếu hắn đoán không sai, ba vị trí kia có lẽ chính là trọng tâm của Phược Thiên trận. Nhưng một linh trận thì chỉ có một trung tâm, còn hiện tại lại có đến ba chỗ nghi vấn, hiển nhiên cũng do Tiêu Hoàng cố ý sắp đặt, khiến cho người khác vô phương dò xét hư hư thật thật khiến kẻ khác nhìn không ra nhưng không ngờ được cả ba vị trí đó đều bị Mục Trần dò xét ra hết tuy không biết rõ được chỗ nào là trung tâm thật nhưng chả sao cả hắn chỉ cần đánh cả ba nơi cùng lúc là được Tiêu Hoàng nhìn thấy thế công của Mục Trần ánh mắt trợn lên chấn kinh Mục Trần quả nhiên khó chơi ngay cả trung tâm linh trận được bày bố che giấu hoàn mỹ như thế vẫn có thể tìm ra trạng thái tâm nhãn quả nhiên lợi hại muốn phá tâm trận của ta ư ừ, người nghĩ dễ dàng đến thế sao tiêu hoàng sắc mặt âm u vung tay điều khiển linh xà lao xuống hung mãnh ngăn cản hắc liên lao đi đùng đùng vụ nổ cực mạnh bùng lên bị đám linh xà trùng kích hắc liên cũng khựng lại tốc độ giảm đi linh lực trong hắc liên cũng bị tan đi không ít tam liên yêu trận rất lợi hại nhưng so với phược thiên trận thì vẫn tranh lệch không ít nổ mục trần bình tĩnh quát lên tay nắm chặt lại ầm khẩu lệnh vang ra ba đóa sen ầm ầm nổ tung bùm 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 kinh lực hung mãnh tàn phá khiến cho linh xà đang lao đến nhiều con bị chấn nát. Tiêu Hoàng càng trừng mắt dữ tợn hơn, lửa giận bốc lên. Tên kia thật khi dễ phục thiên trận của hắn sao? Phá cho ta! Công kích của Mục Trần khiến Tiêu Hoàng nổi nóng. Nếu trung tâm linh trận bị hủy, thì cả tòa linh trận sẽ hư hỏng, dẫn đến nổ tung. Hắn đâu thể nào còn bình tĩnh ngồi xem được nữa. Tiêu Hoàng biến đổi ấn pháp liên tục, linh xà nhanh chóng ngưng tụ, nối đuôi nhau, dung hợp thành ba con linh xà cự đại. ầm! lực trùng kích đáng sợ từ vụ nổ của ba đóa hắc liên nện vào con linh xà kia. Gương mặt Mục Trần cũng tỏ ra nghiêm trọng, linh lực hắc bạch trong cơ thể áo ra, bắn vào chỗ linh xà đang chắn năng lượng hắc liên bùng nổ, ý đồ muốn phá nát ba con linh xà khổng lồ. Hừm, Tiêu Hoàng đứng bật dậy, sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Mục Trần. Phược Thiên trận kia đột nhiên nổ vang những tiếng kinh thiên, xương linh lực tràn ngập đậm đặc ào ảo hướng về vị trí của Mục Trần. Tiêu Hoàng quyết phải nghiền nát Mục Trần, vận hành toàn bộ năng lượng phược thiên trận đùng đùng toàn bộ năng lượng phược thiên trận đổ về thế công của ba đóa hắc liên không thể tiến thêm được nữa thậm chí đang bị áp đảo liên tiếp quả nhiên ba linh trận uy lực bực này vẫn chẳng đủ khả năng chống cự được phược thiên trận của tiêu hoàng lạc ly quan sát đối chiến bên trong linh trận ánh mắt hơi lóe lên mục trần sắp tiêu rồi võ doanh doanh nghiến răng võ linh nheo mắt quan sát hơi trầm tư rồi lắc đầu không nói tiếng nào ầm um. Hắc Liên công kích cuối cùng bị linh lực hùng hậu nghiền nát, vụ nổ tan đi, Mục Trần run rẩy lui đi một đoạn, linh lực quanh thân có dấu hiệu hỗn loạn. Trừng đó bản lĩnh mà đòi phá phược thiên trận, xem ra người tự cao quá rồi đấy. Tiêu Hoàng đắc ý châm chọc, vẻ mặt đầy tự mãn. Ô thế ư? Mục Trần mỉm cười quỷ dị. Uynh uynh. Thinh linh ánh sáng lóe lên quanh người Mục Trần, rồi một đám linh trận chỉ chừng 10 trượng xuất hiện, linh trận kia cấp bậc chẳng cao, nhưng số lượng thì khá nhiều, chúng bao phủ lấy từng mảng linh lực, chia cắt năng lượng của phược thiên trận, như lao tù giam khốn lại. Chỉ vài cái chớp mắt, xương linh lực tiêu tán, toàn bộ đều bị nhốt lại trong những linh trận nhỏ kia. Thật bản lĩnh. Nhiều người nhìn thấy liền hưng phấn reo lên. Đối chiến giữa linh trận sư cấp cao quả nhiên mãn nhãn. Ba đóa hắc liên mạnh mẽ, trước đó không ngờ chỉ là mồi nhử, mục trần cố ý dụ cho tiêu hoàng phải vận dụng toàn bộ linh lực phược thiên trận đối phó với hắn rồi âm thầm bố trí đám linh trận nhỏ này chúng nó chẳng có mạnh bao nhiêu nếu công kích thì chẳng gây hại nổi cho ai nhưng lại xảo diệu được sử dụng như lao tù giam khốn linh lực phược thiên trận tiêu hoàng khiếp hãi ra mặt ánh mắt kinh sợ nhưng hắn nghiến răng hồi phục tâm tình điềm nhiên nói định phân tán rồi triệt tiêu linh lực trong trận của ta ư ngươi đừng vọng tưởng hắn vung tay đám linh lực bị giam khốn đột nhiên trở nên hung bạo điên cuồng công kích những linh trận nhỏ kia, khiến chúng nhanh chóng rung chuyển, rồi trao đảo sắp vỡ. Ha ha! Nhưng Mục Trần lại cười lớn, chẳng hề cố sức duy trì những linh trận nhỏ kia, lại quay sang châm chọc tiêu hoàng, ta cũng tưởng rằng như thế đã đủ phá trận của ngươi, thế nhưng mà... Ngươi lo bên đây lại quên bên đó. Vừa nói hắn vừa chỉ chỉ vào một hướng trong linh trận. ủng hộ kênh qua linh linhhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiêu hoàng giật mình như nhớ tới gì đó, sắc mặt kịch biến, cả người run rẩy bên trong linh trận kia, khu vực vốn tràn ngập xương linh lực lại trở nên loãng đi, một tia sáng kim sắc chói lóa lóe lên, người con gái thân kim giáp, tay cầm kim chiến thương ngạo nghĩa dần dần trở nên rõ ràng trong mắt mọi người. Và gương mặt kiều diễm xinh đẹp kia lúc này đầy sự lạnh lẽo đáng sợ. Đó là ôn thanh tuyền. chương 558 nữ chiến thần xuất hiện, mọi người bên ngoài chố mắt kinh ngạc phía sau nàng còn có mười mấy cô nữ cũng xinh đẹp một vẻ, các nàng chính là những thành viên còn lại của vạn hoàng linh viện tham gia đại tái lần này cũng đang bị vây khốn trong linh trận. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ôn thanh tuyền, nhìn thấy màn sương linh lực bao quanh các nàng đang nhạt dần nhanh chóng, ai nấy chấn động kinh nghi, rồi đảo mắt nhìn lại mục trần. lúc này người ta mới hiểu được ý định mưu mô của mục trần là thế nào. thì ra hắn cố tình khiến cho tiêu hoàng phải vận hành toàn bộ năng lượng của phật thiên trận đến đối phó hắn. Nhưng trong linh trận này không chỉ có mình hắn bị nhốt lại, mà còn có ôn thanh tuyền và đồng đội. Hiển nhiên, tiêu hoàng muốn vây khốn ôn thanh tuyền phải vận dụng một lượng linh lực rất lớn để áp chế, thế nhưng trong lúc nóng này đã kéo hết toàn bộ qua tấn công mục trần. Lo đó bỏ đây, hắn lại nới lỏng dây chói cho ôn thanh tuyền. Ôn thanh tuyền là ai? Nữ chiến thần đang dẫn dắt chi đội đứng hạng 3 điểm số, e rằng cả đệ nhất cơ huyền cũng chẳng dám coi thường lần này bị vây khốn chẳng qua do tiêu hoàng sắp đặt cạm bẫy dùng đồng đội của nàng làm con tin nếu không chẳng ai tin hắn có khả năng đối phó được ôn thanh tuyền mà một khi ôn thanh tuyền có thể phá trận thoát ra số phận tiêu hoàng sẽ khá là bi kịch đó cũng là mục đích từ đầu của mục trần khốn nạn tiêu hoàng tức giận chửi rủa tim đập thình thịch lo sợ chiêu của mục trần thật tàn nhẫn khiến cho hắn phải dối trí ngay lập tức nhận thấy được ánh mắt lạnh băng sắc lẹm từ ôn thanh tuyền bắn qua hẳn nhiên người ta đang rất căm hận tiêu hoàng trừng mắt với mục trần rồi ấn pháp lại thay đổi muốn vận dụng năng lượng phược thiên trận quay trở lại trói ôn thanh tuyền dù gì thì so với nàng ta mục trần vẫn dễ đối phó hơn nhiều thế nhưng linh lực bị giam trong những linh trận nhỏ của mục trần chỉ có thể vùng vẫy dãy dụa, mặc dù nó lung lay như sắp vỡ vẫn không hề thất thủ tan nát tiêu hoàng vội vàng vận hành linh trận ôn thanh tuyển cũng nheo mắt nhìn hắn kim quang rực rỡ lóe lên một tiếng phượng hót vang vọng chân trời trận văn phức tạp đang trói buộc ôn thanh tuyển nhanh chóng bị hòa tan sắc mặt tiêu hoàng méo đến cực độ, rồi hắn cố gắng vận hành linh trận, điều khiển linh lực điên cuồng trùng kích, mục đích phá lao tù sông ra trở lại vây khốn. Dầm rầm. Nhưng mục trần đâu dễ cho hắn đắc thủ, cũng biến ấn pháp, vận hành linh trận nhỏ cố gắng kéo dài thời gian. Chỉ cần ôn thanh tuyển thuận lợi thoát vây, thì hắn chẳng còn gì phải lo đến tiêu hoàng nữa. Cả hai một đánh một thủ, nhất thời rằng co, nhưng sắc mặt tiêu hoàng thì càng lúc càng khó coi hơn. Tiêu vương, Mắt thấy trận văn quanh người Ôn Thanh Tuyền tan biến càng nhanh, hắn hốt hoảng không thể nhẫn nại được nữa, khẽ quát lên. Tiêu Vương lạnh lùng đứng bên cạnh, nghe huynh trưởng gọi, ánh mắt lăng lệ lóe lên. Một cây hỏa hồng ngưu giác cung xuất hiện trong tay, dây cung nhanh chóng kéo căng, mũi tên hướng thẳng mục trần, lửa đỏ bốc cao, dao động linh được sắc bén như muốn xuyên thủng không gian. Xoẹt. Nhưng Tiêu Vương còn chưa kịp bắn tên, một tia kiếm quang bắn lên cao, hình thành kiếm ảnh hung hăng chém xuống đầu Tiêu Vương. Tiêu Vương trợn mắt, thân hình vội lui, ngón tay buông ra, hỏa tiễn rực lửa bắn đi, linh lực cuồng dã chấn vỡ không khí. Uỳnh, kiếm ảnh với tiễn ảnh, sóng xung kích bùng phát khiến ngọn núi rung chuyển, đá rơi đất lở. Hai luồng công kích triệt tiêu lẫn nhau, Tiêu Vương sắc mặt âm tàn ngẩng lên nhìn cô gái xinh đẹp đứng đối diện trên không, trường kiếm trong tay tỏa ra sắc bén, đôi mắt lạnh lẽo tập trung vào hắn. Quy tắc ban đầu không cho phép ngươi nhúng tay. Lạc Ly đạm mặc lạnh lùng lên tiếng, "Ta ra tay hay không, ngươi không có tư cách quản." Tiêu Vương cười khẩy, ánh mắt tràn ngập lệ khí hung bạo. Mặc dù Lạc Ly xinh đẹp tuyệt trần, nhưng hoàn toàn không khiến hắn động lòng. Hỏa Hồng Ngưu giác cung lửa cháy phừng phực, dao động nóng bỏng cho thấy nó cũng là một thứ binh khí mạnh mẽ đáng gờm. Lạc Ly thản nhiên nhìn hắn, chẳng nói gì, Lạc Thần kiếm chậm rãi nâng lên, dao động linh lực sắc bén cường hãn tỏa ra, thân kiếm có hoa văn sóng nước xuất hiện, kiếm khí co duỗi không ngừng. Cao thủ đang quan chiến xung quanh cảm nhận thực lực của Lạc Ly, ai nấy đều kinh nghi sợ sệt. Tiêu Vương cũng hơi run một chút, tay cầm cung lửa nổi cả gân xanh. Hắn nhìn chừng chừng không rời mắt khỏi Lạc Ly, rõ ràng cảm nhận được uy hiếp đến từ nàng. Cô gái này không chỉ dung nhan tuyệt sắc mà thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Không hổ là Lạc Vương. Ngọn núi xa kia, võ linh tấm tắc tán thưởng, ngay cả hắn cũng cảm thấy cảm giác đau rát như bị kiếm khí ẩn trong thiên địa cắt xé da thịt. Nàng ta rất lợi hại mà. Võ Doanh Doanh cũng đồng ý, mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng đối với Lạc Ly ưu tú xuất sắc như thế, trong lòng cũng không tránh khỏi tự ti ha ha lúc ở tận cùng linh lộ nếu chẳng phải nàng một mực đối phó câu huyền chưa chắc ôn thanh tuyền đã cướp được linh quan cô gái kinh tài tuyệt diễm kia sau này hẳn phải tỏa sáng ở đại thiên thế giới tên mục trần kia thật có phước đó võ linh cười chép miệng ngay cả hắn cũng cảm thán nữ tử như lạc ly và ôn thanh tuyền quả thật rất xuất sắc thiên nga chẳng phải luôn bị cóc ghẻ ăn thịt sao võ doanh doanh hậm hực phản bác chẳng chút khách khí hạ thấp mục trần Mục Trần cũng không phải là cóc ghẻ. Võ Linh mỉm cười, quay lại nhìn gã kia trong linh trận, lẩm bẩm, có thể khiến Câu Huyền cũng phải e dè, thì sao có thể là kẻ tầm thường. Thật là thú vị, hai tên chó mèo kia lần này nếu mà đập nhau, chẳng biết cuối cùng ai còn đứng được. Gã Câu Huyền kia cũng chẳng dễ ăn chút nào. Võ Linh hơi nhăn mặt, tỏ ra khá nghiêm túc và kiêng dè. Rầm rầm, linh lực điên cuồng công kích những linh trận nhỏ kia, dù sao thì cấp bậc của chúng cũng không cao, chẳng thể nào cầm cự quá lâu nhưng với mục trần hắn cũng chỉ cần câu giờ cho đến khi ôn thanh tuyển thuận lợi thoát khỏi giam hãm phá cho ta tiêu hoàng càng thêm hung hăng dữ tợn ấn pháp thay đổi hét lên như sấm ầm um. linh lực cuồng dã như mãnh hổ hạ sơn thế đến không thể ngăn trở nổ bùng lên phá tan những chiếc lao tù bé nhỏ linh lực mênh mông cuồn cuộn như hải dương dậy sóng hội tụ lại với nhau ầm um, ầm um, ầm um. trong phạm vi linh trận lại nổi lên sóng gió linh lực hội tụ mạnh mẽ đến mức mục trần cũng biến sắc tổ hợp linh trận cấp 5 cực khó đối phó. Nhưng cũng may, mục đích ban đầu của hắn đã đạt được. Nhướng mắt nhìn qua bên kia, ôn thanh tuyển lạnh lùng hoành thương, kim quang lóe sáng, trận văn cuốn lấy người hoàn toàn bị xé nát. Thực lực trở lại, linh lực trong cơ thể hùng hồn, nàng hoa tay đánh về phía các đồng đội phía sau. Bang! Kình phong nệm vào thân thể các cô gái, kim quang sáng lên chấn vỡ hết trận văn vây khốn các nàng, kình lực hung mãnh thuận thế đẩy các nàng đi, bay ra khỏi phạm vi bao phủ của linh trận. Đáng chết, sắc mặt tiêu hoàng trở nên u ám, hung hãn nhìn qua mục trần. Hắn lại vung tay lên, linh lực đang muốn quay về vây khốn ôn thanh tuyển lại chuyển mục tiêu, hóa thành linh xà lao tới mục trần. Ôn thanh tuyển đã thoát ra được, vậy thì phải bắt mục trần làm con tin thế vào. Mục trần nghiêm mặt, vệ long ma thương thoáng hiện ra, thương dung lên, hóa thành ma long ngạnh đấu với linh xà. Bùm bùm, kinh lực bắn ra tứ tung, ma long văng ngược trở lại thành ma thương xoay vòng vòng trở về mục trần. Mục Trần chụp lấy, cánh tay run lên chấn động, bị dư lực còn lại đẩy đi một đoạn. Yêu Hoàng nổi điên tung một đòn gần như là vận dụng toàn bộ năng lượng phược thiên trận. Ngạnh đấu với nó, Mục Trần hoàn toàn bất lợi. Mục Trần bắn lui, vừa mới giữ được thăng bằng, một hương thơm từ đâu bay đến, rồi bàn tay mềm mại đặt lên lưng hắn, hóa giải hoàn toàn kinh lực. Mục Trần nghiêng qua nhìn ra phía sau, thấy ngay gương mặt xinh đẹp của Ôn Thanh Tuyền, bất đắc dĩ nhún vai, có vẻ không đúng rồi, rõ ràng là anh hùng đến cứu mỹ nhân, sao lúc này lại đảo lộn trật tự thế này? Gương mặt lạnh băng của Ôn Thanh Tuyền bất giác mỉm cười, rồi nàng trấn tĩnh lại trừng mắt với hắn, nhưng rõ ràng ánh mắt không kiêu ngạo khinh thị như xưa, mà đầy vẻ mềm mại ôn hòa. Hơi do dự, rồi nàng cũng mở miệng nói khẽ, "Lần này, đa tạ." Chương 559 lần đầu tiên có thể nghe thấy ngữ khí dịu dàng của Ôn Thanh Tuyền khi nói chuyện với mình, Mục Trần nhất thời cũng ngẩn ngơ, từ trước đến giờ nàng ta luôn như con phượng hoàng cao quý không thể chạm vào ánh mắt kiêu ngạo khiến người ta chỉ biết cách xa mà ái mộ đặc biệt khi giao tiếp với người khác phái nàng luôn tỏ ra cực kỳ khó gần chính vì thế mà lúc này mục trần cảm thấy không mấy tự nhiên nhưng ngay lập tức hắn lại nhìn thấy nụ cười lãnh ngạo trở lại trên môi ôn thanh tuyền nàng liếc xéo mục trần người kém cỏi như thế bản lĩnh có bấy nhiêu mà đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân đừng có ảo tưởng sức mạnh quá khóe miệng giật giật, hắn đơ người nhìn cô gái bên cạnh, chẳng lẽ nàng ta không phân biệt phải trái, cứ như là hắn bày trận giam khốn nàng rồi bày trò lấy lòng nàng vậy. Nhìn thấy ánh mắt như muốn xuyên thủng đầu của mình, Ôn Thanh Tuyền cười càng đắc trí, rồi nàng liếc qua Tiêu Hoàng bên kia đang tái xanh mặt mày, nụ cười đột nhiên lặn mất tăm, chỉ còn lại lạnh giá đáng sợ. Tiêu Hoàng nhìn thấy, bất giác run rẩy. Ngoài linh trận, đội ngũ khắp nơi dương ánh mắt tội nghiệp thương cảm nhìn Tiêu Hoàng, Ai nấy đều nhìn thấy cơn tam bành kinh hãi ẩn chứa trong vẻ mặt lạnh lùng của Ôn Thanh Tuyền. "Mục Trần, chuyện tiếp theo để hết cho ta đi." Ôn Thanh Tuyền khẽ nói. Mục Trần cũng hơi hoảng với khí thế lạnh lẽo mà đầy lửa giận toát ra từ Ôn Thanh Tuyền, nhưng hắn lắc đầu, "Linh trận này không đơn giản, ngươi cũng không am tường việc phá trận, chuyện này cứ để cho ta đi, để dành khí lực mà lo chuyện rắc rối sau đó. Chuyện hôm nay không chỉ đơn giản thế này đâu. Chiến lực của đám người Tiêu Hoàng rất mạnh, nhưng vốn không dám đụng tới Ôn Thanh Tuyền." vậy mà hiện thực lại thật sự ra tay. Điểm kỳ quái này Mục Trần cũng tin rằng không đơn giản. Lời nói đầy ẩn ý khiến ôn thanh tuyển cũng chột dạ, chân mày nhíu lại, môi run run muốn nói gì đó. Mục Trần tuy cũng là linh trận sư, nhưng nàng đã tự mình thể nghiệm lợi hại của phược thiên trận này. Đừng nói là Mục Trần, ngay chính nàng muốn phá trận cũng phải trả giá không nhỏ. Đối mặt linh trận lợi hại thế này, lỡ như thất thủ thì thật là mất mặt, dù rằng bình thường nói chuyện chẳng hề nể mặt hắn, nhưng trước bao người nàng cũng không thích nhìn thấy hắn phải chịu sỉ nhục khó có được lúc ngươi lại quan tâm thể diện của ta. Dường như nhìn biết ý tưởng trong đầu ôn thanh tuyền, hắn mỉm cười rồi nhìn ra ngoài, cứ an tâm đi, ta đã nói được thì tất phải làm được. Phực thiên trận tuy bất phàm, nhưng muốn vây khốn ta, hắn chưa đủ tư cách. Mục trần vừa nói vừa cười, không đắc ý mà đầy tự tin, rất có mị lực nam nhi. Ta thèm quản ngươi tự đi tìm đường chết. Ôn thanh tuyền nhìn vào nụ cười của hắn, khóe miệng giật giật phát ghét, đám xú nam tử các ngươi chỉ thích thể hiện, được rồi, để tình ngươi từ xa chạy tới hỗ trợ, ta không tranh với ngươi. Mau chóng phá cho được trận này, ta đang khó chịu ngứa tay muốn tẩm quất tên kia đây. Ôn Thanh Tuyển nắn nắn hai bàn tay. Mục Trần chỉ cười, không nói gì thêm, chậm rãi tiến tới, ánh mắt sắc bén tập trung nhìn Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng dường như cũng đoán ra hắn muốn làm gì, vẻ mặt đầy tức giận, sao? Có người áp trận khiến ngươi tự tin hơn à? À chỉ là ta bắt đầu muốn có 20.000 điểm kia thôi. Mục Trần trả lời, chỉ e ngươi không đủ bản lĩnh lấy nó hai người các ngươi cùng lên đi một mình ngươi đòi phá trận ư nằm mơ giữa ban ngày tiêu hoàng khinh khỉnh châm chọc mục trần cười nhếch mép sợ rồi à sao lại phải khích tướng bọn ta nhưng ngươi cứ an tâm phá trận mình ta là đủ láo xược ta muốn xem ngươi có năng lực gì mà dám nói như thế tiêu hoàng nheo mắt cục diện hiện tại phe địch đã chiếm ưu thế nếu mục trần và ôn thanh tuyền liên thủ thì e rằng phược thiên trận sẽ nhanh chóng bị phá thế nhưng chẳng hiểu sao tên mục trần cuồng vọng lại sơ sẩy như thế nếu lại có thể bắt được mục trần thì cục diện có thể xoay chiều trở lại với hắn mục trần cười dễ dàng nhìn ra tư tưởng trong lòng tiêu hoàng nhưng không nói lời nào hắc lôi điện từ trong cơ thể bắn ra lẹt xẹt lùng bùng quanh thân sức mạnh cường hãn tràn ngập cơ thể hắc lôi tràn ngập ngưng tụ lại như chất lỏng chảy trên da rẻ mục trần nhìn hắn cứ như lôi thần xuất hiện tiêu hoàng cũng cảm nhận được sức mạnh toát ra từ cơ thể hắn ánh mắt nghiêm trọng, không dám lơ là, ấn pháp lập tức thay đổi, linh lực trong phược thiên trận lại gào thét, hình thành linh xà âm hiểm nhìn con mồi. Mục Trần ngẩng lên, chân hơi co lên, rồi nện mạnh xuống. Đùng! Sức mạnh kinh khủng khiến cho cả tòa núi rung chuyển. Đất đá chấn động, Mục Trần lao lên như điện xẹt, linh lực hắc bạch ào ra như sóng vỗ. Từ khi đột phá thành công linh lực nan, linh lực hắc bạch lại được tăng cường, cộng thêm sức mạnh cơ thể, cao thủ nhất trọng thần phách nan cũng phải rẻ chừng hắn thúc đẩy năng lực bản thân lên cao nhất, Mục Trần không đánh phá lung tung, mà hướng thẳng về một vị trí trong linh trận. Vị trí đó chính là một trong ba vị trí nghi vấn là trung tâm linh trận mà trước đó hắn cảm ứng được. Thân là linh trận sư, Mục Trần biến rõ muốn phá trận thì phá hỏng trung tâm linh trận là dễ nhất. Muốn phá trung tâm trận của ta, nằm mơ. Tiêu Hoàng cười khẩy, vung tay lên, linh xà cấp tốc lao đến Mục Trần. Ầm. Um, một quyền hung hăng của Mục Trần mang theo hắc lôi và linh lực dũng mãnh nện vào bầy linh xà. Bùm bùm lôi điện bắn ra vài con linh xà nổ tung nhưng chúng lại nhanh chóng ngưng tụ lại hoàn hảo vô khuyết tiếp tục sông lên ầm hắc lôi chiến linh xà chấn động khiến cả ngọn núi cũng run rẩy ôn thanh tuyển nhíu mày quan sát giao tranh tiêu hoàng có thể vận dụng linh lực của phược thiên trận nên chẳng lo tiêu hao còn mục trần sao vẫn chọn ngạnh chiến kéo dài như thế thì có chỗ nào tốt tiêu hoàng đương nhiên biết điều này mục trần liên tiếp đánh nổ từng đám linh xà ánh mắt hắn càng thêm đắc ý vui sướng cứ tiếp tục như thế, sớm muộn mục trần cũng phải bại, đánh phá thống khoái như thế, vậy thì ta tăng độ khó cho ngươi. Tiêu Hoàng cười gằn, linh lực càng vận chuyển nhanh hơn, hình thành thêm nhiều cự mãng linh lực hiện ra, rồi nhanh chóng phất đuôi đánh xuống. ầm, um, mục trần vẫn không lùi bước, dễ dàng đánh nổ liên tiếp đám linh xà, nhưng lần này kinh lực chấn hắn văng trở về, giao động linh lực hỗn loạn, ai nấy quan chiến đều trở nên căng thẳng, chẳng biết trời cao đất rộng. Tiêu Hoàng cười gằn nhưng hắn chẳng cười được lâu thì đôi mắt trừng lên vì hắn nhìn thấy mục trần đang văng ngược đi xoay người bay đến phía tây của linh trận ánh sáng bên đó rực rỡ trận văn che giấu thứ gì đó hướng đó cũng không có vẻ gì khác lạ nhưng sắc mặt tiêu hoàng lại cực kỳ khó coi thậm chí là kinh hãi vô cùng bởi vì chỉ có hắn mới biết nơi đó chính là trung tâm thật sự của linh trận không ngờ mục trần sớm đã dò xét được lại còn cố ý dương đông kích tây tấn công mãnh liệt bên kia nhằm giảm đi sự cảnh giác của hắn Tiêu Hoàng biến sắc, vội vã vận hành năng lượng linh trận, linh xà điên cuồng lao đi đuổi theo Mục Trần. Nhưng tên kia đã chiếm được tiên cơ, nhanh chóng xuất hiện ở vị trí trận văn lóe sáng, thình lình đỉnh đầu của hắn trào ra một cột sát đầy tính hung sát. Ma trụ to lớn xuất hiện, Mục Trần đưa tay ôm lấy, chẳng hề do dự nện xuống khu vực sáng rực đó. Sắc mặt Tiêu Hoàng trắng như tờ giấy, giọng nói Mục Trần thản nhiên lanh lảnh, "Cùng một chó ngươi lại ăn quả đắng đến hai lần, ngươi không phải ngu bình thường đâu." xấu hổ thật, xem ra 20.000 điểm ta phải lấy rồi. Ầm. ma trụ ngập tràn hung sát mạnh mẽ nện vào trận văn lấp lánh. Chương 560 Uỳnh. Ma trụ đầy hung sát lực nện vào trận văn, một tiếng va chạm kinh thiên vang lên. Đùng đùng. Dao động kinh người, không gian bùng nổ, tiếng vang không dứt. Linh lực trong linh trận cuồn cuộn đổ về vị trí kia định chống đỡ ma trụ công kích, nhưng phần lớn trước đó đã bị điều động tấn công mục trần phía bên kia, nên lúc này khó lòng kịp quay lại phòng ngự. Mục Trần mắt lóe sáng liên tục, cảm nhận thế công dũng mãnh kéo đến sau lưng, Tiêu Hoàng đã bắt đầu trở nên điên cuồng không màng tất cả tấn công hắn. Hắn lúc này không thể lui, không thể để quyền khống chế cục diện trở lại trong tay Tiêu Hoàng. Bị mắc lỡm lần hai như thế, chắc chắn tên kia sẽ điều động toàn bộ năng lượng khổng lồ để bảo vệ trung khu linh trận. Mà như thế Mục Trần muốn phá trận lại càng thêm khó. Hung quang dâng lên trong mắt, Mục Trần điên cuồng ngưng tụ hung sát khí, hắn gầm lên. Đại tu Di Ma trụ càng to thêm, văng vẳng tiếng gào thét như tu la địa ngục, sát ý ngập trời. Phá! Tiếng hét như sấm sét quát ra, đại tu di ma trụ lại tiếp tục nện xuống. Dốc mục trần thúc dục lôi thần thể tối đa, vận dụng hết mức linh lực trong cơ thể, còn huy động hết lực dùng đại tu di ma trụ, công kích dữ dội khiến phược thiên trận không thể chịu nổi, vết nứt từ trung khu linh trận như mạng nhện nhanh chóng lan tỏa. Tên khốn kiếp, tiêu hoàng không còn có thể bình tĩnh nữa, sắc mặt tái xanh hét lớn, ấn pháp thay đổi, miệng phun ra một ngụm máu tinh huyết bắn ra, lao vào trong linh trận, dung hòa vào những con linh xà đang gào thét hướng tới công kích mục trần. Thình linh thân hình hư ảo của chúng huyết quang sáng rực, cấp tốc kết hợp lại với nhau, hóa thành một con thông thiên cự mãng chừng nghìn trượng. Cự mãng chiếm cứ thiên địa, cái bóng bao phủ cả mấy trăm trượng. Đỉnh núi khổng lồ bị cái bóng che khuất đến run rẩy. Tiêu Hoàng đã bị mục trần khiến cho nóng máu. Vù, thông thiên cự mãng vừa thành hình, cái đuôi khổng lồ liền quật xuống, ngọn đuôi như mũi thương bén nhọn chớp nhoáng đâm tới sau lưng mục trần tốc độ kinh khủng khiến người ta tim đập thình thịch bên ngoài linh trận lạc ly cũng hơi đổi sắc, tay nắm lạc thần kiếm định xông vào cứu hộ nhưng nàng vừa xoay đi tiêu vương lập tức kéo dây hỏa cung mũi tên bốc lửa ngùn ngụt đáng sợ tên nhắm thẳng lạc ly dương mà không bắn nhưng chỉ cần nàng cử động hắn sẽ lập tức ngăn cản tiêu vương cũng nhận biết lạc ly cực kỳ lợi hại nhưng nếu hắn dốc toàn lực vẫn đủ tự tin có thể ngăn cản được nàng lạc ly trừng mắt nhìn lại tiêu vương đang tạo áp lực về phía mình nhưng không ra tay chỉ đưa mắt nhìn vào trong linh trận bên này ầm um, áp lực nguy hiểm hiển nhiên mục trần cảm nhận rõ nhất nhưng ánh mắt hắn không hề kinh sợ vẫn lạnh lẽo như cũ ầm um, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào trung khu linh trận trước mặt vết nứt càng lúc lan ra càng nhanh vù công kích xe gió đã áp sát lưng hắn mơ hồ cảm thấy đau đớn mọi người trừng mắt nhìn vào không một ai chớp mắt phá mục trần thình lình tiến lên mắt lóe sáng ma trụ lại hung hăng nện xuống dốp rắc sức chống chịu của trung khu đã đến cực hạn lúc này không thể nhận nổi một đòn nào nữa khe nứt lập tức vỡ ra mang theo một tiếng nát tan vang khắp linh trận bang ánh sáng tràn ngập linh trận nổ tung kinh lực kinh hoàng bộc phát mục trần bị chấn đến run người véo tiếng gió bén nhọn áp tới lưng áo của hắn đã bị xé toạc nhưng ngay khi cái đuôi nhọn hoắt sắp xuyên thủng tấm lưng mục trần lại đột ngột khựng lại linh lực mênh mông tiêu tán thông thiên cự mãng khổng lồ cũng nổ tan nát thành những đốm sáng rơi lả tả đầy trời nháy mắt đó áp lực bao phủ mục trần hoàn toàn biến mất thay vào đó là cảnh tượng hắn đứng giữa rừng linh quang lấp lánh đang rơi xuống tràng cảnh kinh tâm động phách khiến người ta ngẩn ngơ không ít người lại tỏ ra kiêng rẻ sợ hãi trước thân ảnh đang ở giữa không trung kia không ngờ được mục trần chỉ dùng sức bản thân mình lại có thể phá được linh trận siêu cấp mà ngay cả ôn thanh tuyền cũng bị vây khốn không hổ là huyết họa giả võ linh từ xa mỉm cười tấm tắc ánh mắt nhìn mục trần cực kỳ phấn khích năm xưa mục trần giữa đường bị trục xuất khỏi linh lộ đối với hắn là một ẩn thất rất lớn làm phí hết một năm cực kỳ quan trọng hình thành nền tảng tu luyện với thiên phú của những kẻ tham gia linh lộ một năm khổ tu đó có thể khiến họ bỏ sang người khác vốn còn lo mục trần vì thế mà mai một mất đi một đối thủ đáng giá nhưng hôm nay đã cho thấy mục trần vẫn là mục trần đại tái linh viện lần này thật hay ho võ linh lẩm bẩm hiện giờ câu huyền cũng xem như không ai chống nổi mà mục trần thạnh thế cũng không kém hai bên ân oán sâu sắc nếu chạm chán ắt phải có đại chiến hai tên kia như hai vì sao tranh sáng trên bầu trời cảnh tượng đó một võ cuồng như võ linh làm sao không hưng phấn cho được nhưng chuyện hôm nay nào chỉ đơn giản như vậy có thể khiến bọn người kia đồng loạt ra tay thủ đoạn này ngoài hắn ra thì còn ai võ linh nheo mắt nhìn ra vài hướng xa xa hơi dừng lại một chút ánh sáng lóe lên khó hiểu phụt tiêu hoàng ngơ ngác nhìn linh trận nổ tan nát gương mặt đỏ lên rồi phun máu như mưa linh lực trong cơ thể trở nên hỗn loạn vô cùng Linh trận bị phá, hắn cũng bị tổn thương không nhỏ. Không thể nào. Tiêu Hoàng cay đắng xóa đi vết máu, thất thần nhìn linh trận nổ ra từng mảnh, ánh mắt khó tin. Linh trận của hắn cường đại có thể vây khốn cao thủ nhất trọng thần phách nan đến chết nhưng lại bị một tên linh lực nan phá tan tành. Có vẻ như linh trận của ngươi cũng không mạnh như ta tưởng nhỉ. Mục Trần xoay lại, đạm mạc cất lời, châm chọc nhìn Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng trừng mắt như lang sói, nhưng lại đầy vẻ kiêng dè, linh trận tâm đắc của hắn bị phá không thể không chân chính xem trọng mục trần ngươi đã thua vậy theo cá cược ngoan ngoãn giao hai mươi điểm cho ta đi mục trần mỉm cười tiêu hoàng hơi run rẩy ánh mắt lành lạnh xem ra ngươi quả nhiên không muốn tính toán vậy tiếp theo giao cho cô vậy mục trần thấy vậy chỉ nhún vai nghiêng qua nói với thanh tuyển. ôn thanh tuyền ôn thanh tuyền hờ hững gật đầu ánh mắt lạnh băng nhìn sang tiêu hoàng chiến thương rực rỡ trong tay mắt phượng lóe lên một tia sát ý nhàn nhạt, nhạt tiêu hoàng biến sắc, bất giác lui lại, vẻ phòng bị đầy e ngại. Mục Trần thấy tiêu hoàng như thế, chán nản lắc đầu, hờ hững nói, tiêu hoàng, làm bộ làm tịch cái gì nữa, thủ đoạn gì đó chuẩn bị sẵn thì lấy ra hết đi, còn giấu cờ. Khi dễ bọn ta mù hay sao? Tiêu hoàng trợn tròn hai mắt, vẻ mặt đề phòng tan biến, nhìn chằm chằm Mục Trần. Một lát sau mới nói, sao ngươi biết được? Bởi vì các ngươi nghĩ rằng mình mạnh, nên chỉ bằng các ngươi là đủ tư cách khiêu chiến. Mục Trần bình tĩnh trả lời, ha ha thật không hổ danh huyết họa giả mục trần bất quá lá gan của người thật không nhỏ biết rõ nơi này đến không dễ đi mà vẫn vác xác tới mục trần chỉ hờ hững nhìn không trả lời thấy vẻ mặt ngông nghênh của mục trần tiêu hoàng nhếch môi cười lạnh vung tay lên quát chư vị hắn đã phát hiện còn ẩn nấp làm gì nhiều đội ngũ trong khu vực chưng hửng chẳng hiểu chuyện gì hô hô vốn còn tưởng rằng chúng ta không có cơ hội ra tay đúng là huyết họa giả có khác một tiếng cười khanh khách thình lình vang lên vèo Đột nhiên ngọn núi kia lóe sáng, hào quang xuất hiện mang theo vài người. Khi ai nấy nhìn thấy rõ gương mặt những kẻ đó, thì sắc mặt trở nên vô cùng chấn động. Chương 561 trên ngọn núi, hào quang lóe sáng, khi những người đó hiện rõ ra, mọi người kinh nghi hô lên. Đó là Mạc Tu, hạng 14 bảng điểm, còn có Khâu Nanh hạng 15, Liễu Tam hạng 16. Đội hình thật là mạnh, sao họ lại đột nhiên xuất hiện? Bọn họ đều nhắm vào mục trần sao? Trận này lớn thật không ít người kinh hoàng vì sự xuất hiện của ba chi đội kia, tất cả đều thuộc top 16. Tuy nói xếp hạng của bọn họ chỉ là cuối cùng trong top 16, nhưng có thể vượt qua bao nhiêu tranh đấu để có thể đứng vững ở vị trí này tuyệt đối không phải hạng thông thường. Những chi đội bình thường gặp họ cũng chỉ biết tìm cách tốn nhất ẩn thân rồi lặng lẽ trốn đi, ít ai dám xung đột với họ. Không ngờ ba trong số top 16 lại đồng loạt xuất hiện như thế, dĩ nhiên mục tiêu của họ cũng sẽ giống nhau. Không ít người tỏ ra ngờ vực, cảm giác thấy điều gì đó không hợp lý cho lắm, chuyện hôm nay dường như đều nhắm tới Mục Trần, chẳng lẽ hắn đắc tội nhiều chi đội cường hãn vậy sao? Ánh mắt Mục Trần nhìn qua đám người vừa ra mặt, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc, hắn cũng nhận ra bọn họ bất phàm. Xem ra hôm nay ngươi mới là con mồi chính. Ôn Thanh Tuyền híp mắt mỉm cười, nhìn sang Mục Trần thản nhiên nói. Mục Trần vẫn tỏ ra bình tĩnh, ánh mắt lóe lên lạnh lẽo, dường như đã có một chút sáng tỏ. Hô hô, tại Hạ Mạc Tu, đến từ Hỏa Linh Viện, đại danh mục đội trưởng nghe nói đã lâu, một gã trong đám người kia bước lên, áo quần màu xám cho, mỉm cười chào hỏi Mục Trần. Khâu Nanh, Kim Cang Linh Viện. Gã thần tình giữ tợn, bộ mặt hung hãn, thân thể cường tráng như thiết tháp, nhìn thẳng Mục Trần lên tiếng. Liễu Tam, Vạn Liễu Linh Viện. Gã vừa nói có thân hình gầy còm nhất, áo xanh lung lay trong gió như thế hắn sẽ ngã bất cứ lúc nào, nhưng có lẽ không một ai ở đây sẽ nghĩ rằng hắn là kẻ trói gà không chặt. Mục Trần bình tĩnh nhìn ba chi đội khí thế kinh người, dao động linh lực toát ra từ ba gã cầm đầu dường như còn cao hơn cao thủ nhất trọng thần phách nan một chút. Thật là hiếm có, thêm cả tiêu đội trưởng, các ngươi lại phái đến bốn chi đội có số điểm trong top 16 để đón tiếp ta. Mục Trần chậm rãi nói, "He he, chỉ là được người ta ủy thác mà thôi." Mạc Tu cười to, "Mọi người kinh nghi biến sắc, kẻ nhờ hắn là ai, sao có năng lực mời được cả bốn chi đội top 16 để đối phó Mục Trần, kẻ này tuyệt đối không phải hạng vô danh." mục trần lại chẳng hề ngạc nhiên ánh mắt càng thêm lợi hại hờ hững nói tiếp cái tên cơ huyền kia sao lúc này lại trở nên hèn nhát như thế vất vả lắm mới có cơ hội gặp mặt lại còn tìm người đến thử ta nữa sao cơ huyền cái tên phun ra từ miệng hắn làm mọi người thêm lần nữa chấn động thời gian qua cơ huyền vượt lên đứng đầu danh tiếng còn cao hơn ôn thanh tuyền khi trước nói gì thì thời điểm hiện tại mới chân chính là tranh đấu thảm liệt thay đổi còn nhanh chóng tàn khốc hơn nhiều so với khi mới bắt đầu và còn một câu chuyện đặc biệt cách đây chưa lâu Cơ Huyền chỉ một thân một mình hoàn toàn áp đảo nghiền nát ba chi đội tóc 16. Trận chiến đó vô số người quan chiến đã truyền ra khắp cả đại tái linh viện, khiến cho vị trí hạng nhất của hắn càng thêm vững chắc, ít ai dám mơ tới. Do đó khi mọi người biết được kẻ đứng sau là Cơ Huyền, ánh mắt nhìn Mục Trần càng thêm quái dị. Không ngờ được giữa Mục Trần và Cơ Huyền lại còn có ân oán sâu sắc như thế. Chúng ta lần này được Cơ Huyền nhờ cậy, mục tiêu chỉ là đến xác nhận xem ngươi có đủ tư cách tiếp tục làm đối thủ của hắn hay không mà thôi, Mạc Tu cười nhạt, nếu không thì... Bước chân của ngươi nên dừng lại ở đây được rồi, hắn bảo không muốn nhìn thấy ngươi yêu đuôi đứng trước mặt hắn. Khẩu khí to lớn nhỉ? Tiếng nói thanh thúy mà lạnh băng đột nhiên cất lên, mọi người nhìn qua, Lạc Ly nheo mắt lạnh lẽo nhìn đám người Mạc Tu. Lạc Ly đã bắt đầu nổi giận. Nàng có thể không để ý chuyện Câu huyền lại phái người đến đối phó Mục Trần, nhưng nàng lại tuyệt đối không thể chịu được Câu huyền cao ngạo khinh thị Mục Trần. Trong linh lộ, cơ huyền và mục trần tranh chiến rất nhiều lần, nhưng xem xét thật kỹ thì chiến tích của mục trần thắng nhiều hơn cơ huyền. Nếu không phải cơ huyền dùng thủ đoạn ti tiện chọc giận mục trần, khiến hắn điên loạn tạo thành một hồi huyết họa, thì mục trần cũng không bị trục xuất, cuối cùng cũng khó nói được kẻ cười có thể là cơ huyền. Lạc ly siết tay vào lạc thần kiếm, kiếm ý sắc bén lại tràn ngập, như muốn xé nhỏ không gian. Cả ba người kia liền biến sắc, ánh nhìn tỏ ra kiêng rẻ lạc ly nhiều hơn cô gái tóc bạc rực rỡ kia khiến họ cảm thấy một mối nguy hiểm khó hình dung ha ha theo ta biết trong linh lộ kia cơ huyền so đấu với mục trần phần lớn đều hạ phong nha ôn thanh tuyền đột ngột cất tiếng cười thản nhiên xem ra bây giờ hắn tự đại thật đó trong linh lộ ta và hắn còn từng giao đấu vài hồi có lẽ đại tái linh viện này cũng nên ôn lại một chút ai nấy đều biết tính cách kiêu ngạo của ôn thanh tuyền không ngờ lúc này lại nói giúp cho mục trần mà chẳng hề để dành chút mặt mũi nào cho cơ huyền do vậy kẻ nào cũng tỏ ra hâm mộ mục trần hắn thật sự là rất hạnh phúc, khó trách bị người khác chĩa vào. Thật là có số đào hoa. Bên kia tiêu hoàng nhếch mép cười, giọng điệu châm biếm, nhưng ý tứ cũng rõ ràng. Dựa vào nữ nhi thì có bản lĩnh gì? Mặc ngư cũng nhân cơ hội lên tiếng, nhưng ánh mắt lại đầy ghen tị. Ba gã mới ra mặt thì cau mày, bọn họ e ngại ôn thanh tuyển cũng chẳng kém cơ huyền, nói gì thì cũng từng là người nắm vị trí hạng nhất rất lâu, vốn nghĩ có câu huyền chống lưng ôn thanh tuyền muốn theo phe mục trần cũng phải e rè một chút không ngờ nàng ta chẳng hề do dự lấy một phân thậm chí còn phân rõ giới tuyến đối lập với câu huyền mạc tu nhìn sang mục trần tên kia lúc này trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người thế nhưng đáng kinh ngạc là sắc mặt hắn vẫn tỉnh như không cái vẻ bình tĩnh đó khiến cho mạc tu cảm thấy không thoải mái mạc tu cũng không ngốc không thể nào coi thường mục trần cho được một kẻ mà cả Cơ Huyền cũng phải nhận định là đối thủ đáng ngại, vừa nãy lại còn một mình phá nát Phược Thiên trận của Tiêu Hoàng, có thể tầm thường được sao? Mục Trần, không lẽ ngươi để hai cô gái ra mặt giúp ngươi sao chứ?" Mạc Tu chậm rãi nói. Mục Trần rốt cục ngẩng lên, hờ hững nhìn Mạc Tu, ánh mắt dường như có cái gì đó, lát sau hắn nói, "Các ngươi được Cơ Huyền ủy thác đến đây, đáp án sớm đã biết được, hắn cũng không chờ Mạc Tu trả lời, khẽ gật đầu phất tay với Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền trông coi hai vị này đừng để họ chạy thoát hắn chỉ tay vào tiêu hoàng và tiêu vương hắn nói mà chỉ nhìn chằm chằm vào ba người bên kia hơi tư lự nhưng chẳng hiểu sao một cảm giác đầy áp lực tỏa ra từ người hắn mục trần thong thả tiến lên nhẹ giọng nói các ngươi muốn ta dừng lại như vậy cũng được đơn giản lắm hử mạc tu trừng mắt mọi ánh nhìn đều tập trung vào mục trần hắn thong thả vương một ngón tay ra giọng nói đều đều không hề thay đổi thản nhiên mà như sấm sét vang vọng làm chấn động tất cả chỉ cần ba người các ngươi đỡ được ta. Một chiêu. Chương 562 câu nói nhẹ nhàng hờ hững nhưng lại đầy trọng lượng vang lên, khoảnh khắc mọi âm thanh khác trong vùng đều im bặt. Nhiều kẻ tròn mắt to miệng, kinh hãi ra mặt, không biết vừa rồi có phải nghe lầm hay không. Mục Trần chẳng những một địch ba, còn muốn một chiêu khắc địch. Nhiều kẻ cơ mặt giật giật, nếu tình huống khác, có lẽ họ đã một miệng thốt lên Mục Trần cùng vọng ba người kia nào có phải ai tầm thường, họ chính là đội trưởng của ba chi đội nắm giữ vị trí 14, 15, 16 trên bảng điểm đại tái linh viện, thực lực còn vượt qua cao thủ nhất trọng thần Phách Nan. Có lẽ cả ba đều chưa vượt qua nhị trọng thần Phách Nan, nhưng có lẽ cũng đã bắt đầu chạm tới, tranh lệch với nhất trọng không ít. Mọi người quanh đây cũng vừa chứng kiến bản lĩnh mục trần, không ai dám coi thường hắn, nhưng thật sự cũng chẳng có ai đủ can đảm nghĩ rằng một mình hắn có thể chống cự được ba vị đội trưởng của ba chi đội tóc 16. Cái tên này, muốn làm cái gì đây? Võ Doanh Doanh nhíu mày khó hiểu, hắn muốn hạ uy phong của Cơ Huyền. Gã kia phái người đến thử hắn, hắn biến nó thành nắm đấm, đập ngược trở lại Cơ Huyền. Võ Linh thản nhiên cười nói, cách đây mấy ngày, Cơ Huyền cũng dùng sức bản thân mà đánh bại ba vị cao thủ đầu lĩnh chi đội tóc 16, khiến họ rất hạng, qua đó danh chấn cả đại tái linh viện. Hiện tại Mục Trần làm như thế cũng tương tự, mà còn có phần ác chiến hơn. Một chiêu, có thể sao chứ? Không đáng tin lắm, võ doanh doanh định thốt ra là cuồng vọng nhưng dù sao cũng biết mục trần một chút tính cách của hắn cũng khó có khả năng nổi nóng mà làm chuyện ngu xuẩn ngươi xem như cũng biết hắn tên kia có bao giờ bắn tên không đích do đó hắn đã muốn làm đương nhiên phải có bảo đảm ha ha ta cũng đang rất hiếu kỳ làm sao thực lực linh lực nan hắn có thể làm được chẳng lẽ dùng linh trận sao nếu vậy đẳng cấp cũng phải ngang ngửa hoặc hơn phược thiên trận nhưng mà ba người kia cho hắn thời gian bố trận sao chứ võ linh phân tích còn võ doanh doanh chỉ biết nhíu mày trong lòng không quá chú ý đám mạc tu thì đang thất thần ngây ngẩn họ nhìn nhau đều thấy rõ hai chữ hoang đường hiện ra trên mặt một tên thực lực bề ngoài chỉ là linh lực nan lại đòi một mình thách đấu ba cao thủ thần phách nan mà lại còn là nhất kích tất sát tuy biết chiến lực của mục trần hơn xa thực lực nhưng một chiêu đánh bại cả ba thì quả thật khiến họ nổi nóng mục trần nghĩ rằng hắn là cơ huyền sao mục đội trưởng thật là oai phong xem ra ngươi cũng biết chuyện vài ngày trước của câu huyền nhưng ngươi muốn dùng cách này để chứng minh ngươi có được tư cách ngang bằng hắn e rằng sai lầm rồi mạc tu khinh khỉnh lên tiếng mục trần cũng cười nhạt từ khi nào mà câu huyền lại có thể cao hơn ta một bậc xưa nay hắn bị ta dạy dỗ có lẽ cũng không ít linh lộ chẳng qua chỉ là một hồi rèn luyện trẻ con mà thôi nếu ngươi cảm thấy chừng đó đủ khiến ngươi tự tin e rằng sắp phải thất vọng rồi mạc tu vẫn đạm nhạt đấu võ mồm nghe đối phương nói thế mục trần lại tỏ vẻ đồng ý gật gù chợt cười Câu này ngươi nên đem về nói với Câu Huyền." Gương mặt Mạc Tu giật giật, hơi âm u, liếc nhìn hai đồng bọn kế bên, cả ba cùng lúc tiến lên, giao động linh lực mạnh mẽ nhất tề bùng phát. Rầm rầm, áp lực cực lớn từ ba luồng linh lực hùng hậu dũng mãnh khiến mọi người cũng phải vận sức đứng vững. Ngay cả vài vị đội trưởng nhất trọng thần phách nan thần sắc cũng nghiêm nghị kiêng rẻ, tóc 16 quả thật hơn người. Lạc Ly liếc nhìn Mục Trần, nhưng không nói gì. "Này, có được không đó?" Ôn Thanh Tuyền thì lập tức hỏi mặc dù hành trình mộc thần điện, nàng đã từng chứng kiến uy lực tổ hợp linh trận kia, nhưng lúc này hắn đâu có thời gian chuẩn bị. Mấy lời đó không phải ta đã nói với ngươi, đừng có hỏi tùy tiện hay sao. Mục Trần quay đầu lại, cười nói. Ôn thanh tuyển nhất thời đỏ mặt, rồi trừng trắng cặp mắt nóng giận. Cái tên này thời điểm nào rồi còn đùa giỡn nàng. Yên tâm đi. Có kẻ muốn xem thử ta có phải là uy hiếp với hắn hay không, thế thì không nên khiến hắn thất vọng. Mục Trần thản nhiên trả lời, giọng lưỡi đanh thép mà sắc bén, ôn thanh tuyền gật đầu, không nói thêm nữa. Nàng cũng biết sơ sơ ân oán của hai người, nhất định không có khả năng hòa giải. Trước đây nàng vốn trung lập không can hệ gì đến ân oán của họ, nhưng nay mục trần ngàn dặm xa xôi sông pha vượt trận giải cứu nàng, dĩ nhiên nàng đã xem hắn là bằng hữu, đứng về phía hắn. Câu huyền là một đối thủ khó sơi, nhưng nàng chẳng màng, chính bản thân nàng cũng không yếu hơn Câu huyền. Vậy ta sẽ xem người làm siếc, còn đám chúng viện minh kia thì chớ lo, một tên cũng đừng hỏng thoát khỏi tay ta ôn thanh tuyền quay sang chừng mắt nhìn đám tiêu hoàng tiêu vương thấy ánh mắt đó của nàng tiêu hoàng tiêu vương chỉ cười khẩy bộ dáng như đang ngồi xem hài kịch cục diện hiện tại đã có thêm ba vị trợ thủ mạnh mẽ hai huynh đệ bọn họ liên thủ cũng có chút phần thắng nếu đối chiến với ba người kia nhưng cuồng vọng đến mức một chiêu thu thập thì họ không tin mục trần quay trở lại ánh mắt hờ hững nhìn mạc tu ba người kia cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn sắc mặt chẳng mấy tốt đẹp mục đội trưởng hôm nay thật cố ý muốn vậy mạc tu cất giọng trầm trầm như sấm đánh đã tự tin đến thế vậy thì ba chúng ta sẽ cùng đến xem công phu mồm mép của ngươi cao đến đâu mạc tu gầm lên linh lực càng lúc càng cuồng bạo thiên địa hoàn toàn bị áp lực từ ba luồng linh lực kia chiếm hữu chiến đấu tiếp theo sẽ cực kỳ kinh khiếp mục đội trưởng mời ngươi ra chiêu ba chúng ta đã sẵn sàng bất quá ta cho người biết bọn ta biết ngươi cũng là một linh trận sư nếu nghĩ rằng bọn ta ngu ngốc chờ đợi ngươi bố trí linh trận thì bỏ qua ý tưởng đó đi Mục Trần chẳng nói gì, thầm đánh giá cả ba đối thủ. Bọn kia còn mạnh hơn cao thủ nhất trọng thần phách nan nhiều, có lẽ đã bắt đầu chạm đến nhị trọng, không chừng thời gian sắp tới sẽ thuận lợi đột phá. Thực lực mỗi người đều không yếu hơn huyết thiên đô hắn chạm chán lần trước, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Khó trách khi hắn nói như thế, mọi người lại có ánh mắt như vậy. Nhưng mà, hắn hiện tại cũng mạnh hơn rất nhiều so với khi còn ở di tích mộc thần điện. Mục trần nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hai tay kết hợp, biến ảo một ấn pháp rắc rối và huyền ảo, Hào quang xanh biếc nhàn nhạt, nhạt từ lòng bàn tay phát ra, trên bầu trời, những lỗ hổng không gian nhanh chóng vươn ra, đồng thời không ai phát hiện, từng gốc cây ngọn cỏ trong vùng đang đung đưa lặng lẽ tản ra hào quang xanh lục. Đó chính là Mộc thần kinh. Chương 563 những luồng sóng năng lượng xanh biếc đổ về phía mục Trần, bao phủ toàn bộ khu vực núi non xanh gì khiến cho mọi người trong khu vực này biến sắc kinh hãi và đầy nghi hoặc, họ cảm thấy rõ ràng dao động cường đại từ những luồng năng lượng kia. Mạc Tu vẫn bình tĩnh quan sát hiện tượng, nhưng cả ba người đều cảnh giác cao độ. Bọn họ có thể dẫn dắt đội ngũ tiến vào top 16, dĩ nhiên không phải kẻ ngốc, tình hình trước mắt có nhiều bí ẩn không rõ ràng, nhưng chính nó lại khiến họ càng thêm kiêng dè thận trọng. Chẳng ai biết được Mục Trần đang chuẩn bị cái gì để đối phó với họ. Mục Trần đứng giữa không, mắt khép hờ, đôi bàn tay thong thả kết những ấn pháp cổ xưa kỳ lạ và huyền ảo, luồng năng lượng bích lục càng lúc càng sáng rực lên. Duỳnh duỳnh, chẳng biết từ lúc nào người ta bắt đầu cảm thấy núi non trong vùng đang chấn động rất nhẹ ngọn núi xa xa bên kia võ linh thần sắc cũng kinh ngạc vô cùng cúi xuống nhìn biển rừng mênh mông giao động này rầm rầm tiếng động đất càng trở nên rồn rập hơn lúc này mọi người đều đã cảm nhận rõ ràng rồi hào quanh xanh gì rực rỡ toát ra hào quang xanh biết xuất hiện giao động kinh khủng cũng tràn ngập trong cảm giác của mọi người mà đặc biệt là linh lực kia lại tràn ngập sinh cơ dường như còn có trí tuệ linh lực này ở đâu mà ra có kẻ hốt hoảng ra mặt, chẳng hiểu được ngọn nguồn linh lực mênh mông này từ đâu phát ra. Không ổn, nguồn linh lực chính là cây cối quanh đây. Có kẻ bình tĩnh hơn, cảm quan sâu sắc liền phát hiện ra nguyên nhân. Mọi người nghe thấy đều chấn kinh. Ai cũng biết thiên địa vạn vật đều có linh trí, kể cả cây cối. Năm dài tháng rộng linh lực ngưng tụ lại hình thành nên, nhưng mạnh yếu khác nhau, linh lực có linh trí cũng rất khó thu hút, có lẽ chỉ đến cường giả trí tôn mới có khả năng thử sức, Vậy mà Mục Trần thực lực chỉ mới linh lực nan lại làm được như thế, ai có thể chấn định được đây? Lạc Ly và ôn thanh tuyển cũng kinh nghi thất sắc, lần đầu tiên hai nàng nhìn thấy bản lĩnh này của Mục Trần. Lạc Ly thì tốt, hơi giật mình một chút rồi lại vui mừng mình cười. Quả thật càng lúc hắn càng khiến nàng bất ngờ. Mạc Tu thì không còn giữ bình tĩnh được nữa, biến sắc nhìn vào biển rừng bao la, thân sắc kinh nghi bất định. Mục Trần chỉ chăm chăm kết ấn, hai mắt đóng chặt, mồ hôi tuôn ra ướt chán, gương mặt tái đi. Mộc thần kinh chính là đại thần thuật chân chính. Thần thuật cấp độ này cường giả trí tôn nhiều người còn không có được. Mộc Trần Thiên Phú tuyệt đỉnh, nhưng không thể nào dễ dàng thoải mái thi triển Mộc thần kinh được. Lôi điện lóe ra ngoài thân thể Mộc Trần, hắn đã âm thầm vận hành lôi thần thể, hỗ trợ cơ thể tăng sức chịu đựng để thi triển Mộc thần kinh tốt hơn. Biển rừng mênh mông càng lúc càng chấn động. Mộc Trần đột nhiên mở mắt, đôi mắt đen hóa thành xanh lục, rồi một tiếng quát vang lên. Mộc thần kinh, khóa Mộc Vi Linh. Mộc Trần trưởng xuống biển rừng phía dưới, Giao động vô hình theo trưởng kình đánh xuống, không khí bị chấn giật ra. Ánh sáng càng lúc càng chói mắt, động đất càng lúc càng dữ dội, rồi mọi người kinh hãi nhìn thấy, mảng rừng xanh rì rộng lớn đang cấp tốc trở nên héo úa khô vàng. Sự héo úa bắt đầu từ một điểm, rồi lan ra như dịch bệnh, khắp nơi trở thành một màu úa vàng. Chỉ vài giây mà cây cối trong phạm vi cả nghìn trượng đều vàng héo hết cả, cứ như chúng nó bị hút sạch linh lực và cả sinh khí. Rồi sau đó, chúng nổ tung thành từng mảnh nhỏ, tan biến, những âm thanh như pháo rền khắp nơi, biển rừng bao la lúc này như một bãi pháo, nổ lùng bùng khắp nơi, cây cối úa vàng tan nát thành bụi cám. Chỉ một chốc lát, cả biển rừng bạt ngàn hoàn toàn trụi lủi, để lại một đám bụi li ti dày đặc bay khắp đất. Ai nấy hoảng hốt kinh hãi, bản lĩnh gì thế này, bá đạo đến thế ư? Hầu hết chố mắt nhìn xuống khoảng đồi núi trụi lủi bên dưới, như không tin vào mắt mình, cứ ngỡ vừa rồi là một giấc mơ. Rồi nhìn lên không trung, linh lực xanh biếc như sóng cuộn biển gào tràn ngập sinh cơ, toàn bộ số linh lực đó đều bị hút ra từ số cây cối nổ vụn dưới kia, năng lượng trong đó khiến những cao thủ nhất trọng thần phách nan cũng lạnh ra đầu. Mục Trần nhẹ nhàng hạ xuống, dừng lại trong biển linh lực mênh mông. Hắn nhìn qua đối phương, ba người kia lúc này đã sợ xanh mặt, mi mắt giật giật chấn kinh. Thanh thế khủng bố của Mục Trần đã khiến họ kinh tâm động phách, cả ba cực kỳ nghiêm trọng, không ai dám chậm trễ. Áp lực ập vào ngay mặt như thế khiến họ muốn di chuyển cũng khó khăn. Ba vị, tiếp theo phải xem biểu hiện của các ngươi, mục trần cười nhạt ngón tay chỉ ra linh hải trùng kích lệnh thản nhiên phát ra ánh mắt sắc bén lạnh lẽo ầm biển linh lực cuồn cuộn gào thét nổi sóng gió như hồng thủy từ trời giáng hạ không ngán ngại bất cứ thứ gì cuốn lấy tất cả thế như thái sơn áp đỉnh đổ xuống muốn đè chết ba người mặc tu biển linh lực đổ xuống không gian như bị chiếm lấy hoàn toàn phải giạt ra tránh đường màu xanh che khuất hết ánh mặt trời thế công đơn giản nhưng đáng sợ thế này ngay cả cao thủ nhất trọng thần phách nan cũng sẽ bị nghiền nát như cám ba người kia mặt mày khó coi khẽ quát lên linh lực cường đại trong cơ thể bộc phát cả ba chẳng dám giữ sức vốn nghĩ rằng mục trần muốn lấy một trọi ba chỉ là tâm lý tự cao tự đại nhưng khi leo lên lưng cọp họ mới thấy được vì sao cả nhân vật yêu quái như câu huyền cũng phải xem hắn là đại địch hỏa thần đại pháp viêm long phần thiên mạc tu ra tay đầu tiên ấn pháp múa may linh lực rực lửa hóa thành viêm long khổng lồ tản ra nhiệt độ kinh người kim cang thần trưởng thân thể khâu nanh sáng rực lên, to thêm vài lần, ánh kim quang khiến hắn như một pho tượng kim cương sáng chói, gương mặt nghiêm nghị, trưởng đánh ra thành một trưởng ấn to lớn. Liễu thần thuật. Liễu Tam gầy còm khẽ quát một tiếng, lục quang lấp lánh, hóa thành một gốc liễu lớn sau lưng hắn, thân liễu xòe ra như che trời, năng lượng hùng hậu. Cả ba đều dùng đến sát chiêu tối cường của mình, hiển nhiên họ nhận thấy lúc này nếu còn khinh địch, kết quả chỉ có hai chữ, thê thảm. Ầm ầm, biển linh lực kinh khủng đã cuốn tới, uy áp đáng sợ ập tới như nghiền nát mọi thứ. Dường như trước thanh thế của nó, tất cả mọi thứ đều trở nên bé nhỏ. Ầm, um, đùng. Va chạm bùng nổ như sấm sét, trong phạm vi cả trăm dặm vẫn nghe rõ mồn một, mọi người không rời mắt khỏi chiến trường, lực trùng kích như sóng bắn ra. Bùm, bùm, bùm. Biển linh lực cực kỳ dễ dàng xuyên qua Viêm Long, Trưởng Ấn, Liễu Thụ. Chương 564 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé ầm um, ầm um. biển linh lực như hồng thủy diệt thế nghiền nát tất cả mọi thứ trên con đường của nó thanh thế kinh thiên động địa sắc màu bích lục che phủ cả thiên địa phía trước viêm long gào thét kim cang trưởng sấn tới liễu thụ tỏa ra hào quang kinh người thế công liên hợp cũng rất khí phách thế nhưng công kích liên hợp đó lại nhanh chóng bị biển linh lực phủ lên xèo xèo viêm long lọt vào biển linh lực đầu tiên, hỏa thân của nhanh chóng bị dập tắt, hóa thành khói trắng bay bay, vóc dáng khổng lồ dễ dụa kịch liệt, cấp tốc trở nên yếu đi. Kim Cang trưởng sau khi chui vào được một đoạn cũng nhanh chóng yếu ớt, còn Liễu Thụ lại nhanh chóng héo rũ như bị ăn mòn sinh lực. Biển linh lực bao vây ba công kích kinh thiên, rồi như ma quỷ gào thét, chấn tan cả ba công kích bên trong nó, hoàn toàn không để lại chút gì. Hự công kích bị xóa sổ, ba người mặc tu biến sắc, phun máu đỏ cả áo. Mọi người ở xa xa quan chiến lúc này nín thở run rẩy. Dù cũng cảm nhận được thế công của Mục Trần đáng sợ, nhưng không ngờ ba vị đội trưởng tóc 16 kia liên thủ dốc toàn lực vẫn dễ dàng bị chấn áp như thế. Mục Trần hờ hững nhìn ba người, phất tay khống chế biển linh lực lại cuồn cuộn lao đi, bao phủ lấy bọn họ. Cả ba biến sắc, vừa mới nhận thấy được năng lượng đáng sợ trong biển linh lực kia, đâu thể nào dám để nó tùy tiện dính vào người. Họ vội vã tránh đi, chia ra ba hướng mà chạy. Ầm ầm biển linh lực đập vào ngọn núi, tòa núi nguy nga nháy mắt sụp đổ thành bình địa. Mục Trần lại thay đổi ấn pháp, biển linh lực bắn ra ba dòng năng lượng như sông xanh lao qua không gian, cấp tốc đuổi sát ba kẻ chạy trốn. Dòng năng lượng mang theo áp lực đáng sợ phong tỏa hoàn toàn đường lui của họ. Cả ba rốt cuộc mặt tái mét, chẳng ai dám động đậy. Họ biết nếu như lỗ mãng, thì e rằng cái thứ này sẽ nghiền nát bọn họ chẳng khác gì ngọn núi vừa nãy. Cũng may nó không có sát ý, chỉ bao vây họ lại mà thôi phía bên kia, mục trần nhìn bọn họ nhưng không nói gì, thần sắc hờ hững khiến cả ba lạnh gáy. họ liếc nhau, cuối cùng đành méo mặt, giơ hai tay qua đầu, chua xót lên tiếng: chúng ta thua. cục diện đã như thế này, không còn cách nào khác ngoài việc nhận thua. mục trần chắc chắn không nương tay, nếu còn ngoan cố rằng co, có lẽ hắn sẽ hạ thủ độc ác. lời cất lên, không gian hoàn toàn yên tĩnh, rồi bất chợt nhưng tiếng hô kinh ngạc vang lên không ngớt mọi người cũng khá phấn khích, không ngờ chiến đấu lại diễn ra nhanh chóng và hào hứng vượt mức dự đoán. Đám tiêu hoàng bên kia vốn đang ôm tâm lý chờ cho mục trần xấu mặt thì bây giờ trở nên đơ cả người. Tiêu hoàng môi run run, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm mục trần. Kẻ kia thi triển bản lĩnh mà chính hắn cũng thấy run rẩy. Không thể nào. Tiêu vương bên cạnh thì khó tin thốt lên. Thực lực của hắn cũng ngang ngửa bọn mạc tu, vậy mà cả ba người kia liên thủ ra tay lại cấp tốc bị mục trần tóm gọn còn đám lâu la mặc ngư thì kinh hãi tột độ run lẩy bẩy chỉ mới nửa tháng không thấy tin tức bây giờ thực lực mục trần lại bá đạo đến thế quả nhiên bản lĩnh khá thật võ linh kinh ngạc mà trịnh trọng gật gù mục trần đúng là mục trần năm xưa mất đi một năm tu luyện vì linh lộ nhưng thiên phú khủng bố lại bù vào khiếm khuyết cái tên kia bên cạnh võ doanh doanh mắt lóe lên kỳ lạ khí thế của mục trần thực kinh người nhất thời không thể nói lời nào để hạ thấp hắn Lạc Ly vốn cũng hơi căng thẳng, lúc này trở nên thả lỏng hơn, mỉm cười nhìn hắn. Tên kia đang từng bước trở lại ánh hào quang và phong thái của hắn trong linh lộ ngày trước, về sau sẽ càng thêm chói mắt. Ôn Thanh Tuyền thì vẫn tỏ ra cao ngạo khinh miệt, nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Cái tên này như cái đầm sâu không đáy, chẳng thể dò xét rõ ràng. Kiêu ngạo như nàng cũng khó tránh khỏi thẩm công nhận Mục Trần thật sự rất ưu tú. Mục Trần trên cao chỉ lặng lặng nhìn ba người bị tóm, bọn họ lúc này sắc mặt u ám giao đấu hôm nay tạo thành đà kích quá lớn với họ đến được thời điểm này họ cũng là thiên tài rất xuất sắc lại gặp không ít cơ duyên vốn nghĩ rằng đã có thể vấn đỉnh ngoại trừ cơ huyền ôn thanh tuyền võ linh những quái thai khủng bố thì những kẻ khác có lẽ đủ để họ có quyền ngang tàng nhưng sự thật tàn khốc lại không như thế ba người liên thủ lại bị mục trần trực tiếp áp đảo mà thực lực bề ngoài của hắn chỉ mới là linh lực nan cả ba lúc này đã hiểu rõ vì sao cơ huyền lại e ngại mục trần như thế, còn nhờ họ đến thử sức mục trần. Ba người lấy ra viện bài, ném về phía mục trần. Thất bại đã rõ, họ cũng biết phải trả giá cái gì. Điểm số họ rất tiếc, dù sao cũng trải qua thiên tân vạn khổ tranh đấu liên miên mới gom được chừng đó. Mục trần cong tay hút ba khối viện bài đến chỗ hắn, liếc mắt nhìn sang. Điểm số trên mặt chúng nó đều trên 10.000 điểm, thật là cao. Các ngươi là thủ hạ của cơ huyền, Mục Trần ngắm nghĩa viện bài, thản nhiên nói. Chúng ta đâu có hứng thú trở thành thủ hạ kẻ khác, chẳng qua nợ hắn một ân tình, hắn nhờ đến thử ngươi, ân tình đó xem như đã trả xong. Mạc Tu trả lời. Mục Trần nheo mắt, hơi trầm ngâm, rồi búng tay trả lại viện bài. Ngươi, cả ba kinh ngạc nhìn hắn. Chuyện này là ân oán giữa ta và cơ huyền, sau này ít có dây vào đi. Lần sau mà còn như thế, thì không nhẹ nhàng thế này đâu. Mục Trần thản nhiên giải đáp, hắn và bọn họ chẳng có ân oán gì, vốn không cần phải quá rắn tay. Những người kia cũng rất có năng lực, bớt thù thêm bạn vẫn cao minh hơn. Bọn họ nghe hắn trả lời mà sừng sốt, mặt xanh mặt trắng một hồi mới lên tiếng xấu hổ, vậy đa tạ mục đội trưởng độ lượng. Điểm trong tay họ do cả chi đội kham khổ kiếm được, nếu để mất điểm lãng xẹt vì cái ân tình cá nhân, họ cũng khó đối mặt với đội viên của mình. Vốn không định nhận lại, nhưng rốt cuộc lý trí vẫn cao hơn sỉ diện. Mục Trần vung tay, dòng năng lượng bao vây ba người nhanh chóng tan đi. Bọn họ lập tức ôm quyền cảm tạ, rồi nhẹ nhàng lui ra trở về đội ngũ. Ai nấy nhìn thấy Mục Trần ép lui ba cường địch, nhưng lại khiến họ không oán hận chút nào, bất giác cảm thấy khâm phục. Khó có ai chống cự được sự hấp dẫn của mấy vạn điểm, chừng đó chắc chắn khiến hắn có thể bay cao trên tóc 16. Mục Trần xoay lại, ánh mắt tập trung vào Tiêu Hoàng, thản nhiên hỏi, xem kịch lâu như vậy, gom đủ 20.000 điểm chưa? Tiêu Vương sệ mặt ra, nghiến răng, Mục Trần, chớ có khinh người quá đáng. Xem ra ngươi không muốn giao nộp rồi nhỉ? Mục Trần nói. Mục Trần, ngươi cần gì như thế, cùng lắm thì chuyện của ngươi và câu huyền chúng ta sẽ không nhúng tay nữa, ân oán từ nay xóa bỏ, được không? Tiêu Hoàng trầm giọng. Nhìn thấy vừa rồi hành động của Mục Trần đối xử với ba người kia, có lẽ hắn không dám đắc tội quá nhiều người, dù sao vẫn còn một đại địch rình rập, có thêm kẻ thù thì hắn cũng phải cẩn thận. Cái phao này xem ra cũng là một cơ hội lật mình của Tiêu Hoàng, Mục Trần nhếch môi cười châm chọc, rồi giọng nói trở nên lạnh lẽo mang theo đầy sát khí. Không bỏ điểm, thì mỗi người để lại một bàn tay. Chương 565 lời nói tàn ác đầy sát khí từ Mục Trần vang lên, nhiệt độ trong không khí dường như vì thế mà lạnh đi. Nhiều đội ngũ trong vùng chấn kinh, nhìn lại gương mặt lãnh khốc vô tình đáng sợ của hắn. Hiển nhiên, Mục Trần chẳng có lời nào nói đùa. Người nói cái gì? Khóe miệng giật giật, Tiêu Hoàng quát lớn, không ngờ Mục Trần không chỉ không buông tha, mà còn muốn mỗi người bọn họ để lại một bàn tay. Muốn chúng ta tự chặt tay, ngươi chưa đủ tư cách." Tiêu Vương bên cạnh cũng nổi giận, khẩu khí đầy sát tính. Mục Trần hờ hững nhìn họ, chẳng buồn nói nhảm, sát khí cũng tỏa ra ngùn ngụt. Trước đó dễ dàng bỏ qua cho Mạc Tu và hai đội còn lại, vì thực tế cũng không có ân oán trực tiếp gì với họ nhưng với cái đám chúng viện minh trước mặt đây thì khác, từ trước tới nay luôn thọc gậy bánh xe đâm trọt sau lưng hắn, và lại lúc nãy khi hắn còn đang phá trận, tiêu hoàng ra tay chẳng hề lưu tình. Còn nữa, Mục Trần xưa nay cũng không phải là kẻ từ bi, mềm lòng chẳng thể khiến người khác kinh sợ. Hắn dễ dàng bỏ qua cho ba chi đội kia, có lẽ sẽ khiến nhiều kẻ nghĩ rằng, đắc tội Mục Trần cũng không có hậu quả gì đáng sợ. Mà một khi càng nhiều người có tư tưởng đó, hắn sẽ thật sự phiền toái. Do vậy sau một hành động mềm mại, phải có một thủ đoạn lôi đình ác độc, và dĩ nhiên, đám người tiêu hoàng sẽ là con gà phải bị giết để dân khỉ. Mục Trần quay lại nhìn sang Lạc Ly và Thanh Tuyền, khẽ gật đầu. Tay kiếm nắm chặt, lạc thần kiếm của Lạc Ly ánh lên kiếm quang sắc bén, không gian quanh thân nhẹ nhàng bị cắt xé. Nàng lẳng lặng nhìn xuống tiêu hoàng, mũi kiếm tập trung vào họ. Ôn Thanh Tuyền lại cười khúc khích, nhưng ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ. Chiến thương trong tay sáng lên rực rỡ, mang theo dao động linh lực cường hoành đáng sợ, cả hai đều nhắm vào đám người tiêu hoàng, áp lực thình lình ép tới khiến cho mọi người cảm thấy cực kỳ khó chịu và đầy nguy hiểm. Đi! Tiêu hoàng và tiêu vương lết nhau, cả hai cùng hét lên, hóa thành hai tia sáng nhanh như chớp lao người bỏ chạy. Xoẹt! Nhưng vừa hành động, bóng dáng lạc ly cũng biến mất trên không, lúc người ta nhìn thấy nàng trở lại, thì đã bất ngờ xuất hiện trước mặt tiêu vương. Đôi mắt trong suốt lại như đầm sâu không đáy, lạc thần kiếm nhẹ nhàng chảm xuống. Không gian phía trước như bị cắt ra, Kiếm quang sắc bén bắn đi nhanh như chớp hướng tới lồng ngực Tiêu Vương. Tiêu Vương kịch biến, hỏa cung trong tay lập tức dương lên, một mũi hỏa tiễn dũng mãnh bắn ra. Choang, kiếm quang hiên ngang xuyên qua, hỏa tiễn vỡ nát, kiếm quang vẫn tiếp tục lộ tuyến, chém vào ngực Tiêu Vương. Ngực áo Tiêu Vương dễ dàng bị xé nát, một bộ nội giáp lóe sáng, phát ra những luồng xoáy không gian bảo vệ Tiêu Vương. Rắc, thế nhưng phòng ngự đó chẳng chịu được bao lâu, nhất kiếm bất lưu tình của Lạc Ly nhẹ nhàng xuyên phá nội giáp máu bắn ra từ trong ngực tiêu vương thê thảm văng đi nện vào một ngọn núi lún sâu vào lòng núi lạc thần kiếm trong tay lạc ly đứng giữa không mái tóc trắng phiêu động rung nhan động lòng người khung cảnh đầy rung động kinh diễm người ta một tiếng phượng hót vang lên kim quang rực rỡ tràn ngập rồi một bóng người khác cũng bị bắn đi va và vào những cây cối to lớn khiến chúng gãy nát người kia bị đánh lui cả trăm trượng mới ổn định thân hình chính là tiêu hoàng sắc mặt đang trắng bệch miệng ứa máu hoàn toàn mất đi khí độ khi nãy Đối diện với hắn, Ôn Thanh tuyển hiện ra từ trong kim quang, chiến thương vắt xéo phía sáu, ánh mắt phượng đầy sát cơ. Tiêu Hoàng có khả năng bố trí linh trận uy lực rất cường đại, nhưng khi không có linh trận, chiến lực phát huy lại yếu kém rất nhiều, không thể là đối thủ của Ôn Thanh Tuyền. Mọi người xung quanh lúc này kinh hãi trước sự bá đạo của hai nàng Lạc Ly và Thanh Tuyền. Thực lực hai người vô cùng đáng sợ ôn thanh tuyền nổi danh đã lâu họ cũng có thể hiểu được còn lạc ly cái tên này khá lạ tai dù cho khí chất của nàng chẳng kém ôn thanh tuyền nhưng tính cách lại khác hẳn ôn thanh tuyền kiêu ngạo cường thế như phượng hoàng trên chín tầng mây còn lạc ly lại yên tĩnh bình hòa như hoa sen trong sơn cốc lặng lẽ mặc ngư và đám lính lác chúng viện minh nhìn thấy hai người kia bộ dáng thê thảm như vậy sắc mặt cũng tái đi suy nghĩ trốn chạy cũng biến mất ánh mắt bất lực thảm hại mục trần bên kia như hổ rình mồi bọn họ chẳng đủ khả năng chống trả mà tốc độ của hắn cũng vượt xa mục trần thản nhiên canh chừng bọn họ rồi ánh mắt chuyển sang tiêu hoàng các ngươi có lẽ suy nghĩ lại rồi chứ nói xong chẳng chờ cho tiêu hoàng trả lời tay giơ lên cổ nhẹ nhàng kéo qua ra giấu sát lạc ly và thanh tuyền khẽ gần ánh mắt lạnh băng chuẩn bị tiếp tục xông tới khoan Tiêu Hoàng biến sắc vội quát lên, thần thái hờ hững của Mục Trần và ánh mắt lạnh băng của hai nàng cho hắn biết, nếu lúc này còn do dự, e rằng không chỉ bàn tay, mà cả cánh tay cũng phải để lại. Ta trả. Tiêu Hoàng cắn răng không cam, liếc mắt nhìn lại đám lâu la bên kia. Bọn họ hơi do dự, nhưng khi thấy Tiêu Hoàng trừng mắt, cũng chỉ đành đau xót thở dài, lấy ra viện bài ném về phía Tiêu Hoàng. Bọn họ và Tiêu Hoàng không cùng một linh viện, sở dĩ gia nhập chúng viện minh, vì coi trọng thực lực Tiêu Hoàng, định nhờ vào hắn mà kiếm trác tăng cường thực lực, nhưng lúc này xem ra chưa kiếm được bao nhiêu, nhưng phần vốn bỏ ra đã lỗ mất rồi. Điều đó khiến họ cảm thấy chán nản, đối với Tiêu Hoàng cũng trở nên thất vọng, xem ra chúng viện minh cũng không tốt như suy nghĩ ban đầu. Tiêu Hoàng chẳng biết họ đang nghĩ gì, chỉ tiếp nhận viện bài, cũng tiếc nuối nhưng đành phải ném chúng về phía Mục Trần. Mục Trần lật tay, đón lõng đám viện bài, rồi hất tất cả về phía ôn thanh tuyền, khiến nàng hơi bất ngờ. Không phải nói còn nợ ngươi cái vị trí hạng nhất đó sao, tuy 20.000 điểm này vẫn chưa đủ, nhưng cũng gần rồi, Mục Trần mỉm cười. Lúc này, Ôn Thanh Tuyền cũng đã có khoảng 20.000 điểm, nhưng Cơ Huyền lại có đến 50.000. Trong khoảng thời gian Ôn Thanh Tuyền bị nhốt, tên kia cũng đã tranh thủ gia tăng khoảng cách. Ôn Thanh Tuyền nhận lấy đám viện bài, hơi do dự một chút rồi cũng gật đầu, lấy đi 20.000 điểm. Với số điểm đó, chi đội Ôn Thanh Tuyền tăng điểm số lên khoảng 40.000, vượt qua Võ Linh, chiếm lấy vị trí thứ hai. Ngọn núi bên kia, Võ Linh nhìn vào viện bài trong tay mình, khẽ nhún vai. Nhưng hắn cũng chẳng lo lắng, vì vẫn còn một khoảng thời gian. Tiêu Hoàng ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc. Võ Linh cười khẩy châm chọc, bọn họ quả thực là đám gian trá. Võ Doanh Doanh tỏ ra cao có, dĩ nhiên là đề cập đến việc Ôn Thanh Tuyền vượt điểm đại ca của nàng. Người ta liều mạng cướp điểm, có cái gì mà gian trá? Võ Linh không đồng tình, phất tay bỏ qua. Ánh mắt hắn đang hứng thú nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Sau trận chiến này, Mục Trần và Cơ Huyền đã trở lại thế đối đầu. Trên bầu trời, ôn thanh tuyển lấy điểm rồi, ném trả đám viện bài về phía đám người chúng viện minh. Tiêu hoàng nhìn số điểm trên viện bài mà đau lòng suýt khóc. Chi đội của hắn vốn xếp hạng chính, nhưng vừa mất nửa số điểm, lập tức biến mất khỏi tóc 16. Đi! Tiêu Hoàng trừng mắt căm hờn nhìn Mục Trần, lòng đầy oán khí, nhưng hắn đâu dám biểu lộ quá rõ ràng. Đành phải gọi Tiêu Vương mới vừa bò ra từ lòng núi, cả hai nhanh chóng rời khỏi, dáng vẻ khá chật vật đám chúng viện minh hơi do dự, nhưng cũng chạy theo, dù vậy vẫn giữ một khoảng cách khá xa với tiêu hoàng. Mục Trần không ngăn cản họ rời khỏi, chỉ ngẩng lên nhìn xa xăm, gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lóe lên sắc nhọn. Cơ huyền, người muốn chơi, thì ta đây sẽ phụng bồi đến cùng. Trương 566 ầm ầm trong một sơn cốc sâu, thác nước như thủy long từ trên cao đổ xuống, tiếng vang rền khắp trong cốc, thình lình một áp lực bùng lên khiến dòng nước đổ xuống bị phân ra thành những cột nước nặng nề hơn nện xuống những hòn đá nằm dưới thác khiến chúng vỡ ra thành nhiều mảnh có thể thấy được luồng hào quang nhàn nhạt, nhạt bên trong thác nước dường như có người đang ngồi xếp bằng người đó yên lặng hoàn toàn mặc cho dòng nước đánh xuống hắn cũng không nhúc nhích một canh giờ sau rốt cuộc hắn mở mắt ra linh lực cường hãn bùng lên thác nước hoàn toàn bị đánh toán loạn phải vài giây sau mới hồi phục nguyên trạng tiếp tục đổ nước xuống dưới người kia đứng dậy chậm rãi bước ra hào quang lấp lánh trên thân thể khiến nó sáng như bạch ngọc kinh lực thác nước nặng cả nghìn cân nhưng chẳng hề trở ngại hắn chút nào bước chân của hắn chầm chậm đi tới nhưng chẳng hề có giọt nước nào chạm được vào người lơ lửng trên không gian thác nước rồi hắn lắc mình hạ xuống hòn đá bên dưới gã đó áo trắng tóc đen gương mặt anh tuấn sáng như thái dương khóe miệng hắn mỉm cười ôn hòa dáng vẻ tao nhã thư sinh khí chất nam tử thế này các cô cai có thể nói là chết mê chết mệt viện huy trên ngực áo là một vầng liệt nhật sáng rực, thánh quang chiếu khắp nơi, chính là huy hiệu thánh linh viện. Gã đó, chính là cơ huyền. Vù một hướng kia vang lên tiếng gió, rồi có người xuất hiện trước mặt cơ huyền, hắn cười nói, chi đội tiêu hoàng rớt khỏi tóc 16, còn chi đội của ôn thanh tuyền từ hạng 3 lên hạng 2. Xem ra họ đã thất bại rồi. Cơ huyền cười đáp lại, thần sắc cũng không có gì làm ngạc nhiên. Mộ phong, mục trần xuất hiện chưa, mộ phong gật đầu thần sắc trở nên nghiêm túc hơn tin tức báo về bọn mạc tu liên thủ bị hắn đánh bại trong một chiêu chà chà gã này cũng lợi hại thật không ngờ có thể làm được như thế một chiêu đánh bại à nếu là hắn năng lực này cũng không lạ chỉ không ngờ hắn có thể tiến triển nhanh như vậy vốn nghĩ mất một năm trong linh lộ ảnh hưởng tiến độ tu luyện rất nhiều kia cơ huyền vẫn thản nhiên như không đúng rồi sao điểm số của mạc tu vẫn không bị giảm Cơ huyền đột nhiên hỏi, hắn cũng chú ý thấy xếp hạng của ba chi đội kia vẫn còn trong top 16. Mục Trần ra tay xong, lại buông tha cho họ. Nhưng sau đó lại chẳng khách khí đoạt đi 20.000 điểm của chúng viện minh. Trước đó Tiêu Hoàng không muốn nộp điểm, bị hắn đe dọa mỗi người phải để lại một bàn tay. Mộ Phong nói, một tay nhân nghĩa mua lòng người, một tay lôi đình trấn tiểu nhân. Cơ huyền nheo mắt, quả là Mục Trần, tâm cơ khôn khéo. Vốn còn muốn sắp đặt cho hắn tăng thêm vài kẻ địch, vậy mà hắn cũng vượt qua. Mộ Phong giật mình, khó trách vốn biết rõ bọn Mạc Tu quá nửa cơ hội thất bại vẫn bảo họ ra tay, thì ra còn một cái hố đặt bẫy mục trần, chỉ đáng tiếc gã kia chẳng đơn giản. Nếu hắn là nhân vật đơn giản, thì đâu cần phí nhiều tâm cơ của ta như thế. Giao tình của ba tên kia và chúng ta không nhiều, trước kia sắp đặt cho họ thiếu nợ ta một cái ân tình. Bây giờ việc đã xong, ân tình cũng đã trả, Mục Trần còn bán cho họ một cái nghĩa, sau này căn bản sẽ không gặp chúng ta nữa. Vài kẻ lôm côm mà thôi, họ có năng lực trụ được ở top 16 hay sao? phía sau họ chẳng biết bao nhiêu chi đội năng lực sấp xỉ, thậm chí còn cao tay hơn họ. Không có chúng ta che chở, vị trí bảng điểm của họ chẳng ở được bao lâu nữa đâu. Mộ Phong cười nói. Tiếp theo ngươi tính thế nào? Tình hình này xem ra ôn thanh tuyển và mục trần sẽ hợp tác với nhau, cô gái kia cũng không đơn giản, họ mà liên thủ thì khá phiền phức. Cơ huyền khẽ gật đầu, ôn thanh tuyển đúng là nhân vật đáng gờm, chính hắn cũng không thể phủ nhận. Ánh mắt lóe lên, hắn nói, bây giờ không vội, chẳng cần phải dối lên vì chúng, năm xưa ta đã khiến mục trần bị trục xuất khỏi linh lộ hôm nay sẽ chân chính cho hắn hiểu rằng ai mới là người chiến thắng mộ phong gật gù từ khi đi theo cơ huyền hắn biết được gã này có thực lực đáng sợ ra sao tuy chưa gặp mục trần nhưng cũng không tin rằng tên kia có thể cao hơn cơ huyền à đúng rồi cơ huyền thanh âm như nhớ lại gì đó ánh mắt khó hiểu suy tư một lát sau mới nói bên cạnh mục trần có phải có người con gái tên lạc ly Mộ Phong gật đầu xác nhận, hắn liếc nhìn Cơ Huyền, cảm giác có gì đó khác thường. Lạc Ly vẫn luôn ở bên cạnh Mục Trần, nàng ta rất lợi hại, có thể nói là thâm tàng bất lộ, ta nghĩ nàng ta không kém Ôn Thanh Tuyền chút nào. Nữ hoàng kế nhiệm Lạc thần tộc sao có thể tầm thường? Cơ Huyền lẩm bẩm, tưởng tượng đến việc Lạc Ly luôn bên cạnh chăm sóc Mục Trần, tâm cơ thâm trầm cũng trở nên u ám, trong lòng không thoải mái, cảm giác rất ghen tị. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng trong linh lộ, ánh mắt lưu ly của nàng khiến trái tim hắn thổn thức. Câu Huyền và Mục Trần trở thành cừu địch, nguyên nhân không ít chính là vì nàng ta. Bất luận hắn có làm được cái gì, vẫn không thể thu được một cái nhìn hòa ái nhu thuận của nàng, và khóe môi xinh đẹp đó cũng không vì hắn nở nụ cười. Hắn không cam lòng, từ nhỏ đã là thiên tri kiêu tử, hắn ưu tú như Thái Dương, lần đầu tiên gặp phải ánh mắt hờ hững trước sự ưu tú của hắn, cảm giác thật thất bại. Đã không khiến nàng có hào cảm được, thì hắn sẽ khiến nàng phải nhớ thật kỹ, dù cho đó là sát ý, không tha rồi hắn đặt bẫy lạc ly dùng nàng để khiến cho mục trần nổi giận cực độ nổi lên một hồi huyết họa sau đó bị trục xuất cái ngày mục trần bị đuổi đi hắn ở xa xa nhìn theo mục trần ánh mắt bình tĩnh kia càng khiến cho hắn thêm ảm đạm lạc ly cũng ở đó nhưng chỉ nhìn theo mục trần rời khỏi không hề hướng về phía hắn đến khi bóng lưng mục trần hoàn toàn mất dạng nàng cũng xoay người bỏ đi không buồn liếc lại nửa con mắt ngày đó câu huyền cực kỳ nổi giận mục đích đã đạt được, bức cho Mục Trần phải cuốn gói khỏi linh lộ, trong mắt nhiều người thì việc làm của hắn cực kỳ hoàn hảo. Linh lộ này thủ đoạn gì cũng không quan trọng, chính yếu là phải đạt được kết quả. Cơ Huyền lại chẳng thích thú được bao nhiêu. Ánh mắt bình tĩnh của Mục Trần, động thái xoay người bỏ đi của Lạc Ly, khiến cho hắn không chút khoái cảm. Sau khi Mục Trần bị đuổi đi, Cơ Huyền chẳng hề gặp lại Lạc Ly cho đến cuối cùng của linh lộ. Nàng ta xuất hiện, bóng dáng cô đơn, nhưng ánh mắt lãnh liệt nhìn chằm chằm vào Cơ Huyền. Một cái liếc mắt khiến Câu Huyền mừng thầm, Cố Phô diễn hết mọi thứ đẹp đẽ mà hắn có. Nhưng trái với hắn nghĩ, nàng trầm trầm nâng trường kiếm chỉ thẳng vào mặt Câu Huyền. Không hề nói gì, mái tóc trắng tung bay, nàng lập tức thi triển công kích, tàn nhẫn, sắc bén, rồi hai người chiến đấu đến lưỡng bại câu thương. Cô gái kia sẵn sàng buông bỏ cơ hội tranh đoạt linh quan, lại còn khiến cho hắn cũng không giành được vinh quang đó, dùng mọi cách để cho mọi người nhìn thấy sự phẫn nộ trong lòng. Khi đó, Câu Huyền chật vật khốn đốn, nhìn sang cô gái cũng mình đầy thương tích, một luồng sát ý mãnh liệt bùng lên, nhưng lại không nhằm vào Lạc Ly, mà nhắm đến Mục Trần. Gã kia thật may mắn, sớm tiếp xúc với nàng ta nhanh hơn một bước. Lạc Ly xinh đẹp này vốn phải vì hắn mà liều mình mới phải. Tất cả cũng do Mục Trần kia. Có hắn, cơ huyền không thể chân chính chiến thắng. Vinh quang và mỹ nhân. Ầm ầm. Âm thanh nước đổ từ ngọn thác truyền lại, khiến cho cơ huyền dần dần thoát khỏi hồi ức, đôi bàn tay cũng đang siết lại mạnh mẽ, gân xanh nổi cuồn cuộn. Ánh mắt băng hàn, sát ý lạnh lẽo khiến Mộ Phong bên cạnh cũng hơi run. Cơ Huyền nhìn ra xa xa, trầm tư, "Lạc Ly, lần này ta sẽ cho nàng thấy, đem Mục Trần dẫm nát dưới chân, ta muốn cho nàng biết, so với ta, Mục Trần chẳng là cái đinh gì. Bất kể mánh khoé hay thục lực, ta đều mạnh hơn Mục Trần. Chỉ có ta mới là người thích hợp nhất với nàng." Chương 567: Một vùng núi non hỗn độn. Sau đại chiến, khu vực ồn ào này cũng trở lại yên tĩnh. Mục Trần đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn chân trời xa xăm, lát sau hắn quay lại, cả một bầy oanh oanh yến yến. Ba chi đội vạn hoàng linh viện đều tập hợp, các cô gái dung nhan xinh đẹp cười đùa khúc khích, sắc xuân mơn mởn khiến cho ba tên nam tử còn lại của chi đội mục trần không thể rời mắt khỏi họ. Chà chà, thật không ngờ chỉ một hai tháng không gặp ngươi lại mạnh lên nhiều như thế, thật khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Một cô gái xinh đẹp, dáng người hoang dã thong thả bước tới, chính là cô gái đội trưởng vạn hoàng linh viện mà Mục Trần từng gặp khi đại tái bắt đầu chưa lâu, đường Mị Nhi, ánh mắt hoang dại sáng rỡ nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Lúc mới gặp, thực lực của hắn chỉ mới là thông thiên cảnh hậu kỳ, thế nhưng hiện nay đã vượt qua linh lực nan, mà khủng bố nhất là chiến lực còn cao hơn cả cao thủ nhất trọng thần phách nan. Tiến bộ của hắn thật đáng kinh ngạc. Sao? Mị Nhi tỷ từng gặp hắn? Ôn Thanh Tuyển bên cạnh tỏ ra kinh ngạc, có vẻ như Đường Mị Nhi cũng chưa bao giờ đề cập với các nàng chuyện đã từng hợp tác với Mục Trần. Ôn Thanh Tuyền vẻ mặt hồ nghi nhìn sang Mục Trần, hắn ức hiếp các ngươi, Mục Trần tối mặt, trừng mắt nghiến răng trèo trẹo, nhưng Ôn Thanh Tuyền chẳng thèm ngó đến uy hiếp của hắn, hất cằm nghênh mặt thách thức. Hí hí, có Lạc Ly muội muội bên cạnh, hắn chẳng có gan ức hiếp ta đâu. Đường Mị Nhi cười khúc khích. Lạc Ly nghe đề cập đến mình, mỉm cười tinh khôi, khẽ nhìn sang Mục Trần. Ba nữ nhân một sản diễn, bất giác Mục Trần cảm thấy bắt hắn đối phó ba người đám mặc tu còn sung sướng thoải mái hơn phải đối đầu với ba cô này. Thấy bộ dáng buồn bực chẳng nói được lời nào của hắn, cả ba càng cười vui vẻ hơn này, mị lực cũng không tồi nha, ánh mắt cũng sắc sảo đó, có khi nào lại coi trọng con phượng hoàng xinh đẹp kiêu ngạo của vạn hoàng linh viện chúng ta không? Đường Mị Nhi lặng lẽ đến gần Mục Trần, tủm tỉm cười nói, nhưng mà cũng khó lắm đó, cô bé thanh tuyền này tâm cao khí ngạo, người hàng phục cũng không thoải mái đâu. Mục Trần nghe mà rụng rời. Cái bà Đường Mị Nhi này nói trắng ra hết, khiến hắn xấu hổ đỏ mặt, hơi lạnh gáy nhìn lại Lạc Ly, cất tiếng, "Mị Nhi tỷ đừng nói giỡn, ta không có ý này, Mục Trần biết rõ, ôn thanh tuyền chẳng có hứng thú gì tới hắn, mà đến tìm hắn hoàn toàn vì lạc ly. Theo cách nào đó mà nói, hắn còn đang phải canh chừng nàng ta nữa là. Hai, cuối cùng chỉ đáng thương cho muội muội thiên nhi của ta, ngày nhớ đêm mong côi cút một mình ở vạn hoàng linh viện, nào có biết gã kia đang ôm lấy bó hoa yêu thích không rời. Đường mị nhi thoáng nhìn trời, ra vẻ than thở. Lời nói hững hờ mà sắc như dao cạo của nàng khiến Mục Trần cảm thấy mình như gã lòng lang dạ sói phụ tình người con gái, chỉ biết cười trừ chẳng biết cách nào giải thích tiếp theo ngươi định làm gì đây? Vừa may có Ôn Thanh Tuyển lên tiếng khiến hắn được giải vây. Mục Trần nghe vậy, tiếp tục trầm tư. Đại tái linh viện đã đi vào giai đoạn sau cùng, đây chính là lúc tranh đoạt kịch liệt nhất. Bao nhiêu đội ngũ như thế, nhưng cuối cùng chỉ còn có 8 đội lọt vào vòng quyết chiến. Vì 8 cái danh ngạch đó, e rằng tất cả mọi chi đội có thực lực kha khá đều sẽ đỏ mặt tía tai. Cơ Huyền khiến đám Mặc Tu đến thử ngươi, thật ra là tuyên chiến với ngươi, bây giờ có đi tìm hắn luôn chứ? ta nhắc nhở một chút, cơ huyền tâm cơ thâm sâu, nhiều chi đội trong top 16 đều là động minh của hắn. Ôn thanh tuyển hơi nhíu mày sao? Mục Trần trừng mắt ngạc nhiên. Ba chi đội đã đối phó với ngươi, đúng ra cũng không phải là đồng minh của cơ huyền. Họ chỉ là một lần chịu ơn của hắn, rồi bây giờ phải trả ơn mà thôi. Với tính cách của cơ huyền, ta xem chừng cái ân tình đó cũng do cơ huyền bày kế ra mà thôi. Ôn thanh tuyển trầm ngâm phân tích. Mục Trần gật đầu, chuyện này cũng không lạ, đám Mặc tu chỉ là vài con tốt thí thử cờ mà thôi. Đồng Minh Cơ Huyền còn còn có ai? Mục Trần hỏi. Xếp hạng thứ 10 Lữ Thiên, bọn kia đến từ Thiên Linh viện, một linh viện lớn hàng đầu. Quan trọng là gã Lữ Thiên này cũng tìm được nhiều cơ duyên không nhỏ trên di tích đại lục. Có biết Cốt Tông không? Ôn Thanh Tuyền nói tiếp Mục Trần mờ mịt lắc đầu. Cốt Tông cũng là một thế lực hàng đầu thời viễn cổ, thực lực và nội tình không kém Mộc Thần Điện bao nhiêu. Lạc Ly bên cạnh mỉm cười nói, Mục Trần nhún vai, ôn thanh tuyền và Lạc Ly có gia cảnh bất phàm, kiến thức về các thế lực cũng hơn xa hắn. Vẫn là Lạc Ly kiến thức chắc tuyệt. Ôn thanh tuyền mỉm cười khen Lạc Ly, rồi nói, chi đội của Lữ Thiên đã nhận được truyền thừa của cốt tông đó. Còn có xếp hạng tám vương tướng, đến từ vạn thú linh viện, cũng kiếm được truyền thừa của ma ngạc điện, một thế lực cường hãn thời viễn cổ, thực lực không kém. Mục Trần chậm rãi gật đầu, xem ra kẻ có phúc cũng không chỉ một mình hắn. Bọn họ đều là đồng minh của câu huyền, Mục Trần hỏi lại. Cơ Huyền tâm tư thật cẩn thận, kiếm tay đấm cũng không phải là nhân vật đơn giản. Ôn Thanh Tuyền gật gù, Lữ Thiên và Vương Tướng bây giờ đều là những nhân vật giang tiếng lẫy lừng đại tái linh viện, nhưng mà đồng minh Cơ Huyền còn một kẻ đáng gờm hơn nữa. Mục Trần trợn mắt. Lữ Thiên và Vương Tướng, hai chi đội xếp hạng 10 và 8, lại còn có đồng minh nặng ký hơn họ. Liễu Thanh Vân, đến từ Thanh Thiên Linh Viện, là thiên tài xuất thân từ Phong Linh tộc. Nghe nói là người được Thanh Thiên Linh Viện mượn từ Phong Linh tộc để tham gia đại tái, ôn thanh tuyển nghiêm mặt. Liễu Thanh Vân, Mục Trần nheo mắt, lòng hơi chấn động. Không ngờ Cơ Huyền lại còn có thể lôi kéo một chi đội ngũ đại viện. Liễu Thanh Vân, cái tên này hắn cũng từng nghe qua, tuyệt đối dễ dàng lọt vào top 8. Và lại còn chi đội của Cơ Huyền, đội hình như thế không hề yếu hơn khi liên kết với Vạn Hoàng Linh Viện. Tuy bình thường họ đều đơn độc tác chiến, nhưng đồng minh gặp phiền toái, họ sẽ liên thủ lại. Và ta nghĩ, cuối cùng bọn chúng nhất định sẽ đối phó với ngươi ôn thanh tuyển khẽ nói, nàng cũng biết rõ ân oán giữa mục trần và cơ huyền. Cơ huyền thủ đoạn cũng cao minh đấy. Mục trần bình tĩnh, nhiều năm không gặp, thủ đoạn hợp tung của gã kia càng lúc càng thành thạo. Cho nên ta khuyên ngươi bây giờ không nên tìm cơ huyền làm gì cho phiền toái, đối với ngươi cũng không nhiều ưu thế. Ôn thanh tuyển nói. Mục trần gật đầu, hắn không tự đại, biết rõ cơ huyền khó giải quyết, lại còn đồng minh cấp độ này thì không phải chỉ sức chi đội của hắn mà thành công được. Vậy bây giờ ngươi tính thế nào? nói rõ cục diện, ôn thanh tuyển lại hỏi. Mục Trần chỉ mỉm cười, lấy viện bài ra, nhìn những cái tên sáng chói trên đó, gõ gõ vào, tính cái gì chứ, nhưng mà cơ huyền đã hao tổn tâm cơ tổ chức cái đồng minh này để bao vây đánh ta, dĩ nhiên ta không thể ngồi chờ chết. Chẳng hạn, chẳng hạn khi nanh vuốt của hắn còn đang tranh thủ kiếm điểm củng cố thứ hạng, ánh mắt trở nên sắc sảo, Mục Trần cười khẽ, thì ta sẽ đi nhổ hết nanh vuốt của hắn. Ôn thanh tuyển nhớ mày, ánh mắt sáng người hứng thú nhìn hắn, đôi mắt đen láy của hắn càng lúc càng thêm thâm sâu khó dò, thoạt nhìn cứ như một con sư tử đang chuẩn bị vồ mồi. Có hứng thú đi kiếm điểm không? Mục Trần nghiêng đầu hỏi thanh ôn thanh tuyền. Ôn thanh tuyền hơi nhăn mày trả lời, muốn tìm tay đấm miễn phí thì nói đại đi, còn làm bộ. Tùy ngươi thôi. Mục Trần cười nói. Ôn thanh tuyền cũng lười đôi co với hắn, hơi trầm ngâm, rồi gật đầu, nợ ngươi ân tình, lúc này xem như báo đáp. Và lại gã cơ huyền này ta cũng không ưa, có thể khiến hắn gặp phiền phức, ta cũng có chỗ tốt. Mục Trần mỉm cười, chậm rãi vặn mình. Cơ Huyền đã bắt đầu ra tay, hắn cũng sẽ không ngồi yên nữa. Giao tranh giữa hắn và Cơ Huyền sắp chính thức bắt đầu. Ngươi tân tân khổ khổ thêm nhanh thêm vuốt, thì ta sẽ giúp ngươi nhổ sạch hết cả răng. Cho nên, hành động lần này, ta sẽ gọi là bạt nha hành động. Chương 568 Đại lục di tích, Tây Nam khu vực trung tâm. Một hoang mạc rộng lớn mang màu cam vàng nóng bức, những đồi cát vàng vô tận liên miên đến cuối tầm mắt, Đại Mạc Cát Vàng lúc này không hề yên ả, cuồng phong đáng sợ gào rú khắp nơi, bão cát sa mạc cuốn mọi thứ lên cao trông thật đáng sợ. Cơn bão cát kia cũng không do tự nhiên hình thành, mà do đại chiến trong sa mạc bùng nổ. Một hồi tranh đấu quy mô khá kinh người. Giữa không trung, những bóng người đứng đó, linh lực dũng mãnh tuôn ra từ cơ thể họ, công kích linh lực từ trong tay họ bắn ầm ầm xuống mặt đất. Uinh! Ầm. Cát vàng run rẩy, bắn lên tung tóe, bên dưới có vài người đang cố gắng tránh né, phòng ngự số lượng những người bên dưới không nhiều, chừng trăm người. Còn những kẻ bao vây trên cao lại nhiều hơn họ gấp mấy lần. Xem ra đây là một cuộc vây giáp quy mô khá lớn. Hiện nay những cảnh tranh đấu thế này ở khu vực trung tâm cũng không hiếm thấy, mà thậm chí càng lúc càng nhiều, càng ngày càng kịch liệt. Không ít chi đội nhận thấy không đủ khả năng vào vòng sau, nên tập hợp lại nương tựa vào nhau tránh bị kẻ khác đánh cướp, rồi cũng có những kẻ chuyên câu kết với nhau để đi cướp người khác, thành ra mới có tranh đấu quy mô lớn thế này. Ví như tại đây, bọn người trên không chính là nhiều thế lực quy mô lớn liên kết lại, đối phó vây giáp một liên minh nhỏ hơn. Mục tiêu chắc chắn là điểm trong tay bọn người kia. Bão cát sa mạc cùng bạo chính là do tranh đấu này hình thành. Không trung bên đó, có một gã áo dài màu trắng đứng giữa không, gương mặt gầy gầy, làn da lại hơi sám trắng rất quỷ dị. Hắn không ra tay, chỉ đứng khoanh tay nhìn xuống những chi đội đang cắn răng cầm cự bên dưới, gió bão cuồn cuộn cũng không làm cho góc áo của hắn phất lên chút nào. Sau lưng hắn cũng có một đám người, thần tình tươi cười bàn tán châm chọc đám người bên dưới, cứ như đây là một trò tiêu khiển. Đội ngũ này chính là chi đội đến từ Thiên Linh viện, xếp hạng 10 bảng điểm. Đội trưởng, sau khi giải quyết đám kia, cướp được điểm số, có lẽ chúng ta sẽ tăng lên hạng chín đó." Một gã thành viên sảng khoái cười nói. Gã áo trắng kia chính là chi đội trưởng, Lữ Thiên. Hiện nay hắn cũng là một cao thủ tiếng tăm vang dội đại tái linh. Nghe đồng đội nói vậy, hắn chỉ gật đầu, thoáng liếc nhìn sang gần đó, có khoảng mười mấy người, dao động linh lực khá cường đại, thực lực cũng đã đến nhất trọng thần phách nan. Bọn kia xem như đồng bọn hợp tác, nhưng trong đoàn người này, lời nói của Lữ Thiên có trọng lượng nhất, cứ nhìn ánh mắt kính sợ của mấy gã đội trưởng kia hướng về Lữ Thiên là biết. Các vị đội trưởng, số điểm này bọn ta sẽ lấy phần lớn, mong mọi người hiểu cho, dù sao bọn ta cũng có cơ hội cao để gia tăng điểm số vào top 8. Lữ Thiên mỉm cười lên tiếng, Mấy gã đội trưởng kia nghe vậy gật liên tục, mặt mỉm cười gượng gạo. Tuy đi theo đám nữ thiên này khiến gần đây điểm số của họ được tăng cường, cũng không bị chi đội nào dám cả gan nhòm ngó. Nhưng mỗi lần đi vây quét các liên minh khác, bọn họ đều là những người ra sức nhiều nhất, tổn thất cũng cao nhất. Tính mạng thì cũng không ngại, nhưng đội viên trọng thương cũng cần thời gian tĩnh dưỡng khá lâu, có lẽ đến khi đại tái linh viện kết thúc cũng chưa hồi phục được, bỏ lỡ mất giai đoạn cuối một cách đáng tiếc thế nhưng mỗi khi thu hoạch, bọn người kia lại lấy đi non phân nửa số điểm cướp được, chỉ còn lại phân nửa chia đều cho các đội ngũ còn lại. Điều này hẳn nhiên là không công bằng, nhưng họ chẳng dám nói gì, vì biết rõ thực lực Lữ Thiên, họ không có tư cách có kè mặc cả. Chỉ cần rời khỏi sự bảo hộ của Lữ Thiên, e rằng kết quả của họ sẽ không khác gì những chi đội đang bị bao vây bên dưới. Do đó trong lòng có bất mãn Lữ Thiên ngông cuồng bá đạo, nhưng không chút nào dám thể hiện ra, Lữ Thiên thoáng nhìn qua đám đội trưởng một chút, rồi liếc xuống bên dưới, đến lúc rồi, Chu Nhai, đến thu dọn tên phản kháng kịch liệt nhất cho ta. Vâng, đội trưởng. Sau lưng hắn, một gã đội viên nhếch mép cười, ánh mắt lạnh lạnh nhìn xuống bên dưới. Có một chi đội điên cuồng chống cự, bao nhiêu thế công đều bị họ cản lại, đầu lĩnh của họ cũng có thực lực nhất trọng thần phách nan. Chu Nhai chậm chạp tiến tới, rồi lướt đi hướng đến đám người đó. Ngay khi Chu Nhai hạ xuống, chi đội đang bị tập trung công kích lập tức nhận ra nguy hiểm, sắc mặt khó coi để phòng hắn. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Mấy gã đội viên trong đội hốt hoảng hỏi đội trưởng của họ. Gã đội trưởng này thân hình khá cường tráng, gương mặt cũng khá quen thuộc. Nếu Mục Trần có mặt ở đây, sẽ kinh ngạc phát hiện bọn người này chính là chi đội đã hợp tác với hắn khi mới tham gia đại tái chưa lâu. Chi đội hoang linh viện gã đội trưởng này dường như tên là Lâm Châu. Những thông tin về phân điện Mộc Thần Điện mà Mục Trần có được đều đến từ họ, rồi còn hợp tác tham bảo, nhưng lúc sau trong khi tham bảo bọn họ tách ra phần ai kẻ đó sống không ngờ sau khi ra khỏi phân điện họ lại có thể đến được khu vực trung tâm này thực lực lại tăng cao như thế chẳng biết đã gặp thêm bao nhiêu kỳ ngộ thế nhưng lúc này lâm châu khá chật vật thần sắc nhìn chu nhai cực kỳ e ngại tuy hắn cũng đã thành công vượt qua nhất trọng thần phách nan nhưng hắn cũng mới vượt qua đây thôi chưa được bao nhiêu ngày còn chu nhai kia đã sắp chạm đến nhị trọng thần phách nan căn bản khó là đối thủ mà trên không trung vẫn còn nhiều chi đội rình rập, đặc biệt là gã đội trưởng Thiên Linh Viện, Lữ Thiên, một nhân vật cực kỳ lợi hại. Khôn ngoan thì đột viện bài ra đi, bọn ta chỉ cần điểm, cũng không muốn đả thương người khác. Nhưng nếu thật sự phải đánh, ta cũng không quan tâm đâu. Chu Nhai vừa đến, dõng dạc uy hiếp Lâm Châu. Điểm đều do chúng ta khổ ải gom góp được, nếu hôm nay cứ thế giao cho ngươi, thì làm sao ăn nói với mọi người. Lâm Châu vẫn nghiến răng không cam lòng. Trải qua bao nhiêu chiến đấu kịch liệt mới có thể đến đây, nếu hôm nay lại bị cướp sạch thì cố gắng của họ sẽ đổ sông đổ biển ầm lâm châu vừa dứt lời chu nhai liền bộc phát linh lực nhún lên đồi cát thân hình cấp tốc xuất hiện trước mặt lâm châu ngươi đã khó ăn khó nói vậy để ta nói thay ngươi chu nhai nhếch môi cười lãnh khốc trưởng kinh đánh ra bàn tay lóng lánh bạch quang như có thể nhìn xuyên qua máu thịt thấy được xương trắng rất quái dị một trưởng không hề nương tay dũng mãnh vỗ tới ngực lâm châu thế công sắc xảo khiến Lâm Châu biến sắc, linh lực vội vận chuyển sang bàn tay, tung quyền chống trả. Đùng! Quyền trưởng giao đấu, linh lực bắn phá tứ tung, lực xung kích chấn cho cát vàng bay tứ tán. Lâm Châu sắc mặt tái đi, rên lên một tiếng, thân hình bị lực xung kích đánh bay đi, lan tròn trên cát, phun máu. Đội trưởng! Bốn gã đội viên hoang linh viện biến sắc la lên, nhất tề xông tới Chu Nhai. Châu chấu đá xe. Chu Nhai cười nhạt, nhẹ nhàng bước tới, dễ dàng xuyên qua bốn người. Bốp, bốp lồng ngực cả bốn người bất ngờ tóe máu văng đi bốn phía ngực áo rách tan để lại một dấu tay đỏ như máu lâm châu mặt mày tái mét cố gắng đứng dậy ánh mắt hung ác bất lực nhìn chu nhai xông tới bây giờ nộp hay không nộp chu nhai hờ hững nhìn lâm châu như cây đèn sắp tắt đe dọa các ngươi đổi giết chúng ta ba ngày ba đêm có bá đạo quá không thế lâm châu tức giận vặn lại ngây thơ chu nhai cười khẩy ở đây nói chuyện phải có thực lực cái gì mà bá đạo không bá đạo chỉ cần có đồng bọn mạnh mẽ chống lưng, không chừng bọn ta sẽ kiêng rè một chút, tiếc là đồng bọn cấp độ đủ để bọn ta kiêng rè, ngươi có sao chứ? Chu Nhai nhếch mép châm chọc. Chi đội này của Lâm Châu thực lực cũng không quá mạnh, hắn cũng không tin là có giao tình với chi đội đỉnh cấp nào đó. Nhưng dù có thì sao? Đội trưởng của hắn bây giờ còn liên minh với Cơ Huyền, đội trưởng chi đội xếp hạng đầu bảng điểm, thế thì trong mảnh đất trung tâm này, con kẻ nào dám không nể mặt? Lâm Châu sững người, mặt mày u ám, hắn biết rõ cân lượng bản thân ra sao, những chi đội có quan hệ đều khó có thể so sánh với chi đội thiên linh viện này. Nói gì thì họ cũng đang ở vị trí hạng 10 bảng điểm, trong đại tái này cũng không bao nhiêu đội có thể vượt qua được. Còn những chi đội mạnh mẽ hơn Lữ Thiên, hà cớ gì lại quan tâm quản đến chuyện của Lâm Châu hắn. Nói nhảm mất thời gian, kết thúc thôi. Chu nhai châm chọc nhìn về mặt ảm đạm của Lâm Châu, chậm rãi tiến bước, bàn tay nhẹ nhàng dán lên ngực đối phương, linh lực mạnh mẽ ngưng tụ trong lòng bàn tay áp lực khiến lâm châu cứng đờ cả người không nhúc nhích nổi bất hạnh báo cho ngươi biết ngươi đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng thế nên cánh tay rung lên linh lực cường hãn trong người chu nhai từ từ trào ra lâm châu tuyệt vọng nhắm mắt nè nè nếu ngươi thông minh ta nghĩ trưởng đó đừng có đánh bằng không chỉ dựa vào lữ đội trưởng của ngươi có lẽ khó bảo vệ được ngươi thình lình một tiếng cười khanh khách từ xa vọng lại tiếng nói không xa không gần khiến lâm châu chấn động tròn mắt rồi hắn nhìn thấy ở phía đồi cát gần đó, có vài bóng người quen thuộc thong dong bước tới. Đó là Mục Trần. Lâm Châu trợn mắt càng to thêm. Chương 569 ủng hộ kênh qua halazy com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cát vàng mênh mông, bão cát cuồn cuộn, vài người thình lình xuất hiện từ trong cơn bão, rồi dừng lại cách chiến trường khoảng chừng trăm thước. Gã đi đầu chính là Mục Trần. Hắn đang mỉm cười quan sát chiến trường kịch liệt, rồi tập trung nhìn lại Lâm Châu đang tròn mắt kinh ngạc. Cất tiếng nói, "Lâm đội trưởng, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau." Mục Trần. Lâm Châu khó hiểu khi nhìn thấy sự xuất hiện của Mục Trần, rồi giật mình nhớ lại cục diện hiện tại, hốt hoảng hét lên, "Ngươi tới đây làm gì? Đi mau." Chỗ này chẳng phải chỗ tốt gì, đương nhiên Lữ Thiên sẽ không bỏ qua những chi đội đơn độc, thế mà Mục Trần lại đột nhiên xông vào nhận tai họa. Lần trước hợp tác ở phân điện Mộc Thần điện, Lâm Châu cũng biết Mục Trần thực lực không đơn giản, nhưng đã vài tháng trôi qua, mà lúc này tiếng tăm Mục Trần đã kém đi nhiều cũng không có trong danh sách top 16, dĩ nhiên hắn không thể nào nghĩ rằng tên kia lại có thể so sánh được với cao thủ tiếng tăm lừng lẫy Lữ Thiên. Đi. Chu Nhai nghe thấy, cười khẩy, ánh mắt lóe lên, miệng cười nhưng lòng đầy dao găm nhìn Mục Trần, mới nãy là ngươi nói. Mục Trần lại không trả lời hắn, chỉ ngẩng lên nhìn đám người trên cao lúc này cũng đã chú ý đến hắn, xem ra chúng ta tìm người không sai. Muốn chết. Chu Nhai cười gằn, kinh lực phun ra nện vào lồng Mục Lâm Châu, đánh bay đối phương phun máu. Ngay sau đó, hắn lập tức vận linh lực, cấp tốc lướt tới, hướng thẳng đến Mục Trần. Cẩn thận! Lâm Châu đau đớn ôm ngực, hét lớn cảnh giới. Mục Trần vẫn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiên trên cao, chẳng hề để tâm đến Chu Nhai. Chán sống! Chu Nhai nhìn thấy Mục Trần không hề quan tâm đến hắn, sắc mặt nổi giận đến tái xanh, kinh lực tụ vào lòng bàn tay, mơ hồ nhìn thấy xương cốt trắng hiếu bên trong máu thịt trong suốt, mạnh mẽ vỗ tới Mục Trần. Lâm Châu nhìn thấy, sắc mặt sợ hãi lo lắng. Vù, trường kình hung hãn đáng sợ của Chu Nhai còn chưa kịp áp tới Mục Trần, một tia kim quang đột nhiên từ phía sau hắn bắn ra, hiện rõ là một thanh kim chiến thương nhanh như sấm sét quét tới đập ngang vào ngực Chu Nhai. Đùng, tiếng vang rền mặt đất, gương mặt hung tợn của Chu Nhai lập tức biến sắc, nhăn nhó méo mó, lúc xanh lúc đỏ, thân hình run rẩy văng ngực trở về. Chu Nhai văng đồi cát, bắn cát lên tung tóe, nảy lên nảy xuống mấy lần, rồi lún vào trong một đồi cát vàng khác. Cố gắng gượng dậy, cả nửa thân người hắn đều ngập trong cát vàng, máu tơi phun phì phèo từ trong miệng nhiễm đỏ cả khoảng cát vàng trước mặt hắn kịch chiến nháy mắt ngưng lại yên tĩnh lâm châu thì há tròn cả cái miệng kinh hãi trước diễn biến vừa xảy ra thật không thể ngờ chu nhai vừa nãy có thể áp đảo hắn không có lực chống trả lại nháy mắt bị đánh như một con chó chết ánh mắt khó tin nhìn lại chuôi kim thương sặc sỡ kia ngay lập tức bắt gặp dung nhan tuyệt mỹ của người con gái trong bộ kim chiến giáp vàng óng đứng cạnh mục trần Cô gái hiểu điệu thướt tha, nhưng bộ chiến giáp tôn lên vẻ chiến binh cao quý dũng mãnh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chiến thương, đôi mắt phượng thản nhiên nhìn Chu Nhai, hờ hững như chẳng thèm ngó. "Ôn, Ôn Thanh Tuyền." Chu Nhai run rẩy thốt lên vài chữ, ánh mắt kinh hãi. "Ôn Thanh Tuyền." Lâm Châu chấn kinh. Cái tên nghe như sấm bên tai, Đại tái linh viện hiện tại, đội ngũ Ôn Thanh Tuyền thống lĩnh đã vươn lên hạng 2, cái thứ hạng mà cho hắn mơ cũng không dám mơ tới sau chấn kinh, thi thần tinh lại chuyển sang chóng mặt mơ hồ nhìn mục trần, không thể giải thích được vì sao ôn thanh tuyền lại xuất hiện bên cạnh mục trần, lại còn ra tay cho hắn. mục trần lúc này cũng chưa hề ngó sang chu nhai, vẫn nhìn lên không trung, mọi ánh mắt phía trên đó lúc này đều đang tập trung lại chỗ hắn. ngay khi họ nhận rõ ràng ôn thanh tuyền, sắc mặt đều biến đổi, tỏ ra đầy kinh sợ. ôn thanh tuyền, sao nàng ta xuất hiện chỗ này, lại còn ra tay đánh chúng ta? mười mấy gã đội trưởng kia kinh ngạc hoảng hốt dĩ nhiên danh tiếng ôn thanh tuyền đầy tính đe dọa lữ thiên sắc mặt cũng khá khó coi nhìn ôn thanh tuyền trầm giọng nói ôn thanh tuyền chúng ta nước sông không phạm nước giếng ngươi làm vậy là có ý gì ôn thanh tuyền quét mắt nhìn lên cao rồi lặng lẽ thu thương đứng qua một bên mục trần ha ha vị kia có phải lữ thiên đội trưởng không tại hạ mục trần của bắc thương linh viện hôm nay đến đây muốn nhờ lữ đội trưởng giúp một chuyện mục trần Lữ Thiên trợn mắt, cái tên Mục Trần đương nhiên hắn có nghe biết, lại cũng biết ân oán to lớn giữa Mục Trần và Cơ Huyền. Lữ Thiên mắt lóe lên, nhưng mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, "Hả? Ta dường như đâu có giao tình gì với ngươi, muốn hỗ trợ e rằng khó có khả năng. Chuyện này đối với Lữ đội trưởng thật ra rất đơn giản." Mục Trần cười, "Hừ, nói thử xem nào." Mục Trần nhìn chằm chằm Lữ Thiên, gương mặt tuấn tú ra vẻ ôn hòa, nhẹ giọng nhưng lớn tiếng ta muốn lữ đội trưởng thông cáo rằng ngươi và câu huyền giải trừ quan hệ đồng minh lữ thiên lập tức biến sắc ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt mục trần miệng cười châm chọc này cái chuyện đùa này chẳng hề hài hước chút nào mục trần nhíu mày lữ đội trưởng không muốn vậy sao mục trần ta biết ngươi và câu huyền có ân oán bất quá ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn một chút nói khó nghe thì ngươi và câu huyền không thể so sánh với nhau được ngươi kém hắn rất xa lữ thiên cười lạnh xem ra đàm phán sụp đổ rồi Mục Trần ngao ngán thở dài bất đắc dĩ. Đàm phán sụp đổ. Ngươi cho rằng tìm Ôn Thanh Tuyển làm chỗ dựa thì có thể nghênh ngang ở đây sao? Lữ Thiên phất tay, lập tức đám đội trưởng thực lực nhất trọng thần phách nan đều gom lại, dương mắt bất hảo nhìn xuống đám người Mục Trần. Bọn họ dù sao cũng đã đồng hội đồng thuyền với Lữ Thiên, dĩ nhiên cũng không muốn thấy Lữ Thiên đơn độc bị đánh bại. Dù rằng Ôn Thanh Tuyển khiến họ rất e sợ, nhưng sau lưng Lữ Thiên lại còn có câu huyền chống lưng, và kẻ kia chính là đội trưởng chi đội hạng một bảng điểm, nếu có thể lên con thuyền cùng kẻ đó thì có lẽ khu vực trung tâm này không có ai dám dòng ngó đến họ đám lâu la vừa nãy còn kịch chiến bên dưới cũng nhanh chóng trở về hình thành thế trận uy hiếp đến nhóm người vừa xuất hiện lữ thiên khoanh tay trước ngực ánh mắt hờ hững nhìn xuống tuy bên phe mục trần có ôn thanh tuyền nhưng đội ngũ trong liên minh bên này của hắn có đến cả trăm mà đội trưởng thực lực nhất trọng thần phách nan lại có mười mấy người đội hình như vậy chắc chắn là áp đảo Mục Trần ân oán của ngươi và Câu Huyền tự nhiên hắn sẽ tìm ngươi, ta không màng đến. Để mặt Ôn Thanh Tuyền, bây giờ ngươi chủ động rời đi, ta sẽ bỏ qua chuyện ngươi đả thương Chu Nhai. Lữ Thiên hờ hững nói, thật là đáng tiếc. Mục Trần thở ra, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo. Hắc lôi trong cơ thể đột nhiên bùng phát, véo. Chỉ nghe tiếng gió, thân ảnh Mục Trần như hóa thành sấm sét, ngay tức khắc xuất hiện trước mặt Lữ Thiên, trưởng tung ra, ầm. Um, lữ thiên sớm đã có phòng bị do vậy công kích bất ngờ của mục trần không khiến hắn bối rối mà chỉ cười khẩy sớm nghe danh mục trần ngươi hôm nay ta cũng muốn thỉnh giáo xem ngươi có bao nhiêu năng lực lữ thiên tung trưởng đối chiến bàn tay sáng lên một bộ quyền sáo bạch cốt đầy xương nhọn hiện ra trong tay là một thứ binh khí uy lực rất mạnh lữ thiên cũng thật nham hiểm thời cơ vừa đến liền gọi ra bộ quyền sáo đối địch khiến cho mục trần có muốn rụt tay lại cũng không kịp nếu cố sức thu chiêu, thì tiếp theo sẽ nhận lấy chọn công kích Lữ Thiên, bị áp đảo hoàn toàn. Nhưng lúc ấy, Lữ Thiên không phát hiện ra khóe môi mục trần cũng nhách lên quỷ dị, rồi một tia sáng lóe lên, hiện ra là khối thạch ấn cổ xưa. Thạch ấn màu xanh tối, hoa văn ẩn hiện hình một con rùa. Huyền Quy Ấn vừa xuất hiện, đột nhiên trọng lực tăng thêm mấy lần, cả không gian cũng như bị kéo chỉ xuống, linh lực cực kỳ nặng nề. Nụ cười trên khóe môi Lữ Thiên sững lại, thay vào đó là vẻ hoảng sợ kinh hoàng. Giao động này, thạch ấn trong tay mục trần là thần khí. Chương 570 ầm, thạch ấn xanh thẫm thoáng hiện, rồi phình to lên khoảng một trượng, trọng lực cực nặng toát ra, khiến cho không gian méo mó biến dạng. Thạch ấn này chính là chuẩn thần khí mà mục trần tranh đoạt được từ mộc thần điện, huyền quy ấn. Qua một thời gian luyện hóa, hiện tại mục trần đã có thể sử dụng. Đùng, thạch ấn chuyển động trong tay, phối hợp với trưởng phong đối chiến bộ quyền sáo đáng sợ của Lữ Thiên. Huỳnh, tiếng nổ vang rền không trung, lực xung kích mạnh mẽ chấn giạt ra xung quanh, vài kẻ đứng gần xui xẻo lãnh chọn lực phản chấn văng ra ngoài hộp máu. Linh lực trùng kích tứ tung, Lữ Thiên run rẩy trượt lui, lảo đảo cố gắng giữ thăng bằng, gương mặt xanh mét. Đám người đang đứng xung quanh Lữ Thiên thì sợ hãi biến sắc, chấn kinh nhìn lại kẻ đang đứng giữa trận địa của họ. Mục Trần chỉ một hiệp giao đấu đã chiếm thượng phong như thế, bọn họ thật không không thể giải thích được. Lữ Thiên nhìn lại bộ quyền sáo bạch cốt của mình, những chiếc xương nhọn như gai đã gãy không ít, màu trắng của nó cũng đã nhạt đi nhiều. Đối chiến vừa diễn ra đã khiến vũ khí bị hao tổn. Khó trách dám gây chuyện với Câu Huyền, thì ra đã chuẩn bị một kiện chuẩn thần khí rồi sao? Lữ Thiên vẫn không quá kinh hoàng, giọng lưỡi còn đầy tính châm biếm. Nhưng chỉ có một món chuẩn thần khí mà nghĩ rằng có thể chiến đấu với Câu Huyền, ta thấy ngươi mơ mộng quá rồi. Mục Trần vẫn bình thản không trả lời, vươn tay ra. Huyền Quy ấn chậm rãi xoay tròn, mỉm cười mỉa mai, ngươi quả là có giác ngộ của chó săn, và mục đích của ta hôm nay chính là chặt trước một cái chân chó của Câu Huyền. Lữ Thiên giận run, ánh mắt nhìn Mục Trần lúc này đầy sát khí, cười lành lạnh lạnh, ngươi đã cảm thấy chán sống thì đừng trách ta. Hôm nay ta sẽ bắt trói ngươi lại, rồi đem đến cho Câu Huyền phát lạc. Lên. Hắn nổi giận gầm to. Cả trăm chi đội trên không trung nghe tiếng quát của hắn, giật mình do dự, nhưng cuối cùng vẫn vận linh lực xông tới. Công kích sắc bén ngập tràn hướng tới Mục Trần, thế công kín như mưa, bao phủ lấy hắn, khí thế cực kỳ đáng sợ, thực lực đám người này đa phần không đến thần phách nan, nhưng số lượng đông đúc, hợp lại một chỗ, uy lực công kích e rằng cao thủ nhất trọng thần phách nan cũng chỉ có thể tránh lui. Vậy mà Mục Trần không lui, vẫn vững vàng giữa không nhìn công kích ập tới. Bên dưới, Lạc Ly, ôn thanh tuyển không có dấu hiệu ra tay, yên lặng nhìn giao chiến nổ ra trên cao. Đột nhiên huyền quy ấn phát ra dao động rất nhỏ, rồi bàn tay hắn giơ lên, thạch ấn bay lên trời, cấp tốc biến to ra mấy trăm trượng. Huyền quy ấn lơ lửng giữa không trung, thể tích như cả một ngọn núi. Phủ bóng xuống sa mạc, mơ hồ nghe thấy tiếng rùa kêu thảm thiết. Huyền quy lực trường, mục trần hô lên, một luồng hào quang xanh thẫm từ không trung đổ xuống, bao phủ phạm vi trăm trượng quanh mục trần. ầm, ầm, vô số công kích gào thét xông đến chui tọt vào trong luồng hào quang, rồi nháy mắt vỡ tung tóe như bom xịt, nhẹ nhàng biến mất. Diễn biến bất ngờ mà quỷ dị khiến nhiều kẻ biến sắc sợ hãi. Uy lực chuẩn thần khí này, mục trần nhìn thấy hiệu quả, ánh mắt cũng rất kinh ngạc lần đầu tiên từ khi cướp được huyền quy ấn hán chân chính đem ra dùng, uy lực khá đáng sợ. Cái phạm vi này gần như là một vùng trọng lực, bất kể thứ gì tiến vào trong nó đều bị trọng lực nặng nề đè nát thành cám, kể cả linh lực. Quả là một bảo bối công phòng nhất thể, chẳng còn sợ gì đến việc bị kẻ địch áp đảo nhân số. Chuyển. Mục Trần thay đổi ấn pháp, Huyền Quy ấn liền xoay tròn, vòng tròn phạm vi xanh thẫm khổng lồ kia liền ập tới bao phủ đội ngũ đối phương. Dầm quang quyển bao phủ, nhiều kẻ chậm chạp không kịp tránh né, cơ thể khựng lại, ánh mắt sợ hãi, gương mặt đỏ lên, hô hấp khó khăn. Cơ thể họ như bị một ngọn núi đè xuống, khiến linh lực trong cơ thể cũng khó lòng vận chuyển. Hự hự, liên tiếp có kẻ hộc máu, như chim gãy cánh từ trời cao bắn thẳng xuống cát vàng của hoang mạc mênh mông bên dưới. Quang quyển lướt qua, một đám người rơi dụng, không gian đông đúc bỗng nhiên có một khoảng trống. Ngay cả Lữ Thiên cũng biến sắc khó coi, vẻ kinh hãi hiện lên trên mặt không ngờ thạch ấn trong tay Mục Trần lại cổ quái lợi hại đến thế. Mục Trần liếc nhìn hắn, ấn pháp lại đổi, Huyền Quy ấn chuyển động, quang quyển phủ lên Lữ Thiên. Bùm! Lữ Thiên biến sắc, linh lực bùng nổ, thân hình như tia chớp bắn ra, trốn khỏi phạm vi bao phủ của quang quyển. Tốc độ có khiếm khuyết. Mục Trần tặc lưỡi tiếc rẻ. Huyền Quy lực trưởng công phòng tuyệt hảo, nhưng tốc độ tấn công khá chậm, đối phương chỉ cần có thân pháp tốt một chút thì cũng dễ dàng tránh đi. Mục Trần cười, lật tay, quang quyển lại tiếp tục truy đuổi lữ thiên lữ thiên sợ hãi chỉ có thể tránh lui mục trần cứ như dùng lữ thiên để thử nghiệm uy lực huyền quy ấn đùa giỡn lữ thiên không trung bỗng dưng xảy ra một màn kịch mèo đuổi chuột hắn cứ thúc giục huyền quy ấn quang quyển xoay qua xoay lại dí sát lữ thiên còn tên kia thì hoàng hồn không ngừng né tránh lúc nãy đám đồng bọn lĩnh chọn đau khổ mấy tên còn lại trong đám liên kết với lữ thiên chẳng còn dám ra tay Bọn họ bây giờ mới hiểu tại sao Mục Trần đủ can đảm tìm tới Lữ Thiên, thật ra tên kia đã nắm chắc phần thắng. Cứ xem bên dưới Ôn Thanh Tuyền còn đang khoanh tay đứng nhìn, nếu họ dốc hết sức thì cho dù bên này đông người cũng khó lòng khiến đối phương phải bận tâm. "Mục Trần, bản lĩnh của ngươi chỉ biết dựa vào thần khí ép người hay sao? Bị đuổi chạy đi chạy lại chật vật khốn đốn, Lữ Thiên sắc mặt xanh mét khó coi gào lên: "Nếu có bản lĩnh thì dùng thực lực bản thân đánh bại ta xem." Mục Trần nắm tay lại, Huyền Quy ấn dừng lại, rồi nhanh chóng thu nhỏ hóa thành hào quang chui vào lòng bàn tay. Hắn mỉm cười nhìn Lữ Thiên vừa dừng lại thở hổn hển, "Tuy biết ngươi dùng kế khích tướng còn con, bất quá ta nói, dù cho ngươi dùng cách nào thì kết quả cuối cùng cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Vậy ngươi cứ thử xem." Bạch cốt pháp, bạch cốt thể. Lữ Thiên cười gằn, rồi hào quang xám trắng bộc phát ngưng tụ quanh thân hắn, tạo thành một tầng bạch cốt giáp khá mỏng. Bạch cốt giáp bọc lấy thân thể, bề ngoài bóng loáng, dao động toát ra mạnh mẽ. Lữ Thiên dường như vừa sử dụng một thần quyết luyện thể, bạch cốt thể này chính là thứ mà lữ thiên lấy được từ cốt tông uy lực phi phàm phòng ngự hay công kích đều rất mạnh mẽ thực lục lữ thiên lúc này đã là nhất trọng thần phách nan đỉnh phong chưa vượt qua nhị trọng thần phách nan nhưng có bạch cốt thể này hắn tự tin chiến đấu với cao thủ nhị trọng thần phách nan mà bất bại đây là bạch cốt thể của cốt tông ư mục trần nghiêng đầu tấm tắt ánh mắt chăm chú quan sát khẽ mỉm cười hắc lôi từ trong người trào ra tiếng sấm rền vang thiên địa lôi điện kéo ra vẽ thành mấy đường lôi văn trên ngực Lúc này, Mục Trần rất muốn thử xem, bạch cốt thể của cốt tông kia độc đáo, hay là lôi thần thể của hắn mạnh hơn. Chương 571 ầm ầm. Tiếng sấm rền vang hoang mạc cát vàng, không trung xanh thẳm dường như cũng trở nên hôn ám hơn. Mục Trần đứng giữa không trung, hắc lôi lóe lên chui ra khỏi cơ thể, lượn lờ nhá qua nhá lại xung quanh, khiến không gian trở nên biến dạng. Lôi thần thể của hắn đã đạt tới lục văn lôi thể, nghe nói khi đạt đến cửu văn, chính là lúc sức mạnh cơ thể sánh ngang với cường giả trí tôn đến trình độ đó, e rằng Mục Trần tiện tay có thể trấn vỡ không gian, lật tay diệt núi, cực kỳ cường hãn. Lữ Thiên nheo mắt nhìn lại, thấy được lôi điện lóe ra từ cơ thể Mục Trần, cảm giác nguy hiểm khiến hắn run run. Dĩ nhiên hắn dễ dàng nhận ra cơ thể Mục Trần lúc này rất mạnh mẽ. Ta không tin, thân thể ngươi có thể mạnh hơn bạch cốt thể của ta, lữ thiên tối sầm mặt đến lúc này rồi dĩ nhiên sẽ không còn lời ngạo mạn coi thường mục trần nhưng hắn cũng có tự tin rất lớn vì bạch cốt thể hắn tu luyện đã từng giao đấu với cơ huyền mặc dù kết quả bại trận nhưng độ cứng của bạch cốt thể cũng khiến cho cả cơ huyền cũng phải kinh ngạc chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cho lữ thiên kiêu ngạo đối mặt mục trần hắn cũng chẳng có gì e ngại hào quang màu trắng sữa tỏa ra khỏi cơ thể lữ thiên bộ xương trắng hiếu khiến người ta sởn gai óc như mọc ra từ cơ thể lữ thiên hình thành cốt giáp kín kẽ bao trùm cơ thể hắn Lữ Thiên Thình lình dậm chân giữa không, không gian dưới chân dao động, còn thân ảnh của hắn biến mất lập tức. Nhanh thật. Lâm Châu, Từ Hoang và đám người còn lại chỉ kịp nhìn thấy cái bóng mờ, sắc mặt kinh hãi. Tốc độ này bọn họ căn bản không bắt kịp, chỉ mơ hồ cảm nhận được một chút dao động linh lực. Không thể nhìn thấy Lữ Thiên, họ liền tập trung tầm mắt sang Mục Trần. Bất kể tốc độ tên kia có đề thăng lên bao nhiêu, thì mục tiêu công kích chắc chắn vẫn là Mục Trần. Vù, Đoán không sai, sau lưng Mục Trần không khí hơi dao động, rồi một luồng hào quang trắng sữa hiện ra, nắm đấm bọc trong cốt giáp mang theo kình lực đáng sợ hướng thẳng công kích sau lưng Mục Trần. Ầm. Bạch cốt quyền trực tiếp xuyên thủng qua thân thể Mục Trần, nhưng lại không có máu. Tàn ảnh. Lữ Thiên biến sắc, thình lình chân phải móc ra sau, cước lực như chiến phủ chảm ngang. Uỳnh. Cước kình cốt giáp đánh tới, va và chạm vào một nắm tay đầy lôi điện. Đùng. Tiếng va chạm vang rền, một luồng xung kích lực bộc phát xé rách không gian cả hai khẽ run lên hơi lui lại rồi tiếp tục xông tới lôi điện bạch quang lóe lên liên hồi căn bản không nhìn thấy được thân ảnh hai kẻ đang chiến đấu chỉ có thể nhìn ra được điểm va chạm của họ kình phong thét gào xung kích bùng nổ khiến cho sa mạc lại nổi lên bão cát lữ thiên quả nhiên có năng lực lại có thể đối chiến cơ thể với mục trần đến như thế từ hoang kinh hãi lẩm bẩm bọn họ đi theo mục trần lâu nay rõ ràng cơ thể tên kia mạnh mẽ cứng rắn thế nào vậy mà lữ thiên cũng có thể giao đấu ngang tay cho thấy sức mạnh cơ thể của đối phương cũng chẳng kém cốt tông trên đại lục di tích viễn cổ cũng là một thế lực cường đại truyền thừa của họ dĩ nhiên sẽ không yếu ôn thanh tuyển nói nghe đồn lữ thiên từng giao chiến với cơ huyền dựa vào bạch cốt thể khiến cho tên kia gặp không ít phiền toái cũng nhờ vào cái này mà cơ huyền xem trọng thực lực của hắn đồng ý kết minh lạc ly cũng lên tiếng bàn luận hơn nữa lữ thiên cũng có trình độ linh lực mạnh mẽ hơn mục trần lại thêm thể lực dù cho chưa đạt tới nhị trọng thần phách nan đối chiến vẫn có sức chống trả bất phân thắng bại mạnh vậy sao từ hoang kinh ngạc đại tái linh viện hiện tại các đội ngũ đã tăng cường thực lực rất nhiều nhưng trình độ nhị trọng thần phách nan cũng chưa có bao nhiêu người những kẻ có trình độ đó có lẽ đủ tư cách tiến vào vòng quyết chiến vậy mà lữ thiên lại có thể chống cự được xem ra tên này thực sự rất mạnh Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly hơi liếc nhìn nhau, rồi dương mắt quan sát chiến đấu kịch liệt trên không. Mục Trần giao đấu với Lữ Thiên, cũng có thể xem là một cách để đánh giá thực lực của hắn với cơ huyền. Lữ Thiên từng bại dưới tay cơ huyền, còn bị thu phục. Mục Trần không có hứng thú thu phục Lữ Thiên, nhưng lại rất muốn đập nát cái sự kính trọng của Lữ Thiên dành cho cơ huyền. ầm, um, Một tiếng nổ vang vọng, lực trùng kích bùng lên, đám người đứng trên không bị ảnh hưởng phải tránh lui thêm một đoạn nữa mọi ánh mắt lúc này đổ dồn vào hai thân ảnh vừa hiện ra trên không trung bạch cốt giáp trên cơ thể lữ thiên lúc này nám đen xem ra đã bị hắc thần lôi của mục trần tạo thành tổn hại mục trần thì có vẻ tốt hơn hắc lôi quấn lấy cơ thể khiến hắn đen nhẻ mà rắn chắc như kim thiết trên da cũng có vài vết ngấn trăng trắng nhưng với hắn chẳng có ảnh hưởng gì cả giao tranh kịch liệt như vậy nhưng chẳng hề khiến cả hai có vết thương nào rõ ràng mọi người hít hà run sợ thân thể hai vị này rắn chắc thật khá cứng đấy Mục Trần tấm tắc, hắc lôi lượn trên da, ánh mắt lóe lên như có sấm sét. Từ khi tham gia đại tái đến nay, có lẽ Lữ Thiên này là đối thủ có sức mạnh cơ thể tốt nhất mà hắn từng chạm trán. "Ngươi nghĩ rằng mình đã chiếm thượng phong sao?" Lữ Thiên đắc ý cười khẩy, hào quang trắng sữa lưu chuyển, những vết nám đen trên cốt giáp nhanh chóng tan biến, cốt giáp lại trở nên óng ánh như bạc, tràn ngập sức mạnh. "Bất quá ngươi cũng có thể rèn luyện thân thể đến trình độ này, xem ra vượt ngoài dự đoán của ta." nhưng nói không phải đà kích ngươi và câu huyền tranh lệch không nhỏ lữ thiên mỉa mai tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ khác nếu không phải trong di tích cốt tông còn để lại một cốt trì e rằng hắn chẳng biết đến ngày tháng năm nào mới có thể tu luyện được bạch cốt thể đạt trình độ này vốn còn nghĩ rằng đối thủ có thể phân cao thấp về mặt thân thể trong đại tái không có mấy ai nào đoán được kẻ tên mục trần kia không hề kém hắn chút nào đối thủ mà câu huyền coi trọng đúng là có năng lực mục trần chỉ cười khẩy Giọng nói rền vang như sấm, "Vận bạch cốt thể của ngươi lên cực hạn đi, nếu không thì vẻ mặt kiêu ngạo của ngươi chẳng giữ được bao lâu đâu." Lữ Thiên trừng mắt lạnh lùng, trong lòng cảm thấy nổi giận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm đầy mưu mô của Mục Trần, chẳng biết sao trong lòng lại hơi run. Sợ hãi bất chợt khiến Lữ Thiên trầm tư, rồi hắn múa tay kết ấn, bạch cốt bọc lấy cơ thể trở nên trong suốt như ngọc thạch, sức mạnh cơ thể lại lần nữa được đề thăng. Khẩu khí thật không nhỏ, bạch cốt thể của ta đã tu luyện đến hóa cốt thành ngọc ngày trước giao chiến với Câu Huyền, tuy rằng kết quả bại trận, nhưng hắn cũng không phá được bạch cốt thể của ta, ngươi là cái thá gì chứ? Sức mạnh để thăng, Lữ Thiên áp chế sợ hãi trong lòng, lời nói lại trở nên cuồng ngạo. Ánh mắt Mục Trần dường như có ý gì đó, tay siết lại, lôi điện như nộ long gầm lên, sức mạnh từ trong cơ thể dâng trào. Ầm ầm ầm. Sấm rền càng lúc càng dữ dội, khiến cho cả bão cát đang tàn phá hoang mạc cũng bị áp chế đến suy yếu. Không trung bắt đầu trở nên u ám, lữ thiên hơi trợn mắt trước động thái của mục trần thình lình ánh mắt lóe lên cơ thể óng ánh như bạch ngọc phát ra hào quang trói lọi vù thân hình như hào quang ngọc ngà xuyên qua không trung hướng tới mục trần hắn đã phát hiện ra nguy cơ không muốn để cho mục trần vận dụng tối đa sức mạnh bạch cốt thể ngọc cốt thần quyền tiếng hét vang lên nháy mắt xuất hiện trước mặt mục trần nắm đấm bạch ngọc sấn tới ánh mắt mọi người tập trung vào đầu quyền của lữ thiên tấn công mục trần rồi người ta thấy quanh thân mục trần hắc lôi bắn ra liên miên hắn nhanh chóng lui lại bộ dáng như bị đối phương áp đảo không ổn nhưng rồi có người phát hiện ra có điều quái lạ vì họ nhìn thấy cánh tay của mục trần có lôi văn tràn ngập chỉ nháy mắt lôi văn hoàn toàn chiếm lĩnh nửa thân thể của hắn vẻ ngoài mục trần lúc này cực kỳ dữ tợn ánh mắt mục trần như có sét lóe lên như lôi long vừa thức tỉnh ẩm cánh tay tràn ngập hắc lôi văn tung quyền thong thả nhưng lại chắc chắn không thể tránh né đùng lôi quyền với cốt quyền giọng nói hờ hững của Mục Trần từ giữa môi mấp máy thoát ra, vừa đủ lọt vào tai Lữ Thiên, khiến hắn lạnh người. Cơ Huyền không phá được Bạch cốt thể, vậy thì để ta phá nó là được. Chương 572 đùng. Lôi điện rực rỡ cùng với tiếng sấm rền vang, thanh thế hãi người bộc phát một khoảng không rộng lớn. Bầu trời u ám, vạn lôi dâng tràn, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Trong hoang mạc, nhiều người kinh hãi lui sau, tay bịt lỗ tai đang ì đùng chứa đầy những tiếng nổ khiến đầu óc lùng bùng vài kẻ chịu không nổi âm thanh kinh thiên đó, máu rỉ ra từ trong tay, đã bị lôi âm chấn bị thương. Vị trí mặt đất khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất của lôi điện, đồi cát sụp xuống, một cái hố sâu hình thành trên mặt đất, cát vàng thi nhau chảy xuống như thác. Tránh xa được vùng ảnh hưởng của lôi âm, mọi người mới có thể ngẩng lên nhìn chiến cuộc. Không trung biến dạng như hình thành một vùng chân không, không khí trong phạm vi trăm trượng hoàn toàn biến mất. Hai người trong đó vẫn đang duy trì tư thái đối quyền dũng mãnh, thân hình đứng yên như hai pho tượng sức mạnh đáng sợ bộc phát từ cơ thể hai người hoàn toàn biến mất, lặng lẽ đến đáng sợ. Cuối cùng ai là kẻ chiếm thượng phong? Bất ngờ thân thể Mục Trần run lên, đôi mắt ẩn chứa lôi điện lúc này biến mất. Hắn bình tĩnh nhìn Lữ Thiên trước mặt, chợt hai ngón tay vươn ra thành chỉ, nhẹ nhàng gõ vào cốt giáp bao bọc cơ thể Lữ Thiên. Rắc một chỉ nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta lông tóc dựng đứng, tiếng nứt vỡ vang lên cùng vết nứt lan tràn khắp cốt giáp. Rắc rắc, liên tục vang lên những tiếng vỡ, rồi cốt giáp trên người Lữ Thiên rơi ra những mảnh vỡ li ti. Mục Trần chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay xuất hiện một vết máu nhàn nhạt, nhạt, rồi hắn nhẹ nhàng lao đi. Bang! Cốt giáp cứng cáp của Lữ Thiên đột nhiên vỡ nát, Ngọc Cốt rơi là tả, thân hình đang đứng khựng giữa không như bị sét đánh bất thình lình, bắn ngược ra. Bùm, bùm. Cơ thể hắn bất ngờ nổ tung, máu me bê bết, mồm phun máu, linh lực quanh thân trở nên yếu ớt đi rất nhiều. Lữ Thiên không còn chút lực khống chế như diều đứt dây từ không trung rơi thẳng xuống cát, thân hình ngập trong đồi cát, máu tươi nhuốm đỏ cắt vàng, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Tất cả mọi người đều sững sờ, bất kể là các chi đội theo phe Lữ Thiên hay đám liên minh của Lâm Châu, chẳng ai nói được tiếng nào. Áp lực của Lữ Thiên mạnh mẽ ra sao họ từng nếm trải, thế nhưng cao thủ siêu cấp như vậy hiện tại đang vùi thân trong cát vàng, sống chết chưa rõ, hình tượng hoàn toàn sụp đổ, họ chấn kinh đến ngẩn người. Thắng! Từ hoang chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng, lo lắng trong lòng nhẹ nhàng giải tỏa lạc ly và thanh tuyền khẽ cười vẻ mặt cho thấy việc mục trần đánh bại lữ thiên cũng không mấy ngạc nhiên trên bầu trời lôi văn trên cơ thể mục trần đã biến mất hắn hạ xuống cạnh vị trí lữ thiên vùi thân trong cát lữ thiên lúc này hơi thở yếu ớt máu me bê bết đối chiến cuối cùng đã khiến hắn trọng thương hắn hoảng sợ nhìn mục trần dáng vẻ không thể tin được bạch cốt thể lại bị mục trần dùng sức mạnh cơ thể đánh tan nát chuyện này trước kia câu huyền cũng không làm được xem ra bạch cốt thể cũng không cứng như ngươi tưởng Mục Trần thản nhiên đánh giá. Lữ Thiên cố gắng nhếch miệng cười khẩy, "Mục Trần, ngươi lợi hại lắm. Lần này xem như ta nhìn lầm, nhưng đánh bại ta thì sao, hiện tại cơ huyền mạnh đến mức ngươi tưởng tượng cũng không ra, làm đối thủ với hắn sẽ là chuyện bi ai nhất của ngươi. Số phận ngươi sau đó cũng sẽ chẳng khác gì con chó chết." Mục Trần cười, hắn ngồi xổm xuống, thản nhiên trả lời, "Ta cũng thấy việc đánh bại ngươi chả là cái gì." Còn việc ta và Cơ Huyền quyết đấu, chẳng phải lúc sau ngươi cũng sẽ thấy ư? Mục Trần trả lời rất bình tĩnh, nhưng Lữ Thiên nhìn hắn lại không dám buông lời châm chọc, chẳng hiểu sao khi nhìn vào mắt hắn, như ánh mắt của dã thú săn mồi, khiến trái tim người ta không đập nổi. Mục Trần lục soát trong người Lữ Thiên, lôi ra mảnh viện bài của hắn. Điểm số trên đó có đến hơn 20.000. "Ngươi?" Lữ Thiên biến sắc đau khổ rên rỉ. "Chiến lợi phẩm thôi mà." Mục Trần mỉm cười, lấy ra viện bài của mình, hắn lập tức cướp đi phân nửa số điểm của Lữ Thiên. Lúc này con số của hắn đã có được khoảng 13.000 điểm số điểm trước nay chưa từng có, thế nhưng mà điểm cao đến vậy vẫn chưa lọt được vào top 16. Mục Trần ném trả viện bài cho Lữ Thiên, khiến tên kia chỉ biết nghiến răng oán hận, chẳng làm gì được. Vèo lạc ly, ôn thanh tuyền, từ hoang nhanh chóng lướt đến. Ôn thanh tuyền hất mặt lên không, liếc nhìn đám người lúc trước công kích Mục Trần, mấy tên đó xử lý thế nào. Mục Trần ngắm nghĩa viện bài, rồi cất giọng sắc lẹm, nếu đã ra tay, thì dĩ nhiên phải biết trả giá. Bọn họ theo Lữ Thiên cướp đoạt cũng không ít, vậy kết quả thì gieo gió gặt bão thôi từ hoang cả kinh, đội ngũ trên đó cũng ít nhất cả trăm, nếu bọn họ liên thủ thì khá phiền phức. Giữa không trung, những chi đội công kích Mục Trần cũng nhận ra ánh mắt bất hảo của hắn, trong lòng run rẩy. Họ lặng lẽ tiến sát lại gần nhau, dù sao thì nhiều chi đội tập hợp lại, Mục Trần lợi hại cỡ nào cũng không dám gây thù chuốc oán với quá nhiều người chứ. Mục Trần cũng nhận ra ý định qua hành động của họ, khóe môi nhếch lên cười mỉa mai, chỉ đưa mắt nhìn qua đám người Lâm Châu. Lâm Châu thấy Mục Trần nhìn mình, hơi ngẩn người khó hiểu, nhưng rồi cũng biết ý, ánh mắt lóe sáng, lành lạnh gật đầu. Các vị, đám khốn nạn kia lúc nãy tưởng rằng vui vẻ đánh cướp chúng ta, vậy bây giờ chúng ta sẽ dễ dàng buông tha bọn chúng hay sao? Lâm Châu lập tức lớn tiếng nói với mười mấy chi đội bị bao vây khi nãy. Nghe hắn nói, đám người này khá xôn xao, ánh mắt đầy hận ý, nhưng dù gì nhân số chẳng bao nhiêu, nhất thời do dự không biết phải làm gì. Các vị, oan có đầu nợ có chủ, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, nếu có người không phục, ta sẽ giúp các ngươi một tay. Mục Trần mỉm cười, "Mục Trần, ngươi thật ác độc." Ai đó trên không gầm lên. Ngay lập tức, mười mấy chi đội đang đứng trên đồi cát bên dưới bùng phát hào quang linh lực, liên tiếp bay lên trời, hình thành thế trận vây công cả trăm đội ngũ trên trời. "Các ngươi dám?" Đám người trên cao cũng chẳng vừa, gầm lên đe dọa. Không ngờ đám thiểu số vừa bị bao vây kia lúc này lại cả gan vây ngược bọn họ. Hừm đáp lời họ là một tiếng hậm hực cùng với kim quang sáng lóa, ôn thanh tuyển nắm chắc kim chiến thương đứng trên không, ánh mắt lạnh băng quét nhìn con mồi, khiến cả đám run rẩy ngậm miệng. Thành thật mà nộp điểm ra cho ta, ngoan cố cứng đầu, thì giai đoạn tiếp theo các ngươi đừng hỏng tham gia nữa. Giọng nói lảnh lót mà đầy uy hiếp của ôn thanh tuyển vang lên, khiến cho mấy kẻ bị bao vây càng thêm sợ hãi. Động thủ, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lâm Châu liền hét lớn, dẫn đầu sông tới cướp lại điểm của chúng ta. Đám người còn lại lập tức hưởng ứng, nhất tề xông lên. Không gian trên cao nhất thời hỗn loạn. Bọn người kia vốn chiến ưu thế nhân số, nhưng lúc này sĩ khí tan nát, lại còn sợ hãi và canh chừng bục trần với ôn thanh tuyền rình rập, nhất thời tan rã, nhanh chóng thảm bại. Có một số kẻ quyết đoán rút lui, định bỏ lại đồng bọn trốn đi nhưng đều bị lạc ly ra tay tóm gọn. Chỉ một chốc lát, cả trăm chi đội nhanh chóng đại bại, bóng người nối nhau rơi xuống cát, thê thảm chật vật, không thể không nộp ra viện bài. Lâm Châu ra mặt, gom hết tất cả viện bài rồi đem đến chỗ Mục Trần, thả xuống đất, cười nói, tuy biết tính cách Mục Trần huynh, nhưng quy tắc là quy tắc, số điểm này các ngươi phải có phần lớn. Mục Trần nhìn cả trăm viện bài trước mặt không khỏi sửng sốt. Chương 573 cả trăm khối viện bài đặt trước mặt, đến cả Mục Trần cũng phải sững sờ. Nếu có thể tịch thu hết chừng này điểm, nói không chừng top 8 hắn cũng qua mặt. Bên cạnh, Từ Hoang cũng cảm thấy nao nao, bị số lượng viện bài khiến cho ngẩn ngơ, Lạc Ly không nói gì, ôn thanh tuyển tay ôm trước ngực, chăm chú nhìn Mục Trần. Phía sau Lâm Châu, mười mấy chi đội cũng đang nhìn Mục Trần, ánh mắt phức tạp, nhưng không lên tiếng. Họ biết, đừng nói là cướp điểm của bọn kia, nếu hôm nay Mục Trần không xuất hiện, thì số phận xui xẻo của họ chỉ có thể là bị cướp sạch cả điểm. Do đó chiến lợi phẩm này Mục Trần vốn phải được phần nhiều, nếu có hảo tâm chia lại cho họ một chút cũng đã là nghĩa khí lắm rồi. Mục Trần tròn mắt nhìn đống viện bài, hơi trầm ngâm, rồi nhoẻn miệng cười, cái vẻ cười nham hiểm của Lữ Thiên hoàn toàn khác với nụ cười thân thiện của hắn. Chỉ một nụ cười đơn giản nhưng lại khiến người ta nhẹ lòng, đám người Lâm Châu đang căng thẳng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. "Lâm đội trưởng, ngươi thật biết làm khó ta." Mục Trần cười nói. Lâm Châu ngẩn ra, gãi đầu, thật ra cũng đâu có gì khó, việc này trong đại tái linh viện rất bình thường, có ai dám nói cái gì. Số điểm này, ta lấy một phần, chi đội Ôn Thanh Tuyền lấy một phần còn lại 8 phần các ngươi chia nhau đi, dù sao cũng là chiến lợi phẩm do các ngươi bỏ công sức giành được. Mục Trần trả lời. Lâm Châu sửng sốt, kinh ngạc khó tin. Trước tới nay hợp tác với các chi đội mạnh hơn, hầu như bọn kia đều lợi dụng các đội yếu để mở đường đánh trận đầu, còn đến lúc chia bảo vật thì hầu như lấy phần nhiều, còn thừa lại mới đến các đội yếu chia nhau. So với cái kiểu lấy tượng trưng như mục trần này, thì thật khác nhau một trời một vực. Đừng có nhìn ta như vậy, ta cũng không cao thượng đến mức không cần điểm, nhưng mà so với việc bóc lột công sức của các đội yếu thì ta thích cướp đoạt của bọn kia hơn mục trần chỉ vào lữ thiên còn đang chôn mình trong đống cát mỉm cười lâm châu liếc nhìn đồng bọn ánh mắt lóe lên vẻ cảm kích đội ngũ của hắn không mạnh không yếu nhưng đối với các đội mạnh thì cũng chỉ như cái kho điểm thân phận cũng khá thấp kém đối với những kẻ cho bọn họ lựa chọn như mục trần thì quả thật là lần đầu tiên gặp phải không chỉ cho họ chọn lựa mà còn bày tỏ sự tôn trọng mục đội trưởng đa tạ phía sau lâm châu một gã đội trưởng khác tiến lên ôm quyền đối với mục trần trầm giọng lên tiếng lập tức những kẻ khác nối nhau cảm tạ mục trần vẻ mặt kính nể và cảm kích vô cùng mấy ngày nay tâm tình bọn họ cực kỳ không tốt không chỉ bị đám người nhân số áp đảo thực lực vượt trội lần lượt cướp đoạt điểm số mà còn dẫm đạp niềm kiêu hãnh của họ mục trần hơi ngạc nhiên chỉ cười cười quay sang ôn thanh tuyền ngươi lấy hết hai phần điểm kia đi ta đã nói sẽ đưa ngươi trở về hạng một Ôn Thanh Tuyền liếc mắt nhìn hắn, nhếch môi nhỏ giọng, thật là nhìn không ra, không ngờ mục đội trưởng rất biết mua chuộc lòng người. Mục Trần chẳng biết nàng ta nói thật hay đang châm chọc, nhíu mày, đừng có tưởng tượng lung tung, ta chỉ đơn thuần không thích như vậy mà thôi. Được rồi, ta nói sai rồi. Ôn Thanh Tuyển mỉm cười, giọng nói bỗng nhiên trở nên hiền dịu dễ nghe, ánh mắt sâu lắng nhìn Mục Trần, lúc nãy mà ngươi há mồm nuốt hết điểm thì ta mới thất vọng. Không nói tới đúng sai, ta biết chỗ này nói chuyện bằng thực lực, ngươi muốn làm gì ai có thể chỉ trích được nhưng nếu cái cám dỗ như thế mà không chống cự được, thì ta cũng không nghĩ ngươi có thể đi xa trên con đường của mình. Nàng liếc sang Lạc Ly, ý vị thâm sâu, nếu đã không đi được xa, thì đừng có mong dẫn theo cô gái hồng nhan họa thủy này. Đạo lý đúng là vậy, ta chỉ không quen ngươi khen ta mà thôi. Mục Trần thực ra nghĩ đơn giản, hắn coi thường cái việc ỷ thế hiếp người, gom góp cướp điểm số của những chi đội yếu ớt bởi vì theo hắn đó không phải là tôn chỉ của đại tái linh viện những chi đội chỉ biết bóc lột những kẻ yếu hơn để tăng điểm số cuối cùng cũng khó đứng vững ra mặt quả là dày thật ôn thanh tuyền bỉa lại một câu vẻ dịu dàng khi nãy hoàn toàn biến mất trở lại vẻ phượng hoàng kiêu ngạo ôn thanh tuyền chẳng chút khách khí lấy ra khoảng hai phần viện bài nhanh chóng tịch thu điểm số lại tăng thêm 20.000 điểm tiến sát hơn tới vị trí cơ huyền sau đó ôn thanh tuyền trả lại đống viện bài để cho lâm châu lính quýnh chia nhau ánh mắt mấy gã đội trưởng nhìn Mục Trần hoàn toàn chỉ có cảm kích. Mục Trần huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ân tình này bọn ta nhớ kỹ. Lâm Châu nói xong, rồi xoay người kéo đồng đội đi mất. Đám người kia sau khi đa tạ cũng bái biệt, bắt đầu rời khỏi vùng này. Mục Trần chỉ mỉm cười nhìn theo. Còn bọn này thì sao? Xem dáng vẻ hắn rất có hảo cảm với người đó. Ôn Thanh Tuyền chỉ về phía Lữ Thiên, gã kia đang nghiến răng ken két, ánh mắt cũng không hề rời khỏi Mục Trần, hận ý ngập trời. Mục Trần hơi nheo mắt, những người như lữ thiên thực lực quả thật khá uy hiếp nếu dễ dàng thả đi đến khi hắn ngóc đầu lên lại thì chẳng biết sẽ phiền toái đến mức nào mục trần điểm ngươi cũng đã cướp còn muốn gì nữa chẳng lẽ muốn giết ta sao lữ thiên cười gằn tuy rơi vào tay mục trần nhưng hắn cũng chẳng sợ đối phương sẽ làm gì khác cũng không tới mức đó mục trần thở dài môi khẽ cười ánh mắt thâm sâu hắc ám đột nhiên hiện ra trong lòng bàn tay theo đó là cỗ năng lượng kỳ dị chính là năng lượng đến từ bất hủ đồ lục bên trong cơ thể hắn phong ấn lực mục trần nhẹ nhàng vỗ một trưởng lên ngực lữ thiên tia phong ấn lực nhanh chóng chui vào người hắn ta rồi lữ thiên hoảng hốt khi nhận thấy linh lực trong người hoàn toàn không hồi phục lại được dao động cũng suy yếu đi rất nhiều thực lực cấp tốc bị giáng xuống khoảng chừng thân thể nan ngươi ngươi đã làm gì ta lữ thiên sợ hãi ra mặt chẳng biết thứ gì đã áp chế linh lực trong người rất khó nghe theo sự điều khiển của hắn tâm thần lặng lặng dò xét, hắn phát hiện ra trong kinh mạch có một tia hắc ám lan ra, ngăn cách liên hệ giữa hắn và linh lực của mình. Tạm thời phong ấn linh lực của ngươi mà thôi. Mục Trần cười nhạt, với trạng thái hiện tại của Lữ Thiên, muốn cởi bỏ phong ấn này, ít nhất phải cần đến một tháng là ít, mà lúc đó e rằng đại tái linh viện đã kết thúc từ sớm. Lữ Thiên mặt mày như đám cho, ánh mắt vẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống Mục Trần nhưng xong xuôi, Mục Trần chẳng hề quan tâm đến hắn nữa, xoay lại nói chuyện với Lạc Ly, ôn thanh tuyền đi nào, mục tiêu kế tiếp. Dứt lời, tốc độ đẩy cao, hắn dẫn đầu bắn đi. Sau đó mọi người lục tục nối gót, để lại đám người Lữ Thiên đang tức tối la lối gào thét. Chi đội Lữ Thiên đột ngột biến mất khỏi tóc 16 khiến cho khu vực trung tâm bất ngờ và bàn tán xôn xao. Dù sao thời gian này hắn cũng rất nổi bật, cao thủ có số ma tiếng tăm. Không ngờ hắn lại bất ngờ bại trận như vậy, khiến người ta cũng cảm thấy hơi khó tin trên một đỉnh núi thanh nhã. Câu Huyền nhìn viện bài, chân mày hơi nhíu lại. Lữ Thiên đã bị đánh bại, có thể có kẻ đang muốn đối phó với chúng ta. Mộ Phong lên tiếng. Vùng đất này bây giờ long xà hỗn tạp, Lữ Thiên lại rất tùy tiện, thất bại là khó tránh khỏi. Câu Huyền cũng không quan tâm nhiều lắm, thứ hạng cỡ như Lữ Thiên hiện tại có bị thay đổi cũng bình thường. Mộ Phong gật gù, không nói nữa. Đối với sự việc này, hai người cũng thấy không đáng quan tâm nhiều lắm, cũng không đặt nặng trong lòng thế nhưng đến ngày thứ hai, thì họ không còn bình tĩnh được nữa. Với kẻ tâm cơ thâm trầm như cơ huyền cũng hơi đổi sắc, vì một tin tức oanh động khác lại truyền ra khắp khu vực trung tâm. Chi đội vạn thú linh viện do vương tướng thống lãnh, người đã giành được truyền thừa của ma ngạc điện cũng bị đánh bại, và kẻ đánh bại họ đã xưng tên, Mục Trần. Mộ Phong nhìn sắc mặt âm trầm của cơ huyền, hắn cũng nhận thấy rõ mục đích nhắm tới của Mục Trần. Tên kia đã bắt đầu khiêu chiến, Chương 574 thời gian đến lúc này, đại tái linh viện đã đến hồi tranh bá cuối cùng, những chi đội mạnh mẽ thi nhau xuất hiện, không ngừng đánh bại thay thế lẫn nhau trên top 16 bảng điểm. Ngoại trừ một số chi đội hàng đầu với thực lực vô cùng vượt trội, đa phần đều phải cẩn mật cảnh giác, chẳng biết khi nào sẽ bị một đội khác với thực lực mạnh mẽ hơn đánh bại, đoạt lấy danh vọng và điểm số của họ. Lữ thiên hạng 10 và vương tướng hạng 8 bị đánh bại, khiến cho không khí đại tái sôi động không ít, bởi vì kẻ đánh bại họ chỉ là một, chính là chi đội Bắc Thương Linh viện do Mục Trần dẫn đầu. Mà thông tin càng thêm chấn động khi người ta biết được, Lữ Thiên và Vương Tướng đều là đồng minh của Câu Huyền. Mục Trần không tìm mục tiêu khác, lại nhắm vào hai đội ngũ kết minh với Câu Huyền, mục đích đã quá rõ ràng. Điều này khiến nhiều người ngạc nhiên khó hiểu. Hiện tại Câu Huyền danh tiếng vang dội đại tái linh viện, thiên chi kiêu tử linh lộ ở cái nơi thiên tài tụ họp này vẫn tỏa sáng như mặt trời giữa trưa, khiến bao kẻ chỉ biết nhìn lên không biết bao nhiêu chi đội mạnh mẽ đã phải bại trận dưới tay câu huyền, trở thành nấc thang cho họ tiến lên. Lúc này số đội ngũ có đủ khả năng và tư cách khiêu chiến chi đội của câu huyền, chắc chắn không quá một bàn tay. Thế nên với danh vọng hiện tại, việc mục trần nhắm vào câu huyền khiến người ta không giải thích được, cả hai quá tranh lệch. Ai nấy đều đang chờ đợi câu trả lời của câu huyền. Thế nhưng sau khi Lữ Thiên và Vương Tướng bị đánh bại, cơ huyền lại chẳng có hành động gì, như hoàn toàn chẳng hay biết hoặc đã quên mất việc bị mục trần nhắm tới phản ứng của hắn khiến người ta khó hiểu được, cơ huyền xưa nay rất bá đạo, hành động im lặng này không phù hợp với tác phong của hắn. Nhưng bất kể ai có nghi hoặc, cơ huyền vẫn lặng lẽ đánh bại những chi đội nhỏ lẻ khác, cướp lấy điểm số, củng cố vị trí hàng đầu. Trong lúc đó, có một chuyện khiến người ta chú ý nữa đó là một chi đội mới vừa lọt vào top 16. Việc có một đội nào đó, đánh bại một đội top 16 rồi thay thế những người kia chễm chệ vị trí top 16 thật ra trong thời gian này quá đỗi bình thường và diễn ra thường xuyên, nhiều lắm cũng khiến vài kẻ chú ý rồi một ngày sau là trở lại bình thường. Thế nhưng chuyện này lại khiến rất nhiều người chú ý, bởi vì chi đội kia lại là một chi đội khác cũng đến từ Bắc Thương Linh Viện nhưng không phải của Mục Trần. Hang 16, Bắc Thương Linh Viện, đội trưởng Trầm Thương Sinh. Cũng chính vì việc này, Bắc Thương Linh Viện lại trở thành linh viện duy nhất có hai đội ngũ lọt vào top 16. Sau khi đánh bại vương tướng, đội ngũ do Mục Trần dẫn đầu đã chiếm trệ vị trí hạng 10. Cơ Huyền thật là biết ẩn nhẫn. Trên một gò núi, Mục Trần đang quan sát một chấn giao dịch nhỏ phía trước, vô số người thay nhau bay ra bay vào, nhân khí đông đúc, hiện tại chính là nơi nghỉ chân của hắn. Cơ Huyền sao vẫn chưa ra tay với chúng ta? Hiện tại vị trí của chúng ta rất rõ ràng cơ mà. Từ Hoang Nghi hoặc mấy ngày nay hắn rất lo lắng, tăng cường cảnh giác phòng bị Cơ Huyền. Thế nhưng chẳng hiểu sao tên kia không có động tĩnh gì bất lợi cho họ bởi vì cơ huyền đang kiêng kỵ lạc ly khẽ nói các ngươi thật là quá coi thường đội trưởng của mình rồi trong linh lộ hắn và cơ huyền là cựu thù giao tranh chẳng phân cao thấp đó ôn thanh tuyển phì cười từ hoang gãy đầu ánh mắt cũng hơi ngạc nhiên không ngờ thiên tri kiêu tử danh tiếng lừng lẫy đại tái này lại chẳng chiếm được bao nhiêu lợi thế trước mặt mục trần vậy thì hắn phải có năng lực và bản lĩnh chẳng kém gì cơ huyền khó trách sau khi gia nhập bắc thương linh viện chẳng ai cản nổi mục trần thì ra cũng là một tên bá đạo Triệu Thanh Sam cười méo miệng. Trước kia trong linh viện, bằng vào thân phận lão sinh họ còn canh cánh trong lòng khi đền tân sinh mục trần vượt qua, nhưng lúc này không thể không bội phục. Các ngươi đừng có tâng bốc ta, câu huyền còn chưa ra tay, vốn chính xác mà nói vì hắn kiêng rẻ đến ba người. Hắn chỉ vào chính mình, Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền. Ngoài hắn ra, hai mỹ nhân tuyệt sắc này mới là đáng gờm nhất. Trong linh lộ, Lạc Ly khiến câu huyền không còn cơ hội tranh giành linh quan, còn Ôn Thanh Tuyền lại là người giành được, tài nghệ áp quần hùng mà hiện tại danh tiếng Ôn Thanh Tuyền chẳng kém Câu Huyền, e rằng trong mắt nhiều người chính nàng mới là người đủ tư cách tranh hùng với kẻ kia. Còn Lạc ly thì thật ra khó lường hơn, ngay cả Mục Trần cũng không rõ cô nàng nữ vương kế nhiệm Lạc Thần tộc này còn ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Hai nhân vật có sức nặng như thế ở bên cạnh, Câu Huyền có kiêu ngạo cũng không dám động thủ. Hơn nữa, còn một nguyên nhân khác, chính là nếu Câu Huyền thật sự khai chiến, sẽ là một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Bất kể ai thắng, thì chắc chắn hai bên cũng nguyên khí đại thương. Nhưng đại tái linh viện hiện tại vẫn còn nhiều đội ngũ đáng gờm khác, đối với Cơ Huyền cũng có uy hiếp lớn. Bình thường thì có lẽ họ sẽ không ngu muội gây khó dễ cho Cơ Huyền, nhưng nếu khai chiến với Mục Trần để rồi trọng thương, thì mấy chi đội đó chắc chắn không nhân từ mà bỏ qua cơ hội thuận lợi. Chính vì thế mà khi Mục Trần khiêu khích hắn, nhổ hết nanh vuốt của hắn là Lữ Thiên, Vương tướng, hắn vẫn không phản kích. Hắn phải là người rất nhẫn nại. Từ Hoang cũng an tâm hơn, không bị đe dọa thì cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Các ngươi vui mừng hơi sớm với những gì ta biết về câu huyền hắn không hoàn toàn im lặng đâu hiện tại chưa ra tay có lẽ vì chưa hoàn toàn chắc ăn mà thôi hắn tính tình cẩn thận không ra tay thì thôi đã ra tay thì ắt phải như lôi đình chớp giật mục trần thản nhiên cười tay đan vào nhau trầm tư cho nên sự yên tĩnh lúc này chẳng qua là sóng yên gió lặng trước cơn bão lớn mà thôi mục trần nhìn lên phương trời xa ánh mắt lành lạnh cả ba nghe thấy mà lành lạnh sống lưng thôi kệ hắn đi, dù sao chúng ta cũng có đến ba nhân vật có sức nặng, muốn động thủ cũng không sợ. Từ hoang tẳng hắng đổi chủ đề, nhìn lên viện bài, cười vui vẻ, không ngờ trầm thương sinh cũng có thể vượt lên, mấy người kia cũng không đơn giản nha. Mục Trần mỉm cười gật gù, nhìn vào cái tên đang xếp thứ 16. Trầm thương sinh có thể vào top 16, cho thấy thực lực bọn họ đã có tinh tiến lớn, có lẽ cũng nhận được cơ duyên không nhỏ, rất đáng mừng thật sự đã lâu lắm không gặp, chẳng biết họ ra sao. Mục Trần mỉm cười, đối với trầm thương sinh lý huyền thông tô Huyên hắn cũng khá quyến luyến hay là đi tìm họ từ hoang đề nghị mục trần lắc đầu hiện tại chúng ta đã ra mặt chống lại cơ huyền nếu đi cùng họ thì chỉ khiến họ thêm phiền toái Hử! ôn thanh tuyển đột nhiên thất kinh nghiêm mặt chỉ vào tọa độ của vị trí hạng một trên viện bài vị trí cơ huyền có thay đổi cả bọn nhìn lại quả nhiên vị trí cơ huyền biến đổi rất nhanh họ đang di chuyển với tốc độ cao chẳng lẽ bắt đầu ra tay với chúng ta lạc ly kinh ngạc Mục Trần nhíu mày, theo dõi sự thay đổi vị trí của Cơ Huyền, bất chợt trừng mắt, hàn ý dày đặc. Hắn không phải nhắm tới chúng ta. Mục Trần trầm tư, tay nắm chặt lại, sát khí bừng lên. Hắn định ra tay với Trầm Thương Sinh. Từ hoang nghe thế, sắc mặt kịch biến. Chương 575 không khí trên đồi trở nên nặng nề, lành lạnh. Từ Hoang sắc mặt khó coi, không ngờ rằng Cơ Huyền chẳng trực tiếp tìm họ mà lại chìa mũi giáo sang nhóm Trầm Thương Sinh. Hắn đinh dùng gậy ông đập lưng ông. Ôn Thanh Tuyền chậm rãi nói, Mục Trần mấy ngày nay bẻ nanh chặt vuốt của cơ huyền, xem ra lúc này tên kia đã chọn phương thức giống như vậy, ra tay thanh trừng chi đội còn lại của Bắc Thương Linh Viện, trả đũa Mục Trần. Cơ huyền làm việc rất cẩn thận, hắn biết hành động như vậy tất nhiên người sẽ không khoanh tay đứng nhìn, do đó ta chắc chắn hắn có chuẩn bị. Lạc ly trầm tư, Mục Trần gật gù. Cơ huyền tâm cơ thâm trầm, nếu không chắc chắn sẽ không ra tay, hiện tại đã có hành động, chẳng phải tên kia đã có cách không cần phải kiêng rè nữa sao? Chuyện gì có thể khiến hắn không còn e ngại nữa? Mục Trần mắt lóe sáng, sát khí nhàn nhạt, nhạt. Đối thủ này đến giờ vẫn khó đối phó như thế. Chúng ta làm gì đây? Mọi người đều nhìn Mục Trần, Cơ Huyền đã có chuẩn bị, nếu manh động không chừng lại lọt vào bẫy của đối phương, e rằng khó tránh khỏi chiến đấu thảm khốc. Mà tình hình hiện tại, e rằng Mục Trần cũng không nắm tuyệt đối thắng lợi. Mục Trần từ khi có chú ý tấn công vây cánh của hắn, đã đoán rằng Cơ Huyền sẽ không dám dễ dàng phản kích, chỉ có thể im lặng chờ thời cơ, và việc án binh bất động đó sẽ khiến danh tiếng của hắn suy giảm. Sự việc diễn ra đúng như Mục Trần đã dự liệu, nhưng lại có biến số bất ngờ xảy ra, Trầm Thương Sinh chẳng biết từ đâu chui lên lại xông vào tóc 16, bại lộ hành tung trong mắt Câu Huyền. Thành ra chiêu này của Câu Huyền lại trả mũi dùi dư luận quay trở về Mục Trần, lúc này chắc chắn có nhiều người chú ý quan sát, chờ đợi phản ứng của Mục Trần. Nên án binh bất động, hay là mạo hiểm đến cứu viện mặc cho Câu Huyền đã có chuẩn bị? Án binh bất động sẽ khiến cho danh tiếng Mục Trần tổn hại không nhỏ. Dù sao thì họa cũng do hắn mà ra, hiện tại Câu Huyền lại chút giận lên đám người trầm thương sinh mà Mục Trần khoanh tay đứng nhìn, thì chắc chắn không ít kẻ chê cười đàm tiếu. Nhưng nếu hành động mà thất bại, Câu Huyền sẽ không để cho hắn cơ hội trở mình. Mục Trần chậm rãi nhắm mắt, lúc mở mắt trở lại, thần sắc đã bình tĩnh hơn, rồi nhẹ nhàng nói, "Đi thôi. Bất kể Câu Huyền đã chuẩn bị thứ gì để đối phó ta, tình huống này nếu chúng ta không tới, ắt phải có lỗi với bản thân." Mục Trần thản nhiên nói hơn nữa ta cũng tò mò muốn biết hắn đã giàn dựng vở tuồng nào đây cho dù thế nào ta cũng sẽ cho hắn biết muốn ăn mục trần ta thì cái dạ dày của hắn cũng chẳng lành lặn gì đâu trong linh lộ như thế ở đây cũng như thế mục trần bình tĩnh thong dong khiến mọi người cũng chấn định hơn sắc mặt nghiêm túc gật đầu lạc ly nhìn mục trần một hồi khẽ cười nàng thích nhất chính là cái tự tin bên trong con người hắn không phải là lỗ mãng mà là tin vào chính mình câu huyền rất mạnh và hắn cũng có sự kiêu ngạo không thể coi thường ôn thanh tuyển tay vấn tóc, quét mắt trên gương mặt mục trần. Xem ra lần giao tranh sắp tới sẽ khiến đại tái lại chấn động. Hai nhân vật thuộc hàng quái kiệt đỉnh cấp này giao tranh, kẻ nào sẽ là người chiến thắng. Mục trần vung tay, lập tức bay lên hóa thành tia sáng hướng thẳng về vị trí tọa độ trầm thương sinh. Mọi người nhanh chóng theo sau, để lại những tiếng xé gió và cây cối lắc lư trước phong áp dữ dội. Trong lúc đó, hầu như tất cả mọi người đều quan sát viện bài của mình, theo dõi lần hành động kinh thiên động địa đang diễn ra với động thái của cả cơ huyền và mục trần. Không khí đại tái lại được dịp sôi động. Tiếng tăm cơ huyền không ai sánh bằng, đến hiện nay vẫn chiếm cứ vị trí hạng một bảng điểm. Mục Trần gần đây cường hoành phá trận do Tiêu Hoàng bố trí, rồi một chiêu đánh bại ba vị đội trưởng cường giả tóc 16, sau đó lại thanh trừ đồng minh cơ huyền, nghiền nát lữ thiên hạng 10, cấp tốc đánh bại vương tướng hạng 8, tiếng tăm của hắn cũng theo đó nhất phi trùng thiên mà đặc biệt là khi hắn đánh đồng minh của Câu huyền, gã kia lại không trả thù ngay, án binh bất động, ra vẻ kiêng rẻ khiến càng nhiều người nhớ kỹ cái tên Mục Trần. Lúc này cả hai đều đã có hành động, đối chiến lần này cực kỳ đáng trông chờ. Những chi đội có thực lực cũng nhanh chóng định vị mục tiêu, bay lên chân trời hướng thẳng đến một vị trí đã xác định trên viện bài. Theo đó, không khí đại tái đã trở nên sôi nổi cực độ. Véo, một tia sáng sỏ ngang bầu trời, Mục Trần bay đầu tiên, ánh mắt nhìn về phương xa, gương mặt bình thản không có biểu hiện gì. Hắn cũng cảm nhận được không khí hiện tại trở nên náo nhiệt, cũng do câu huyền dẫn động mà nên. Chi đội của hắn hiện tại có lẽ cũng là đội ngũ mà người ta chú ý nhất đại tái linh viện lúc này. Câu huyền đã chú ý đến hành động của chúng ta, tốc độ của họ tăng lên nhiều, có lẽ sẽ tìm được Trầm Thương Sinh trước chúng ta. Lạc Ly đột nhiên bay đến gần lên tiếng. Mục Trần trừng mắt nhìn vào viện bài, quả nhiên phát hiện tần suất thay đổi tọa độ của cơ huyền nhanh hơn, tốc độ khiến hắn giật mình. Tăng tốc. Mục Trần lập tức ra lệnh, hắn phải đuổi kịp cơ huyền trước khi gã kia tìm được trầm thương sinh, bằng không nếu để lọt vào tay đối phương, thì thủ đoạn uy hiếp gã kia rất dành đủ mọi trò. Long ảnh thành hình, gầm lên vang vọng, tốc độ đẩy lên cực cao. Lạc Lý, Ôn Thanh Tuyển cũng dốc sức thi triển tốc độ, lập tức bỏ xa những người còn lại một khoảng cách. Lúc này ba người mạnh nhất trong nhóm dĩ nhiên đành phải làm như vậy phải bắt kịp cơ huyền. Một sơn cốc khá vắng vẻ, khung cảnh khá thoải mái nhàn nhã. Năm người đang an tĩnh ngồi xếp bằng nghỉ ngơi trong cố, cách đây vài giờ họ vừa trải qua một trận đại chiến, chi đội kia cũng rất lợi hại, cũng phải trải qua một hồi long tranh hổ đấu cam go mới giành được chiến thắng. Cũng nhờ chiến thắng đó mà họ củng cố được vị trí hạng 16. Tên nhãi mục trần kia thật nhanh chân, vậy mà đã leo lên đến hạng 10. Hạc yêu chép miệng tấm tắc. Tiểu tử kia vốn không đơn giản, vậy mà bây giờ mới có hạng 10 mới khiến ta khó hiểu đó. Trầm Thương Sinh cười nói, Bắc Thương Linh Viện chúng ta hiện tại chính là linh viện duy nhất có hai đội ngũ lọt vào top 16. Lý Huyền Thông cũng mỉm cười, ai nấy vui vẻ gật đầu. Hử, Tô Huyên đang mân mê viện bài, đột nhiên tỏ ra kinh ngạc, không ổn, tại sao những đội mạnh của top 16 đều đang nhanh chóng đến gần chúng ta? Trầm Thương Sinh hơi nhíu mày ngạc nhiên. Quả thật top 16 ngoài họ ra, 15 đội còn lại đều hướng đến chỗ của họ, bao gồm cả hạng một Cơ Huyền và hạng 10 Mục Trần. Sao lại thế? Lý Huyền Thông cũng cảm thấy bất an. Trầm Thương Sinh trợn mắt, thình lình bật dậy, đi mau, chúng ta trở thành mục tiêu của cơ huyền, gã đó muốn dùng chúng ta để phản kích mục trần. Tô Huyền chua sót trả lời, chỉ e là trễ rồi. Trầm Thương Sinh ngẩng lên, xa xa nơi chân trời đã mơ hồ nghe được tiếng xé gió rồn rập. Nhìn lại tọa độ trên viện bài, cơ huyền đã cách họ chỉ còn khoảng 10 dặm, bọn họ đã lọt vào tầm ngắm, chương 576 không khí an hòa trong sơn cốc chốc lát trở nên căng thẳng, năm người sắc mặt khó coi, phiền toái thình lình ập tới khiến họ không kịp trở tay. Dù rằng cũng đạt được cơ duyên không nhỏ giúp cho thực lực tinh tiến nhiều, nhưng chắc chắn vẫn chưa đủ sức trở thành đối thủ của đội ngũ cấp độ của Câu huyền. Nếu gặp gã kia, xem như số phận đã định. Làm sao đây? Hạc yêu biến sắc dò hỏi. Trầm thương sinh sắc mặt âm tỉnh bất định, nghiến răng nói, ta cầm viện bài chạy trốn, mọi người phân tán ra, Lý Huyền Thông trầm mặc, khoảng cách này, bọn họ đã có thể phong tỏa chúng ta, cho dù một mình chạy trốn cũng vô dụng. Hơn nữa bắt được một mình ngươi hay bắt được bất kỳ ai trong chúng ta cũng có khác gì, chỉ cần một người trong chúng ta rơi vào tay họ, tất nhiên sẽ trở thành con tin để đối phó Mục Trần. Với tính cách tên kia, khó có thể khoanh tay đứng nhìn, nếu không thì lúc này cũng chẳng cần vội vã chạy tới đây. Chúng ta cùng nhau đi, câu huyền có lợi hại thì chúng ta cũng không phải đám bùn nhão. Dương Lân nghiến răng hào hùng, Trầm Thương Sinh siết tay nghe rốp rốp, mặt tái đi, cảm giác bị khuất nhục đầy trong lòng. Vốn là cao thủ kiêu hãnh của Bắc Thương Linh viện, trước khi Mục Trần xuất hiện luôn là bá chủ thiên bảng, thế mà hiện tại tình hình nguy ngập, hắn lại hoàn toàn bất lực. Dầm. Trầm Thương Sinh tức giận nện một quyền lên khối đá bên cạnh, khiến nó vỡ ra tan nát, trước tiên cứ lui đi đá, Mục Trần đang tới, bất kể thế nào cũng phải kéo dài thời gian chờ họ đến cứu viện, đến lúc đó mục đích của Cơ Huyền cũng thất bại. Lý Huyền Thông, Tô Huyên gật đầu, họ cũng không muốn rơi vào tay cơ huyền, thành con cờ cho tên kia đối phó mục trần. Đi! Trầm thương sinh quát khẽ, lập tức bay lên bỏ trốn. Bốn người còn lại cũng cấp tốc đi theo. Cả năm người đều dùng tốc độ cao nhất xuyên qua không trung, tiếng xé gió ảo ảo vang khắp sơn mạch. Trầm thương sinh gương mặt âm trầm, nóng giận không hề che giấu, tay xiết lại nổi cả gân xanh. Chạy trốn như thế này thật lần đầu tiên hắn phải làm, rất không cam tâm. Xa xa phía sau, tiếng không khí bị xé toạc truyền tới càng lúc càng rồn rập. Đi mau, trầm thương sinh biến sắc ha ha chư vị bằng hữu bắc thương linh viện chúng ta từ xa chạy tới các vị không tiếp đón lại rời đi có thất lễ quá không đó một tiếng cười thản nhiên vang lên nghe thấy giọng nói năm người cảm thấy trong lòng cực kỳ nặng nề đừng quan tâm đi tiếp trầm thương sinh nghiến răng thình lình dừng gấp lại ánh mắt trợn tròn nhìn đỉnh núi trước mặt một cái bóng áo trắng đang khoanh tay đứng đó như chờ đợi đã lâu gã áo trắng gương mặt anh tuấn miệng nở nụ cười tươi như ánh mặt trời khiến người ta khó lòng phòng bị nhưng trầm thương sinh nhìn rõ gương mặt gã đó thì sắc mặt không khỏi kịch biến cơ huyền chư vị ở lại đi cơ huyền cười nói nằm mơ trầm thương sinh liếc mắt ra hiệu với bốn người kia nháy mắt tất cả bắn đi theo nhiều hướng khác nhau cơ huyền nhìn thấy chỉ thở dài ánh mắt khó hiểu chợt hắn vung tay lên linh lực cường hãn như dòng sông từ trong tay bắn ra dòng linh lực bắn ra liền chia làm năm ngả xuất hiện truy đuổi năm người trên không rồi hóa thành năm hình thái cự trưởng đè xuống đối phương ầm tiếng động như sấm sét vang vọng cả năm người bị bức phải bắn lui về ngoại trừ trầm thương sinh và lý huyền thông chỉ hơi lảo đảo ba người còn lại thì kêu lên đau đớn mặt tái nhợt thực lực cơ huyền lại khủng bố đến như thế một trưởng bức lui cả năm người bọn họ buộc phải trở lại với nhau ánh mắt đầy chấn động sự mạnh mẽ của cơ huyền vượt xa dự đoán thực lực bọn họ hiện tại trầm thương sinh và lý huyền thông đều là nhất trọng thần phách nan đỉnh phong gần như đã chạm tới nhị trọng Tô Huyên, Hạc Yêu, Dương Lân đều đã có thực lực linh lực nan, đội hình này đã rất khá, nếu không cũng khó mà chen chân vào top 16. Dù vậy, đội hình như thế chỉ một mình Cơ Huyền đã có thể chặn đứng. Chư vị bằng hữu Bắc Thương Linh viện, các ngươi hẳn phải biết rõ mục tiêu của ta không phải các ngươi, chỉ cần các ngươi bó tay chịu trói, ta sẽ không làm khó. Cơ Huyền tỏ ra ôn hòa. Trầm Thương Sinh không trả lời, ánh mắt lóe lên. Vù phía sau họ, tiếng gió vang lên, bốn bóng người khác lại xuất hiện, bao vây tứ phương phong tỏa hoàn toàn khu vực này xem ra chính là đội viên của cơ huyền năm người bị vậy sắc mặt ảm đạm cục diện này đã không còn dễ trốn thoát nữa rồi họ nhìn nhau sắc mặt bình tĩnh dần chuyển sang sắc lẹm cho dù hết cơ hội trốn thoát thì cũng không thể bó tay chịu trói phải tranh thủ thời gian động thủ trầm thương sinh và lý huyền thông cùng lúc lao ra trường thương trường kiếm xuất hiện kiếm ảnh thương ảnh liên miên bất tận hướng tới công kích cơ huyền cùng lúc đó, tô huyên, hạc yêu, dương lân cùng hướng về một chỗ, liên thủ đánh bại một người để mở đường máu thoát khỏi phong tỏa. ầm, um, ầm, um. công kích dữ dội phá tan nát đỉnh núi cơ huyền đang đứng, đá lờ ầm um, ầm. Um. cơ huyền bước trong không trung nhẹ nhàng bay lên, áo vẫn trắng như cũ, không hề vương một chút bụi. công kích liên thủ của trầm thương sinh và lý huyền thông chẳng thể làm khó được hắn. xem ra các ngươi không tán thành đề nghị của ta. cơ huyền ra vẻ tiếc nuối lắc đầu, rồi nhẹ nhàng bước tới. Vụ chân vừa hạ xuống, thân hình như thuấn di xuất hiện trước mặt hai người, lướt qua. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông chỉ vừa kịp trợn mắt. Ầm. Hai người phản ứng cực kỳ nhạy bén, phản xạ tung trưởng, linh lực hùng hậu vồ tới Câu Huyền. Đùng. Ngay lúc đó, Câu Huyền cũng dơ trưởng đón đỡ, ba luồng trưởng kình đối chiến. Cơ Huyền chẳng hề suy suyển, còn Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông như chúng đòn nặng, đau đớn văng ra, lảo đảo trên không trung một hồi. Cả hai cánh tay run rẩy, đau nhức như xương cốt bị chấn nát ta nghĩ các ngươi ở Bắc Thương Linh Viện cũng là những cao thủ hàng đầu, thế mà bây giờ lại để Mục Trần một tên tân sinh lên đầu ngồi, có lẽ cũng thấy không thoải mái lắm chứ. Đã vậy chi bằng liên thủ với ta giải quyết Mục Trần, ta lấy danh nghĩa Thánh Linh Viện cam đoan bảo vệ các ngươi tiến vào vòng quyết chiến. Câu huyền ra lời dụ dỗ hai người. Hắn ở Thánh Linh Viện cũng là tân sinh, nên cũng biết rõ những đệ tử ưu tú lâu năm cảm thấy ghen ghét thiên tài tân sinh như thế nào, nghĩ đến mục trần cũng giống như hắn tình cảnh có lẽ cũng không khác bao nhiêu những người này có lẽ cũng chẳng có hào cảm gì với mục trần thế nhưng dự đoán của hắn rõ ràng là sai lầm trầm thương sinh và lý huyền thông chẳng nghe theo lời hắn du thuyết chỉ mở miệng cười sằng sặc châm chọc cái vẻ châm chọc của họ khiến gương mặt cười ấm áp của cơ huyền dần tan đi nếu đổi lại là đám người thánh linh viện cơ huyền dám khẳng định họ sẽ ngay lập tức đem hắn ra bán không ngờ mấy cái tên bắc thương linh viện này lại tỏ ra ủng hộ mục trần như thế này chẳng phải là mục trần ở bắc thương linh viện thể hiện hoàn mỹ hơn so với hắn hay sao thật là không biết suy nghĩ câu huyền cười nhạt rồi bóng dáng của hắn lại thình lình biến mất bùm kinh người linh lực lần thứ hai bùng nổ mở ra trầm thương sinh và lý huyền thông lại bị đẩy lui khóe miệng ứa máu nhưng họ còn chưa kịp phản ứng thì câu huyền lại xuất hiện công kích sắc bén dữ dội lại ập tới uỳnh uỳnh cả hai chật vật liên tiếp bại lui dù liên thủ vẫn hoàn toàn bị câu huyền áp đảo không thể đánh trả chỉ chốc lát mà thương thế của họ càng lúc càng nặng thêm. Đùng, phía bên kia, ba người còn lại đang liên thủ đột phá một hướng, thế nhưng gã thanh niên Thánh Linh viện một mình vẫn chiếm thượng phong. Ha ha, các ngươi chọn chỗ của ta để phá vòng vây, vì nhìn bề ngoài ta có vẻ yếu nhất ư? Gã thanh niên đang cười nói kia chính là tên Mộ Phong. Ba vị trí khác, ba gã đội viên Thánh Linh viện phong tỏa vòng vây chỉ đứng nhìn không tham chiến với họ nếu ba người kia đột phá sang một trong ba vị trí bên này thì có lẽ còn có cơ hội thế nhưng lại chọn nhầm sang vị trí của mộ phong thực lực tên kia trong đội ngũ này gần với cơ huyền nhất tô huyên và hai đồng đội mặt mày khó coi nhưng không nói gì chỉ công kích càng thêm mạnh mẽ mộ phong không cần tha nữa mộ phong còn muốn chọc ghẹo một hồi thì giọng cơ huyền lạnh lẽo chuyển tới xem ra các ngươi xui rồi mộ phong nghe thấy liền cười nụ cười càng thêm quái dị Chương 577 Ba người nhìn nụ cười trên gương mặt Mộ Phong, liếc nhìn nhau, rồi linh lực vận lên hết cỡ bùng phát. Vù, ba người phóng tới, trải qua thời gian chiến đấu khá lâu trong đại tái, bọn họ phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn. Cả ba thực lực tuy chỉ mới linh lực nan, nhưng liên kết lại, cao thủ nhất trọng thần Phách Nan cũng phải e ngại. Chỉ có điều, Mộ Phong này lại không phải cao thủ nhất trọng, mà chân chính là nhị trọng thần Phách Nan. Tên này còn mạnh hơn Lữ Thiên mà Mục Trần từng đánh bại vài ngày trước đối mặt công kích mãnh liệt của ba người mộ phong cười nhạt thình lình hắn gọi ra một thanh trường kích đỏ rực trên thanh trường kích dường như có hoa văn đỏ tươi hình trăng khuyết tản ra dao động đáng ngại ma nguyệt kích nguyệt chảm mộ phong hờ hững quét kích chém xuống hào quang đỏ tươi lóe sáng mũi kích vẽ thành một vầng trăng khuyết hung hãn chảm hạ xuống đầu ba người huyết nguyệt xuyên qua để lại một đường đỏ tươi trong không trung cả ba biến sắc vội vã thi triển bản lĩnh mạnh mẽ phượng rực linh tán Tô Huyên lấy ra một cái dù sắc xảo như được luyện chế từ cánh phượng, linh quang lóe sáng, một tiếng phượng ngâm vang, uy áp linh lực cường đại dao động tản mắt. Yêu Long Đao. Hạc Yêu lấy ra một thanh đại đao đầu rồng, đao mang như rồng gào thét cũng xuất hiện. Bách Thú Luân. Dương lần cũng lấy ra vũ khí của mình, quanh luân có hư ảnh bách thú hò giống gào thét. Cả ba người cũng đều có được cơ duyên tìm ra những vũ khí cấp bậc không thấp, uy lực bất phàm, liên thủ lại, thanh thế đại tăng. Ầm. Um bốn luồng công kích chạm vào nhau, vang lên tiếng nổ ầm ầm. Bọ ngựa đá xe. Mộ Phong cười khẩy, ma nguyệt kích lại vung lên, huyết quang ngập tràn, nguyệt trảm lại gào thét liên miên bắn xuống. Đối mặt trảm nguyệt tung hoành, công kích của ba người nháy mắt tan tát, dù có được binh khí tốt hỗ trợ, nhưng chênh lệch với Mộ Phong quá lớn. Linh lực nan và nhị trọng thần phách nan cách biệt quá lớn, khó có thể bù đắp chỉ bằng vũ khí mà được. Uỳnh. Thế công tan tác, ba người chấn kích, khóe miệng rướm máu. Vù. Ba người còn chưa lấy lại tỉnh táo, Mộ Phong đã như chớp giật xuất hiện sau lưng Tô Huyên, hắn đang muốn chấm dứt nhanh giao tranh chỗ này. "Tô Huyên, cẩn thận." Hạc Yêu biến sắc quát to. Tô Huyên điên cuồng vận linh lực, nàng cũng phát hiện ra Mộ Phong ám toán, nhưng dốc hết sức cũng không thể tránh né, đành trơ mắt nhìn trưởng đao của Mộ Phong chém tới. Uỳnh. Nhưng khi công kích sắp đánh trúng Tô Huyên, thì một lực mạnh mẽ từ bên cạnh đánh vào vai nàng, chấn nàng bay đi. Hạc Yêu đưa thân chắn trước người Tô Huyên, trưởng đao sắc bén của mộ phong chẳng hề nương tay bổ xuống xoẹt máu tươi phun ra hạc yêu hét thảm bàn tay trái bị mộ phong chặt đứt đau đớn run rẩy lảo đảo lui lại đi hạc yêu ôm lấy bàn tay máu me quay sang quát lớn với tô huyên còn đang ngẩn ngơ anh hùng cứu mỹ nhân thật cảm động máu từ bàn tay mộ phong nhỏ xuống tí tách hắn mỉm cười mà mắt lạnh như đao lại tiếp tục xông lên nhắm tới tô huyên tên khốn Dương Lân tức giận mắng to, nghiến răng bất chấp tất cả xông lên bảo vệ Tô Huyên, linh lực gào thét tung quyền tấn công Mộ Phong. Mộ Phong nhoẻn miệng cười, cũng chẳng nương tay đối chiến với Dương Lân. Rắc, sức mạnh đáng sợ ập tới, cánh tay Dương Lân biến dạng, tiếng xương vỡ thanh thúy, thân hình như bị sét đánh đau đớn văng đi, phun máu xối xả. Tô Huyên nhìn hai người trọng thương vì bảo vệ mình, hai mắt đỏ ngầu ba người bên này bị đánh tan tác phía bên kia trầm thương sinh và lý huyền thông cũng chẳng khá hơn máu me bê bết nhưng ánh mắt vẫn hung hãn như cũ dù cho cục diện bị áp đảo nghiền nát nhưng họ cũng không buông xuôi vét hết linh lực công kích cơ huyền liên tục nhưng thế công gắng gượng của họ chẳng làm cơ huyền quan tâm chỉ một trưởng lại trấn cho hai người đau đớn lui đi cục diện thật bi tráng và tuyệt vọng khu vực chỗ này đã có nhiều người đến quan chiến dừng lại trên những ngọn núi xa xa tập trung quan sát trận chiến gần như hoàn toàn nghiêng hẳn về một bên, mọi người không khỏi than thầm. Xem ra chi đội Bắc Thương Linh viện này toàn quân bại trận, nhưng dù cho có cảm thán cũng không ai ra tay giúp đỡ. Chi đội kia xem như là mạnh nhất đại tái lúc này, chẳng có mấy người đủ can đảm khiêu khích bọn họ. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đều thổ máu, nghiến răng đối diện Câu Huyền vẫn đang thong dong bình thản, nhìn qua ba người còn lại cũng đang bị đánh tan tác, bất lực. Đôi mắt cả ai đều đỏ ngầu, kiêu hãnh của họ hoàn toàn bị đập nát vốn đã có tiến bộ cực lớn trong lòng hoan hỉ thế nhưng ở linh viện đại tái này vẫn yếu ớt đến mức không đủ sức bảo vệ đồng đội xem các ngươi thật thảm hại có muốn trách thì phải trách mục trần tất cả do hắn mà ra nếu không phải hắn tự cho rằng mình thông minh thì các ngươi cũng chẳng phải chịu nhục thế này cơ huyền mỉm cười lời nói của hắn còn độc địa hơn cả việc hắn ra tay không chỉ đánh gục bọn họ dưới chân mà còn vũ nhục để khiến họ sinh ra thù hận rồi đổ hết lên đầu mục trần ngươi và mục trần đem so với nhau vẫn có tranh lệch rất lớn Thế nhưng đòn tâm lý của hắn chỉ nhận được nụ cười khinh khỉnh đáp lại của Trầm Thương Sinh. "Ngươi nói cái gì?" Ánh mắt Câu Huyền càng thêm lạnh lùng. "Vì ngươi vĩnh viễn chỉ có một mình, chẳng ai tin cậy vào ngươi, cho dù là đám đội viên của ngươi, đến khi gặp phiền phức tương tự thế này, chắc chắn họ sẽ bỏ rơi ngươi. Còn chúng ta, không bao giờ phản bội đồng đội." Trầm Thương Sinh chẳng chút khách khí đả kích ngược lại, "Chung quy ngươi vẫn kém mục Trần." Ha ha kẻ nào lại tin cậy vào những tên vô dụng, cái sự tín nhiệm của các ngươi đem ra trước thực lực thì yếu đến mức buồn cười. Cơ Huyền lắc đầu châm chọc, rồi sắc mặt hắn trở nên băng lãnh đầy sát ý, do đó các ngươi nên dừng bước ở đây đi. Vù, dứt lời, thân ảnh của hắn lại biến mất. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông lập tức cùng lui, nhưng cái bóng của Cơ Huyền đã tức khắc xuất hiện giữa hai người, hai bàn tay lạnh lẽo như ưng chảo vồ tới cổ họng cả hai. Uỳnh, thân thể hai người bị dán chặt vào vách núi, hộc máu, linh lực trở nên yếu ớt cực độ. Trước mặt là cơ huyền với hai bàn tay siết vào cổ họ, khiến cả hai không thể động đậy. Phía bên kia, mộ phong đang cười tủm tỉm, nhẹ giọng chọc ghẹo Tô Huyên, bây giờ xem còn anh hùng nào giúp được mỹ nhân không. Hắn lao lên, hướng thẳng Tô Huyên. Tô Huyên nghiến răng, chỉ còn cách dốc tận lực liều mạng với mộ phong. Đùng! Ma Nguyệt kích đâm vào chiếc ô, sức mạnh đáng sợ khiến Tô Huyên run rẩy, chấn bay vũ khí trong tay. Vù! Mộ Phong áp sát Tô Huyên, mỉm cười nhìn ngắm dung nhan xinh đẹp của nàng, nở nụ cười lạnh lẽo tung trưởng. Kết thúc, Tô Huyên cũng là tuyệt vọng buông xuôi. Ầm ầm, thình lình tiếng sấm cùng bão vang lên, Mộ Phong biến sắc. Hắc lôi từ chân trời rạch một đường ngang không trung, tốc độ chớp giật nện vào cơ thể Mộ Phong. Bùm. Mộ Phong chúng đòn lập tức văng xuống đất, lún sâu vào trong lòng đất, để lại một cái hố to. Hắc Lôi đánh Mộ Phong rớt đài vẫn chưa dừng lại, lôi quyền hung hãn nện xuống tiếp tục tấn công Mộ Phong còn chưa kịp bò dậy. Hự Mộ Phong kinh hãi phun máu, tầng đất lại sụp thêm một mảng. Hắn gào lên, định dãy giụa thoát ra, nhưng một bàn tay đầy lôi điên thục lấy cổ hắn, khiến hắn không cách nào cục cựa. Hắc Lôi tan dần, hiện ra một bóng người với khuôn mặt tuấn tú mà đầy dữ tợn. Mục Trần. Những người đang quan chiến nhất thời thốt lên. Câu Huyền bên kia cũng giật mình nhìn lại, gương mặt quen thuộc kia khiến hắn nở nụ cười quỷ dị. Mục Trần, cuối cùng ngươi cũng tới. Chương 578 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vùng đất rộng lớn, bóng người lố nhố, nơi này đã trở thành khu vực được người ta quan tâm nhất. Những đội ngũ mạnh mẽ đứng trên không trung quan sát, ánh mắt đổ dồn về mặt đất, nơi một người đang đứng đó với hắc lôi quấn quanh thân. Sát khí dày đặc từ cơ thể hắn thoát ra khiến nhiệt độ trong không khí trở nên lạnh đi nhiều. Đó là Mục Trần. Hắn đã tới còn đến trễ nữa thì e là chi đội Bắc Thương Linh viện kia toàn quân bị diệt. Cơ Huyền ra tay cũng ác thật, xem ra việc hôm nay sắp xong rồi. Cơ Huyền cũng không dễ đối phó đâu. Mục Trần kia gần đây tiếng tăm vang dội, nhưng có thể chống nổi Cơ Huyền sao? Thực lực của hắn chỉ mới linh lực nan. Những tiếng bàn tán xôn xao, mọi người đều đang chú ý đến hai nhân vật chính của đêm diễn, mong mỏi sẽ xảy ra một trận đại chiến kinh thiên mục trần đang đứng dưới mặt đất đổ nát tay túng cổ mộ phong sát khí toát ra cho người ta thấy nếu hắn muốn hạ sát thủ chắc chắn không do dự mộ phong mặt mày xanh lên bất lực uất ức nhìn mục trần khi nãy đối phương ra tay quá nhanh khiến hắn trở tay không kịp nháy mắt đã bị mục trần áp chế hắn tuyệt đối không tin chính diện giao đấu thì mục trần có thể đánh thắng được tô huyên nhìn xuống cả nửa năm không gặp hắn cũng không thay đổi nhiều chỉ có điều gương mặt ôn hòa thường ngày đang đằng đằng sát khí tô huyên xóa đi vết máu trên môi trái tim đang tuyệt vọng cũng bình tĩnh lại trong lòng cảm thấy an tâm hơn nhiều mục trần quay nhìn lên tô huyên ánh mắt dịu đi một chút tô học tỷ ổn chứ tô huyên lắc đầu rồi quay sang chỉ hạc yêu và dương lân họ đều trọng thương bàn tay hạc yêu bị mộ phong chém đứt máu chảy ròng ròng dương lân cũng máu me đầy mình khá thê thảm cả hai thấy mục trần đã xuất hiện thở phào nhẹ nhõm hơn mục trần tỏ ra áy náy gật đầu chào họ hạc yêu dựa vào một khối đá miễn cưỡng hỏi mục trần có chắc ăn không dĩ nhiên hắn muốn hỏi Mục Trần có thể chắc chắn ứng phó được cục diện này hay không, dù sao chi đội của câu huyền chiến lực cực mạnh. Có ta ở đây, bọn họ chẳng thương tổn được mọi người. Mục Trần đáp lời. Vậy trông cậy vào ngươi. Hạc yêu chậm rãi gật đầu. Mục Trần ngẩng lên, ánh mắt hờ hững nhìn về một hướng không xa. Mọi người cũng theo ánh mắt hắn nhìn lại. Sát khí dày đặc khiến không trung như cô đặc lại. Mục Trần, cuối cùng ngươi đã tới. câu huyền vẫn không buông tay khỏi cổ trầm thương sinh và lý huyền thông, nhoẻn miệng cười, đến xem vở tuồng nhà ngươi chuẩn bị cho ta có phấn khích hơn lần trước hay không thôi mục trần mỉm cười đáp lại cơ huyền cũng cười hẳn không khiến ngươi thất vọng ta đang đợi đây thả mộ phong ra trên bầu trời ba gã đội viên thánh linh viện kia quát lớn ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt vào mục trần thực lực cả ba đều đạt tới nhất trọng thần phách nan trình độ tuy không sánh kịp mộ phong nhưng tuyệt đối không phải kém cỏi thế nhưng với tiếng quát của họ mục trần hờ hững như chẳng nghe thấy hừ cả ba liếc nhau cùng lúc tung trưởng linh lực hóa thành trưởng ấn từ trên cao ấn xuống công kích Mục Trần. Mục Trần vẫn chẳng mảy may tỏ ra quan tâm. Đột nhiên một âm thanh rít lên, rồi ba đạo kiếm quang xuyên phá không gian rạch tới. Kiếm quang gào thét, xẻ ba đạo trưởng ấn thành sáu phần, tan nát thành những đốm sáng rơi đầy trời. Mọi người vội nhìn lại phương hướng kiếm quang chém ra, hai bóng người như truy tinh đuổi nguyệt bay đến, hiện rõ ra là hai mỹ nhân xinh đẹp hạ xuống bên cạnh mục trần. Hai cô gái thướt tha mảnh khảnh, nhan sắc thu nhường nguyệt thẹn tất cả mọi người gần như chố mắt lên nhìn. Đó là Ôn Thanh Tuyền. Cô gái kia là Lạc Ly. Ta biết nàng, Lạc Vương Linh Lộ, ngày trước ở trận tranh đoạt linh quan, cả cơ huyền cũng bị nàng ta đánh trọng thương. Xem ra các nàng đều đến giúp Mục Trần, hai cô gái này cũng không đơn giản đâu, muốn ra tay e rằng cơ huyền cũng không dám chắc thắng, khó trách Mục Trần lại can đảm xuất hiện. Hai nàng vừa xuất hiện, lập tức khiến càng nhiều người chú ý. Hai mỹ nhân tuyệt sắc dĩ nhiên phải hấp dẫn hơn hai gã trai thô lỗ như Mục Trần và cơ huyền. Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền đứng hai bên trái phải mục trần, thoáng nhìn sắc mặt của hắn, rồi tập trung chú ý sang cơ huyền. Ôn Thanh Tuyền và cơ huyền cũng ít khi chạm chán, lúc này hứng chí đánh giá. Đối thủ một mắt một còn của mục trần, nàng cũng rất hiếu kỳ. Còn ánh mắt Lạc Ly vẫn lung linh trong suốt như thế, chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi, chẳng tỏ ra gì cả. Cơ huyền cũng đã chú ý ngay khi Lạc Ly xuất hiện, nhìn thấy ánh mắt hờ hững của nàng, khóe môi hắn bất giác run rẩy. Lạc Ly, đã lâu không gặp, đè nén nội tâm xung động, hắn nhẹ nhàng chào hỏi. Lạc Ly nhìn lại Cơ Huyền, chợt lên tiếng, "Còn nhớ lời cuối cùng ta nói với ngươi khi còn ở Linh Lộ hay không?" Cơ Huyền trừng mắt, thần sắc trở nên lạnh lẽo, bởi cảnh tượng khi đó hắn không thể nào quên. Cô gái váy đen kia liều lĩnh sống mái lưỡng bại câu thương với hắn, nhưng lại không tỏ ra quan tâm hay sợ hãi gì hắn, chỉ bình tĩnh để lại một câu, "Mạng của ngươi Mục Trần sẽ lấy, ta sẽ tạm thời không quản ta e rằng hắn sẽ khiến nàng thất vọng mà thôi." Cơ Huyền âm lãnh nhìn Mục Trần, hai bàn tay nắm cổ trầm thương sinh và lý huyền thông bất giác xiết lại lạc ly nhoẻn miệng cười nàng dịu dàng nói ngươi sẽ thất vọng hắn mạnh hơn ngươi lời nói không hề có ý châm chọc nhưng lại khiến cơ huyền giận run người cánh tay nổi cả gân xanh ba gã đội viên còn lại giật mình khi thấy biểu hiện đó của cơ huyền lần đầu tiên thấy được gương mặt sắc lạnh của hắn đầy cảm xúc như thế ai nấy quan sát mục trần lạc ly cơ huyền mơ hồ nhận thấy có điều gì đó hơi quái vậy ư ừ, ta rất mong chờ đó Câu huyền đè cơn giận xuống, quay sang mục trần, ngươi mạnh hơn ta như thế nào chứ? Bằng cái thực lực linh lực nan còn con của ngươi à? Mục trần chỉ cười, hất hàm qua mộ phong trong tay, chúng ta thả mọi người ra nhé, ta nghĩ ngươi cũng không ngây thơ đến mức chơi trò uy hiếp con tin nhỉ? Câu huyền lại nở nụ cười ôn hòa, hai tay thả ra, trầm thương sinh và lý huyền thông bị hắn hất văng đi. Mục Trần cũng bình thản ném Mộ Phong qua một bên, nện vào một khối đá to. Mộ Phong lồm cồm bò dậy, tái mặt nhìn Mục Trần, nhưng không nóng vội hành động. Tô Huyên vội vã lao lên đỡ lấy Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, cả hai đều rất thê thảm. Mục Trần nhìn hai người, ánh mắt vô cùng ái náy. Chưa có nhiều lời, tiếp theo giao cho ngươi. Đám mất dạy này rất mạnh, nếu không chắc ăn thì chúng ta bỏ trốn, còn núi không lo thiếu củi. Trầm Thương Sinh lên tiếng. Mục Trần cười, gật đầu. Khu vực này càng lúc càng có thêm nhiều người đến quan chiến, khắp sơn mạch đầy những bóng người, các đội ngũ mạnh mẽ trong đại tái đều bị hấp dẫn đến. Cơ Huyền bình thản lau đi những vết máu trên tay, rồi thình lình phất tay, diệt Trần hành động, bắt đầu. Chương 579 vùng đất rộng lớn, biển người đông đúc khắp trời. Họ đứng riêng rẽ nhau, quan chiến nhưng vẫn đề phòng lẫn nhau. Biển người đông nghịt đứng trên không lan ra xa, có thứ tự rõ ràng. Nhân số đông đảo, linh lực trong người tản mát khiến không trung đủ màu đủ sắc, cực kỳ huyễn lệ. Ánh mắt mọi người đang tập trung nhìn ra phía trước, nơi có hai đám người đang đối đầu căng thẳng. Chi đội cơ huyền lãnh đạo xem như là đội ngũ mạnh nhất đại tái hiện tại, cộng thêm thực lực cơ huyền sâu khôn lường. Từ khi đại tái bắt đầu, hắn chưa hề thất bại một trận nào, bất kể đối thủ gì cũng bị hắn nghiền nát áp đảo, gần như vô địch. Nhân vật yêu quái như thế, không ai không kiêng rẻ. Nhưng cơ huyền mạnh mẽ, mục trần cũng chẳng đơn giản. Chưa nói tới chi động hạng hai ôn thanh tuyền, chính mục trần gần đây tiếng tăm vang dội, trở thành một kẻ mới nổi cũng không thể khinh thường, lạc ly tuy yên lặng không mấy tiếng tăm nhưng ai đã từng biết đều hiểu rằng cô gái dung nhan khí chất chẳng kém cạnh ôn thanh tuyền cũng có thực lực đáng sợ đội hình chỉ cần ba người chiến lực tuyệt đối khiến người ta phải run rẩy hai đám người chính diện đối đầu cuối cùng kẻ nào có thể chiến thắng bất cứ ai cũng sẽ rất tò mò muốn biết ngay khi bàn tay câu huyền vung lên bất giác mọi người thần sắc căng thẳng mục chân chắp tay sau lưng gương mặt bình thản hai cô gái bên cạnh thì đây chắc chắn là chiến dịch nhắm vào mục trần. Tiếng gió thổi qua, không gian yên tĩnh, mọi người không ai lên tiếng, không khí lặng ngắt như tờ. Ha ha, thật là náo nhiệt. Thình lình một tiếng cười sang sảng vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng quỷ dị. Vu, mọi người liền nhìn qua một đỉnh núi, vài bóng người chậm rãi hiện ra. Người đi đầu là một gã thanh niên áo xanh, tóc dài, phong thái thong rong. Hắn xuất hiện, cuồng phong quanh ngọn núi kia trở nên dữ dội hơn, hội tụ về đỉnh núi, tạo thành phong bạo. Đó là người người nhìn lên viện huy trên ngực áo hắn. Tấm viện huy màu xanh như vòm trời xanh thẳm, đó chính là viện huy của một trong ngũ đại viện, Thanh Thiên Linh Viện. Đó là Thanh Thiên Linh Viện, Liễu Thanh Vân. Dĩ nhiên chính là hạng 4 bảng điểm Liễu Thanh Vân. Thì ra cơ huyền đã âm thầm mời hắn tới. Mọi người liền nhận ra kẻ mới xuất hiện, Liễu Thanh Vân cũng là cao thủ hàng đầu, nhân vật cấp bậc đó đều có tư cách tranh cường, không ngờ lại chịu nhận lời của cơ huyền. Liễu Thanh Vân, xem ra người hôm nay muốn nhúng tay. Ôn Thanh Tuyền lạnh lùng cất tiếng, Liễu Thanh Vân nhìn lại, mỉm cười. Thanh Tuyền, chuyện này Mục Trần cũng quá đáng, ngươi không nên trách ta. Ta không có thân quen với ngươi, đừng có gọi trống tên ta như thế, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ôn Thanh Tuyền nheo mắt thản nhiên trả lời, nói gì cũng từng hợp tác với nhau mà. Hơn nữa xưa nay ta chưa từng thấy ngươi đi gần ai như vậy đâu đó. Liễu Thanh Vân nhướng mày, nhìn thoáng qua Mục Trần, ánh mắt khó hiểu Mục Trần ánh mắt lóe lên, liếc sang Ôn Thanh Tuyền mỉm cười trêu ghẹo, ta càng lúc càng thấm thía cái câu hồng nhan họa thủy. Liễu Thanh Vân hiển nhiên quen biết Ôn Thanh Tuyền, như lời hắn nói còn từng hợp tác, rõ ràng là có ý tứ thích mỹ nhân. Có lẽ hôm nay tên kia nhận lời câu huyền đối phó Mục Trần, nguyên nhân không nhỏ là do ghen tị. Ôn Thanh Tuyền xưa nay ít khi tiếp xúc thân cận với nam tử, nếu phải hợp tác thì sau khi kết thúc cũng nhanh chóng đường ai nấy đi, chẳng cho người ta cơ hội bày tỏ hay thể hiện gì cả. Lần đầu tiên Liễu Thanh Vân nhìn thấy Ôn Thanh Tuyền hợp tác với một gã nam tử lâu như thế, thậm chí vì hắn mà không ngại phải đối đầu với nhân vật tầm vóc như Cơ Huyền. Mục Trần còn nói bậy có tin ta đập chết ngươi hay không? Ôn Thanh Tuyền trừng mắt đe dọa Mục Trần. Hắn che miệng cười tủm tỉm. Hiện tại thêm một tên Liễu Thanh Vân cũng không phải là một tin tốt. Lạc Ly cất tiếng. Liễu Thanh Vân không giống như Lữ Thiên, gã kia cũng đến từ Ngũ Đại Viện, hơn nữa còn là thiên tài của Phong Linh tộc. Thiên phú, bối cảnh đều cực kỳ xuất sắc. Nếu hắn ra tay trợ giúp Cơ Huyền, áp lực với họ cũng không kém chút nào. Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu, mà hắn cũng không phải là tất cả những gì Câu Huyền đã chuẩn bị sẵn. Câu Huyền đứng trên không, thần sắc thản nhiên. "Phương Vân huynh, huynh cũng ra mặt đi." Nghe thấy cái tên ấy, không ít người xung quanh dùng mình. "Phương Vân? Chẳng lẽ là thủ lĩnh chi đội đang đứng hạng 6 đến từ Cửu đỉnh Linh viện sao? Hừm, xem như đây là trận tranh đấu phấn khích nhất trước vòng quyết chiến đây nhỉ, nếu thiếu cái mặt ta thì cũng đáng tiếc lắm." Một tiếng cười nghiền ngẫm vang lên, rồi trong biển người đông đúc, vài bóng người bay lên trước gã đi đầu quần áo trắng tinh, gương mặt thanh tú, mái tóc màu xám trắng, đôi mắt sáng ngời, thần thái ung dung mỉm cười nhìn khắp mọi người. Trên ngực hắn là viện huy Cửu Đỉnh, Cửu Đỉnh Linh viện, trăm năm trước cũng từng là một trong ngũ đại viện, sau đó vì suy thoái mà rời khỏi ngũ đại viện. Thế nhưng chiến lực của họ vẫn mạnh mẽ đáng nể, không mấy linh viện có thể vượt qua họ. Phương Vân hiện thân lại càng khiến cho nhiều người thêm chấn kinh. Hai kẻ mà Cơ Huyền mời đến đều có tư cách tiến vào top 8 tham gia vòng quyết chiến cuối cùng xem ra cơ huyền chuẩn bị đánh tan hoàn toàn phe cánh của mục trần ai nấy đều liếc mắt nhìn lại mục trần chẳng biết sau hôm nay bọn hắn sẽ như thế nào mục trần những nhân vật ta chuẩn bị cho ngươi có hài lòng chăng nếu còn chưa hài lòng thì cơ huyền mỉm cười giả dối hỏi mục trần dứt lời hắn vươn tay vỗ nhẹ hai cái ai nấy kinh hoàng chẳng lẽ còn có ai nữa vù xa xa chân trời đột nhiên một màu đỏ tươi bao phủ một vùng không gian như một dòng sông máu chảy trên bầu trời sông thẳng đến bên này Mục Trần nhìn thấy dòng sông máu đó, hai mắt trợn trừng. Lạc Ly bên cạnh mặt lạnh lùng đầy sát khí. Huyết quang tan đi, vài người xuất hiện, bọn họ đều vận quần áo đỏ tươi, trong đó có vài gương mặt quen thuộc, chính là bọn Huyết Thiên Đô bị Mục Trần đả thương phải đào tẩu trong Mộc Thần Điện. Huyết Thiên Đô vừa xuất hiện, ánh mắt âm độc nhìn Mục Trần, nhưng hắn lại không phải nhân vật chính, vì trước mặt còn có một gã thanh niên tóc đỏ. Đôi mắt như máu của gã liếc qua một lượt, rồi nhìn chăm chăm vào Lạc Ly, Lạc Ly, thật là đã lâu không gặp. Lạc Ly siết tay vào thần kiếm, miệng khẽ nhếch lên lạnh lùng, "Huyết Thiên Hà, không ngờ Tam hoàng tử huyết thần tộc cũng góp mặt nhỉ. Vì nữ hoàng kế nhiệm Lạc thần tộc, huyết thần tộc ta ai đến cũng không quá đáng." Gã Huyết Thiên Hà kia cười nói đáp lời. Ai nấy kinh nghi nhìn vào Huyết Thiên Hà, tên này không có mặt trong top 16, thế nhưng cảm giác cho thấy hắn ta mang đến áp lực không kém gì Liễu Thanh Vân hay Phương Vân. Ba nhân vật này đều góp mặt quan trọng trong chiến cuộc. Cơ Huyền vì đối phó Mục Trần, quả nhiên đã hao tâm không ít. Những người này đều có tư cách vào vòng quyết chiến, bọn họ chính là những nhân vật hàng đầu đại tái. Mục Trần. Câu Huyền lại nở nụ cười giả dối, chậm rãi nói, những thứ ta chuẩn bị có làm cho ngươi hài lòng. Mọi ánh mắt liền đổ dồn vào Mục Trần, đối mặt cục diện áp đảo như thế, chắc chắn áp lực phải cực lớn. Trận này cũng không dễ phá. Câu Huyền ngửa bài lần này cực kỳ uy hiếp. Mục Trần sẽ làm gì đây? Mục Trần chậm rãi nhìn lên, ánh mắt chẳng chút kinh hoàng, mà chỉ thản nhiên mỉm cười. Xong hết rồi sao? giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ vang lên khiến mọi người cực kỳ chấn động. Chương 580 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hết rồi sao? Mục Trần khẽ cất tiếng, những âm thanh bàn tán xôn xao trở nên tĩnh lặng, ai nấy tròn mắt nhìn Mục Trần. Gương mặt hắn đối diện khốn cảnh thế này vẫn không hề biến sắc. Không ai hiểu được, chẳng lẽ hắn ta không nhìn ra được cục diện, hay là còn có viện thủ đối mặt Cơ Huyền, Liễu Thanh Vân, Phương Vân và cả đám người huyết thiên hà, bọn họ chỉ có 3 người chiến lực vượt trội thì làm sao đối địch? Không ai coi thường thực lực Mục Trần, Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền, nhưng cũng chẳng ai dám xem nhẹ đám cao thủ như Cơ Huyền, những nhân vật tuyệt đỉnh bên kia không phải lấy ra trưng cho đẹp. Vậy mà Mục Trần vẫn bình thản như vậy, nghĩa là sao? Chỉ có hai lý do có thể xảy ra, một là ngu muội không thấy được tương quan lực lượng, còn hai là đã có vốn liếng để đối chọi. Vài kẻ nhạy cảm nheo mắt trầm tư, Mục Trần có được danh tiếng lừng lẫy, lại còn là kẻ mà ngay cả câu huyền cũng phải kiêng rẻ, chắc chắn không thể nào ngu xuẩn không biết địch biết ta. Vậy là hắn có một sự chuẩn bị kinh thiên nào đó. Ý tưởng này khiến cho nhiều người cảm thấy dạo dực và tò mò. Không chỉ người ngoài kinh nghi bất định, ngay cả Liễu Thanh Vân, Phương Vân, Huyết Thiên Hà cũng nhíu mày khó hiểu. Xem ra người đã sớm đoán ra cục diện hiện tại. Cơ huyền cũng chừng mắt cất tiếng cười hỏi. Nói gì cũng là đối thủ lâu năm, thủ đoạn của người ta còn lạ gì, mục trần nhìn lại câu huyền cười nhạt hả nếu đã thế thì cho ta xem ngươi đã chuẩn bị cái gì câu huyền co mày cũng chẳng có bất ngờ gì lớn chỉ là đại tái linh viện cao thủ nhiều như mây ngươi mời được vài nhân vật ưu tú thì ta cũng nhờ cậy được vài bằng hữu vĩ đại mà thôi mục trần cười nói rồi nhẹ nhàng quay đầu về một hướng kia võ linh huynh ôn huynh đến lúc mời các vị hiện thân được rồi mục trần cất tiếng vang vang một âm thanh cười cợt rõ to đáp lại từ trong biển người mục trần lần này hợp tác với người thật là phỏng tay mà gã thanh niên mặt hoa da phấn như nữ tử bước ra chính là võ linh sau lưng võ doanh doanh đứng thẳng ánh mắt lướt sang mục trần lầm bầm thật là một kẻ không an phận bên cạnh võ linh còn một gã thanh niên nữa nét mặt khá bình thường không có vẻ gì xuất sắc nụ cười cực kỳ vô hại thế nhưng kẻ nào nhạy bén quan sát tinh tế, có thể nhìn thấy bàn tay ló ra khỏi tay áo của hắn sáng bóng khác thường, như được hình thành từ tinh thạch, cực kỳ thu hút. Đó là hạng ba võ linh, còn có ôn bất thắng hạng 8. Chi đội của tên kia lâu nay vẫn luôn giữ thứ hạng này không lên không xuống cũng lâu lắm rồi. Mục Trần quả nhiên chuẩn bị chu đáo, nhưng bất ngờ là hắn có thể mời được hai vị có sức nặng đến như thế. Sự xuất hiện của võ linh và ôn bất thắng khiến nhiều người bất ngờ kinh ngạc. Cục diện lúc này đã trở nên vô cùng thú vị, những kẻ thần thông quảng đại hàng đầu gần như đã hiện thân hết. Những đội ngũ này chính là đại diện ưu tú có khả năng rất cao lọt vào vòng quyết chiến. Mục Trần quay sang ôm quyền chào hỏi Võ Linh và Ôn Bất Thắng. Vài ngày trở lại đây hắn không chỉ bẻ nanh nhổ vuốt cơ huyền, mà còn bí mật âm thầm tìm minh hữu trợ giúp. Hắn hiểu đối thủ của mình, tên kia muốn tránh được lo âu, tất nhiên phải tìm những đối trọng có thực lực áp đảo gom hết lại. Mục Trần tương kế tựu kế, chiêu gậy ông đập lưng ông thi triển hoàn mỹ hiện tại phe cơ huyền có thêm liễu thanh vân phương vân và huyết thiên hà mục trần lại có ôn thanh tuyền lạc ly võ linh và ôn bất thắng đội hình xem như cân đối xứng tầm song phương đều đưa ra đội hình gần như tuyệt đỉnh của đại tái linh viện cho đến lúc này không khí rằng co khiến người ta hồi hộp mong đợi xem như là một màn thí luyện tiết tấu của vòng quyết chiến vậy võ linh không thể ngờ ngươi lại đi chung với mục trần cơ huyền dương đôi mắt lạnh lẽo nhìn sang võ linh hắn cực kỳ bất ngờ dù sao trong linh lộ quan hệ giữa mục trần và võ linh cũng chẳng mấy gần gũi ha ha chớ ngạc nhiên đến thế chứ ta chỉ tạm ghé qua giúp một tí thôi mà võ linh mỉm cười hòa ái hơi liếc sang võ doanh doanh bên cạnh tỏ ra cũng bất đắc dĩ mới đầu mục trần tìm hắn tuy cũng có khoái mục trần một chút nhưng hỗ trợ hắn đối đầu với cơ huyền thì không có ý định đó chỉ có điều cô nàng võ doanh doanh này hết khiểu lại quẹt cuối cùng đành nhắm mắt đưa chân cho đỡ phiền hừ, tầm nhìn thiển cận, câu huyền là ai? Gã đó dã tâm to lớn, cứ ngồi đợi hắn giải quyết xong mục trần, thì chúng ta thoát khỏi tay hắn sao? Cái gã này để giành được quán quân, con đường hắn đi có ai mà hắn không quét sạch. Võ doanh doanh nhìn thấy vẻ mặt của võ linh, tỏ ra bực bội. Thật chỉ vì nguyên nhân đó sao? Võ linh lại tỏ ra suy tư. Chứ ngươi nghĩ thế nào nữa? Võ doanh doanh hung hăng trừng mắt, nhưng gương mặt lại hơi ửng đỏ. Võ linh nhếch mép cười, tiểu muội muội điêu ngoa của hắn thì thật bó tay vội chuyển sang cơ huyền cười nói cơ huyền chuyện hôm nay xem ra cũng hơi quá to rồi ta thấy đội hình hai bên như thế này bên nào thắng cũng sẽ trả giá lớn không chừng sẽ có người mất đi tư cách tiến vào vòng quyết chiến không chừng võ linh lớn tiếng phân tích viện binh hai bên đều nghe rõ ai ai cũng biết đối phương chẳng đơn giản nếu dốc tận tham chiến đúng là sẽ gây ra hậu quả lớn trả giá như thế thì theo cơ huyền hay mục trần cũng chẳng lợi lộc gì nói gì cũng chỉ là ân oán riêng tư của hai người bọn họ đến góp mặt trợ trận xem ra cũng đủ rồi sống mái với đối phương bây giờ cũng chưa thích hợp câu huyền nheo mắt cười nhạt thế võ đội trưởng có cao kiến gì mỗi bên lùi một bước kết thúc mọi chuyện ai về nhà nấy đợi đến khi vào được vòng quyết chiến thì tranh đấu sinh tử cũng được mà võ linh cười tủm tỉm đề nghị lời vừa dứt mọi người trong vùng đều trợn tròn mắt ngạc nhiên tỏ ra tiếc nuối đội hình hai bên kinh khủng như thế bỏ công bỏ sức kéo đến đây chẳng lẽ khua môi múa mép vài ba câu rồi kết thúc là sao đang chọc cười thiên hạ kéo tới hết đây khoe cơ bắp sức mạnh hử. Mục Trần mỉm cười chẳng nói chẳng rằng. Cơ Huyền cũng cười khẩy, rồi quay sang Mục Trần, ta cũng thấy bây giờ quyết chiến cũng không phải lúc, nhưng tất cả đã bỏ công tới đây, không làm gì cả thì cũng uổng phí. Mục Trần, việc hôm nay do chúng ta mà ra, ngươi thấy có nên kết thúc ở chúng ta hay không? Lời nói của Cơ Huyền khiến mọi người lại sáng bừng hai mắt. Đội hình hai bên ngang ngửa khủng bố, cũng khó có khả năng sống chết lúc này. Chẳng bên nào có thể áp đảo uy hiếp bên nào, nếu vậy thì bỏ hết viện trợ, tự thân hai chủ tướng lên lôi đài cũng là một ý tưởng xuất sắc. Thế nhưng cục diện như vậy có lẽ chính là thứ cơ huyền muốn tạo ra. Phần lớn sự kiêng dè của hắn đối với Mục Trần chắc chắn đến từ hai cô gái xinh đẹp Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền kia, khi đơn chiến, sự kiêng dè đó sẽ hoàn toàn biến mất. Đơn đấu, nếu Lạc Ly và Thanh Tuyền ra tay hỗ trợ Mục Trần, vậy thì những gã mạnh mẽ khác trong đội hình cũng sẽ không tịnh quan xem kỳ biến. Lạc Ly lạnh lùng nhíu mày, hiển nhiên hiểu ngay ý định của Cơ Huyền, Xem ra tên kia cũng đã sớm tính ra cục diện rằng con này, mục đích cuối cùng vẫn là muốn ép mục trần một một với hắn. Với tình hình hiện tại, xét theo vài khía cạnh thì cơ huyền chính là cao thủ lợi hại nhất đại tái. Lạc Ly biết sẽ đến lúc mục trần và cơ huyền sẽ chân chính nổ ra đại chiến, nhưng không mong là lúc này, vì thực lực mục trần vẫn chưa bước vào thần phách nan. Giao đấu không cân bằng như thế này sẽ không có lợi cho mục trần. Còn cơ huyền thì nhất định phải tận dụng lợi thế này, hắn trăm phương ngàn kế ép mục trần đơn chiến, có khả năng cao sẽ khóa chặt được đối phương giải quyết được một đối thủ khó nhằn nhất lạc ly lạnh lùng định tiếng lên nhưng mục trần đã giơ tay ngăn lại hắn lắc đầu gương mặt sắc như đao nhìn cơ huyền rồi nhẹ nhàng lên tiếng cứ để như hắn mong muốn cảm ơn bạn đã nghe chuyện trên halayji com nếu thấy hay các bạn nhớ like đăng ký kênh và ủng hộ kênh qua link halayji com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé hẹn gặp